Các bạn thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu cái phiên uh, chuyên đề thứ hai trong chương trình uh, uh, hội nghị khoa học của Liên chi hội thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hội phổi Việt Nam tổ chức. Uh, phiên chuyên đề thứ hai của chúng ta được điều hành bởi tôi là tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thành đang nói chuyện với các bạn từ Cần Thơ và uh, thầy Phạm Hồng Vân uh, chủ tịch liên tri hội uh, vi sinh lâm sàng thành phố hồ chí minh đang ngồi ở thành phố hồ chí minh nhiệt liền chào đón chào đón các bạn đã tham gia cái session online này trong cái nội dung của cái session này thì chúng ta sẽ có bốn cái báo cáo mỗi báo cáo 30 phút và chúng ta sẽ kết thúc phần trình bày lúc 16 giờ uh, sau đó chúng ta có 60 phút để chúng ta trao đổi thảo luận và kết luận như vậy là thời gian của chúng ta là tương đối thoải mái và tôi nghĩ rằng ở trong hội trường các báo cáo viên đã đầy đủ ờ, không biết IT có thể cho chúng tôi biết rằng là có bao nhiêu người đang theo dõi trên cái chương trình này online không ạ trên trên chatbox thì à, các bạn IT cho chúng ta biết rằng là hiện nay đã có 200 người một con số không nhỏ theo dõi một cái chương trình online vào một ngày nghỉ cuối tuần như thế này xin nhiệt liệt chào mừng các bạn cho phép tôi được giới thiệu báo cáo thứ nhất báo cáo của tiến sĩ bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên trưởng khoa ICO của bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Nội dung là điều trị kháng nấm sớm khi nào và như thế nào? Uh, xin mời. Dạ kính chào uh, quý chủ tọa đàn, kính chào quý đồng nghiệp thì em xin được xin phép xe uh, bài để trình bày ạ. Uh. À, kính chào quý thầy cô và kính chào quý đồng nghiệp, à, em xin phép uh, được uh, trình bày bài uh, điều trị kháng nấm sớm khi nào và như thế nào ạ. Thì bài trình bày này gồm có các phần như sau: nguy cơ về đánh giá và nguy cơ nhiễm nấm. Yeah. Em đợi em xíu em uh, làm cái pointer lên giờ. À, à, nguy cơ nhiễm nấm phổi, à, chúng ta đánh à, bài trình bày này sẽ gồm có hai cái bài về nấm Canada và nấm S-Bacillus, à, các phần điều trị. Dịch tễ thì à, có khoảng 1,9 triệu bệnh nhân bị nhiễm nấm xâm lấn cấp mỗi năm, thì nhiễm Canada chiếm 70%, cryptococcus à, là khoảng 20% và S-Bacillus là khoảng 10%. À, tử vong nội viện do nhiễm can đa máu có thể tới 25% và S-bacillus có thể lên tới 40 đến 90%. Do đó việc nhanh chóng và điều trị nhanh chóng và chính xác tác nhân gây bệnh là yếu tố quan trọng có thể cải thiện cái kết cục điều trị cho bệnh nhân. Về phân loại nhiễm nấm theo dịch tễ thì chúng ta có nhiễm nấm cơ hội là xảy ra khi tình trạng miễn dịch của cơ thể bị suy giảm. Thì tác nhân đó thuộc những cái tác nhân này nó nằm trong thành phần vi nấm quần cư trên da và niêm mạc thì cái hai loại mình thường gặp đó là candida và aspergillus còn nhiễm nấm lưu hành nhiễm nấm lưu hành là gây ra bởi những chủng nấm mà không phải nằm trong cái hệ vi khuẩn quần cư của cơ thể phần lớn là do nhiễm từ môi trường tiếp xúc ví dụ như cục cođes uh, thì um, cái bài trình bày này thì chủ yếu là em trình bày cái nhiễm nấm mà mình hay gặp trên lâm sàng à, trong khoa hồi sức, à, đó là s và Candida. Về phân loại nhiễm nấm theo cái hình thái học, thì à, thứ nhất đó là nấm nấm men hay nấm tế bào, à, thường gặp là Candida và Cryptococcus Hình thái thứ hai là nấm sợi, thì có là nấm sợi s và nấm sợi không vắt ngăn là Muco. Và thứ ba là nấm lưỡng hình chẳng hạn nhập hoặc là histoloma thì à, nhiễm nấm xâm lấn được xác định là khi có mặt của nấm sợi hoặc ở nấm men ở các mô sâu mình được xác nhận bằng xét nghiệm nuôi cấy mô nuôi cấy hoặc là mô học bệnh phẩm hoặc là giải phẫu bệnh thì cái phổ biến ở trên cái nhóm này đó là nhiễm nấm máu và nhiễm nấm phổi thì cấy máu thì tiêu chuẩn vàng thì nhưng tuy nhiên đây là một cái tiêu chuẩn vàng nhưng mà nó có độ nhạy thấp nó chỉ được khoảng là 50 đến 95 với nấm men và 1 đến 5 đối với nấm mốc à, thời gian thì trả kết quả chậm và có việc này có thể dẫn đến là chúng ta sẽ điều trị kháng nấm trễ thì có thể trong một số trường hợp trả kết quả cấy máu thì nấm men có thể là 5 ngày còn nấm mốc một số trường hợp có thể lên tới một số 4 tuần và cái việc mà nuôi cấy và đọc kết quả sẽ tốn nhiều công thức công công sức thì 50% các trường hợp nhiễm canda xâm lấn không được phát hiện qua cấy máu chúng ta sẽ có ba dạng thứ nhất là dạng nhiễm nấm máu thì nếu mà nhiễm nấm máu thì thường chúng ta sẽ cấy uh, cấy máu thường dương tính cái đoạn thứ hai là nhiễm nấm các cơ quan sâu ví dụ chúng ta có thể là nhiễm trong cơ chúng ta có thể nhiễm xương chúng ta có thể nhiễm gan lách nhưng mà nó không có nhiễm trong nấm máu thì khi đó chúng ta có thể là không có cấy máu chúng ta thường âm tính và cái thứ ba là vừa nhiễm nấm máu và nhiễm nấm ở các cơ quan sâu thì lúc này chúng ta có thể là chúng ta sẽ có cấy máu đôi khi nó dương tính thành ra trong một số trường hợp nếu chỉ có nhiễm nấm các cơ quan sâu có thể chúng ta sẽ không có cấy máu dương tính và chúng ta nếu mà chúng ta thấy âm tính thì đôi khi chúng ta không nhận biết được và chúng ta sẽ chậm trễ cái việc điều trị cũng như chẩn đoán nhiễm nấm. Thì nếu mà chúng ta điều trị uh, nhiễm nấm mà chúng ta uh, khởi động kháng nấm điều trị kháng nấm trẻ thì cái thời gian chậm trễ điều trị kháng nấm nó sẽ làm tăng cái nguy cơ tử vong bệnh nhân lên à, ngày càng cao hơn. À, một nghiên cứu cho thấy là nếu mà chúng ta À, tỷ lệ chúng ta điều trị khởi động nấm chớp nó kháng nấm mà dưới 12 tiếng thì tỷ lệ tử vong 11%, tuy nhiên nếu mà lên tới 24 tiếng có thể lên tới 30 30% mà nếu mà lên tới sau 48 tiếng có thể lên tới 35%. Thì các yếu tố nguy cơ liên quan đến tử vong có hạn như thăng điểm Abaki rồi chúng ta có sử dụng kháng sinh trước đó hay không? Rồi uh, sử dụng sáng nấm mà trẻ sau 12 giờ thì đó là những cái thời gian mà có thể làm tăng cái nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Thì uh, nếu chúng ta chẩn đoán mà và điều trị nấm sớm thì cái việc mà chính xác có thể cái việc chẩn đoán chính xác của chúng ta có sẽ bị giảm đi đó chúng ta sẽ dựa vào những cái yếu tố như là yếu tố dự phòng rồi yếu tố nguy cơ rồi cái khăn điểm dự đoán rồi chúng ta có thể điều trị đón đầu là chúng ta có thể dựa, sử dụng một số cái mặt cơ về nhiễm nấm hoặc là chúng ta sử dụng PCA chẳng hạn như những cái mặt cơ như một ba beta delucan hoặc là manang antimanan à, rồi chúng ta sẽ dụ, À, xét nghiệm như là PCA và chúng ta sẽ điều trị như này là theo điều, điều trị theo kinh nghiệm và các dấu hiệu và triệu chứng và khi mà chúng ta có cái điều trị trúng đích đó, là chúng ta sẽ có những kết quả gọi là tiêu chuẩn vàng như là chúng ta có cái máu dương tính à, có kết quả giải phẫu bệnh thì thường là như khi mà chúng ta đã rõ ràng thì đôi khi chúng ta sẽ có cái sự chậm trễ trong cái việc điều trị thì cái uh, nguyên nhân uh, nhiễm nấm uh, sẽ như thế nào À xin đợi một chút xíu để là chỉnh lại cái Thì à, một cái à, một cái nghiên cứu Matalysis từ 34 nghiên cứu đánh giá yếu tố nguy cơ. Thì cái yếu tố nguy cơ chúng ta có thể chia thành 3 nhóm. Thứ nhất là yếu tố nhân chủng như là tuổi, giới tính, À, rồi à, bệnh đồng mắt và các can thiệp y khoa như là phẫu thuật à, có sử dụng kháng sinh phổ rộng hay không, có sử dụng corticoid hay không, có cái ghép tạng hay không. À, thì chúng ta thấy à, cái cái bảng này chúng ta thấy là xem cái những cái OA của của cái các yếu tố nguy cơ. Thì chỉ cần sử dụng kháng sinh trên 72 giờ thì OA có thể là 5 chấm. Rồi chúng ta có truyền máu. À, chúng ta có à, xét nghiệm ra chúng ta có à, quần cư vi khuẩn Canada ở nhiều nơi, nấm Canada nhiều nơi. À, chúng ta có đặt đường truyền catheter tĩnh mạch trung tâm, chúng ta có nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, chúng ta có thở máy, rồi bệnh nhân có nhiễm trùng huyết, rồi bệnh nhân có suy giảm miễn dịch như HIV, uh, bệnh uh, bệnh nhân có chạy thận, sốc uh, và có cái chỉ số colony uh, colonization index chẳng hạn hoặc là bệnh nhân có phẫu thuật bụng hoặc là bệnh huyết học, giảm bạch cầu. Thì tất cả những cái yếu tố nguy cơ này nó sẽ là những nguy cơ nhiễm nấm Candida xâm lấn và chúng ta thấy là uh, những cái cái mà chúng ta vừa kể ra đó là hầu như là những bệnh nhân nằm hồi sức của chúng ta đều có thể là nằm trong danh nằm trong bệnh hồi sức đều có thể là nhiễm có nguy cơ nhiễm nấm à, đây là một cái nhiễm phân bạ phân biệt cái nhiễm nguy cơ nhiễm nấm thì có một số là ở trong bệnh nhân chung và một số nằm ở khoa sinh sóc đặc biệt thì mà thấy hàng anh như là bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết bệnh nhân có thông khí cơ học rồi bệnh nhân có đái tháo đường vân vân à, rồi bệnh nhân có K mạch trung tâm thì những cái vấn đề này là chúng ta sẽ rất là thường gặp trong bệnh nhân hồi sức. Rồi những cái nguy cơ mà những mà chúng tôi đặc biệt chúng tôi hay thường gặp đó là cái phẫu thuật ổ bụng đặc biệt có rò miệng nối hoặc là phẫu thuật mở bụng nhiều lần thì trong đường ruột nó sẽ có uh, nấm và khi chúng ta có rò như vậy thì nấm nó sẽ đi vào ổ bụng nó tạo ra cái nhiễm nấm ổ bụng hoặc là bệnh nhân có viêm tự hoại tử cấp nó thì những cái dịch tụy dịch hoại tử uh, nó sẽ nguy cơ nó nhiễm nấm ở đó rồi bệnh nhân có những bệnh lý hát huyết học ác tính hoặc ung thư vân vân còn đối với nguy cơ nhiễm bạc uh, ác bacillus xâm lấn thì đối với nguy cơ cao nhiễm ác bacillus xâm lấn như là bệnh nhân có giảm bạch cầu hạt nặng nhỏ hơn 500 tế bào uh, trên một mm khối và cái trường hợp này kéo dài hoặc là trong bệnh cảnh uh, bệnh lý huyết học ghép tế bào máu hoặc là ghép tạng hay là hóa trị bạch cầu cấp còn với là nguy cơ nhiễm ác bacillus xâm lấn mà mức độ trung bình thì là bệnh nhân điều trị tại hồ sứ tích cực các, các bệnh cảnh lâm sàng như là sử dụng corticoid ít nhất là dạng uống liều cao rồi kéo dài bệnh nhân có bệnh uh, lý suy giảm miễn dịch như là HIV rồi bệnh nhân điều trị uh, bệnh cầu uh, giảm lympho bào tê hoặc là bệnh nhân có những bệnh như là bệnh SUID hoặc những đường mạnh bệnh lý đường hô hấp tính khác như là uh, cúng nặng sơ gan mất đầu mất bù suy gan vân vân à, rồi chúng ta thấy là trong những cái đợt mà covid thì uh, À, có đợt COVID thì khi bệnh nhân nhiễm COVID Thì cái bệnh nhân dễ có những nguy cơ Là gọi là đồng nhiễm với những cái vi khuẩn Cộng như là vi nấm khác à, Không những cái COVID không Nhưng có thể là nhiễm à, những cái vi trùng Mà có thể nhiễm nhiều nhiều vi trùng Và không những thế là bệnh nhân có thể nhiễm nấm à, Mà trong đó có nguy cơ đó là nhiễm nấm s, -S. Thì à, một cái nghiên cứu cho thấy là Trên những cái bệnh nhân mà bị COVID-19 Người ta nghiên cứu trên 13 à, bệnh viện À, thì người ta lấy những cái bệnh nhân à, mà bị nhiễm à, đánh giá cái nguy cơ để nhiễm Sepsis trên bệnh nhân COVID-19. Thì người ta thấy là cái tần suất thì nó sẽ tăng là 9,1% và cái yếu tố nguy cơ là nếu bệnh nhân nhiễm nấm Sepsis ở bệnh nhân COVID-19 thường là do bệnh nhân có sử dụng à, liều cao của Dexamethasone với OA là 3.7 và bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với OA là 4.2. Và do đó cái đối tượng mà nhiễm COVID-19 này chúng ta nên lưu ý, chúng ta sẽ tìm thêm nhiễm nấm trong đó là cái nấm S. magillus. Rồi đối với nhiễm Canada xâm lấn thì chúng ta sẽ có là các nhiễm nấm mà chúng ta nhiễm chắc chắn chúng ta chứng minh được khi chúng ta có tiêu chuẩn vàng như lúc nãy chúng ta có. Thứ nhất đó là chúng ta có được cái máu dương tính hoặc là chúng ta xem trong cái mô bệnh học, chúng ta giải phẫu bệnh ra chúng ta nhìn thấy nấm. Thứ hai là cái bệnh nhân là nhiễm chúng ta không được cái tiêu chuẩn bằng chứng vàng không có được cấy máu dương tính không có được mô bệnh học thì chúng ta có khả là chẩn đoán theo có nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn thì thứ nhất là bệnh nhân sẽ có yếu tố nguy cơ rồi bệnh nhân có những cái tiêu chuẩn lâm sàng và khi đó thì cái xét nghiệm huyết thanh học à, hoặc là cái xét nghiệm PCA nó sẽ dương à, thì cái 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 bằng chứng này nó sẽ yếu hơn thì mức độ chẩn đoán mình sẽ mình sẽ giảm mức độ chắc chắn của mình nó sẽ giảm xuống rồi nếu mà chúng ta cũng có yên, tương tự là cái yếu tố nguy cơ có tiêu chuẩn lâm sàng nhưng mà chúng ta không có những cái tiêu chuẩn về xét nghiệm huyết thanh hoặc là PCR, thì cái khả năng chúng ta sẽ nghĩ tới là possible thôi là có thể nhiễm nấm xâm lấn thôi thì cái ba mức độ này chúng ta thấy là mức độ đầu tiên là chắc chắn mức độ thứ hai là nhiều khả năng và mức độ thứ ba là uh, có thể uh, nhiễm nấm xâm lấn uh, và trong cái bài này là do mình đang nói về cái cái trường hợp về đường hô hấp và bệnh lý hô hấp thành ra cái trong cái uh, nhiễm nấm chúng tôi tập trung vào cái nhiễm nấm hô hấp là nhiễm nấm phổi do hai cái loại tác nhân là Canada và Aspergillus là hai tác nhân thường gặp à, vì à, cái việc mà chúng ta cấy đàm ra nấm Canada làm ta rất là thường à, đối với những trường hợp mà chúng ta điều, điều trị nhiễm nấm có những trường hợp ta cấy những vị trí khác gọi là cấy vô trùng ví dụ chúng ta cấy máu chúng ta cấy dịch màng phổi chúng ta cấy dịch não tủy À, chúng ta cái dịch ở bụng mà khi chúng ta lần đầu tiên chúng ta chọc dịch ở bụng hoặc là chúng ta chọc dịch bụng kín á, không phải là chúng ta dịch ở bụng từ dẫn lưu, thì những cái 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 dịch đó là, là dịch vô trùng, thì khi chúng ta cấy ra dương tính chúng ta sẽ dàng chẩn đoán xác định đó là bệnh nhân đã nhiễm nấm Candida. Tuy nhiên có những cái vị trí gọi là đường không phải là dịch vô trùng và là hở, ví dụ như là đường thở, à, chúng ta sẽ có không những có vi khuẩn nó trú ngụ ở đó, mà có thể là có nấm trú ngụ ở đó hoặc đường đường tiểu. À, hoặc là chúng ta có dẫn lưu ổ bụng mà có dẫn lưu ở bụng chúng ta đặt một cái dẫn lưu ra thì chúng ta sau trên 24 giờ chúng ta rút dịch từ cái dẫn lưu đó mà chúng ta cấy thì có thể là nó có những cái vi nấm hoặc là vi khuẩn nó nó colonization trên cái 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 đường dẫn lưu hoặc là chúng ta có những cái nấm nó 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 colonization trên đường thở và do đó cái việc mà chúng ta cấy nấm ra đa, chúng ta rất là thường gặp nhưng mà không có nghĩa là tất cả những cái trường hợp chúng ta cấy nấm ra Canada đó chúng ta chẩn đoán là những nấm phổi à can đá được coi là một phần của hệ sinh vật bình thường trên da, trên khoang miệng, đường tiêu hóa và đường hô hấp cũng như đường tiết niệu. Thì một nghiên cứu Ozalay thì cho thấy là sau 48 giờ thở máy thì khoảng 20% sẽ có cái trường hợp là colonization với nấm Candida. Ta thấy là rất là thường 20% bệnh nhân là rất là thường. Và cái tỷ lệ nếu mà thời gian thở máy càng tăng thì cái tỷ lệ là colonization với nấm càng tăng lên. À, và một cái nghiên cứu cho thấy là nếu chúng ta À, lấy à, cấy được đàm hay là cấy dịch rửa phế quản ra Canada thì nó sẽ chiếm khoảng là 40 50 phần trăm bệnh nhân mà chúng ta lấy đàm ở Canada mà và chúng ta lấy đàm và và, và dịch rửa phế quản ra chúng ta cấy thì nó sẽ dương tính là khoảng 40 50 phần trăm là Canada Tuy nhiên trong những trường hợp đó thì không phải trường hợp nào cũng là nhiễm nấm hết và chỉ khi đó chúng ta xác định là nhiễm nấm chỉ là từ 0 đến 8 phần trăm thôi và do đó cái việc chúng ta cấy dương tính ra Canada trong đàm trong dịch rửa phế quản không đồng nghĩa với chúng ta nhiễm Canada, nhiễm Canada xâm lấn cái điều này thật sự là nhấn mạnh để chúng ta đôi khi thì chúng ta lại quá đoán quá mức hoặc là over diagnosis. hoặc là chúng ta lại điều trị quá mức một cách không cần thiết nếu chúng ta thấy tự động chúng ta thấy cái giường chúng ta lại đi điều trị thì các một số cái xét nghiệm nó không nuôi cấy thì chúng ta có thể là có những cái mặt cơ và sinh học mà huyết thanh học như là beta-delucan. thì nó cũng có thể là độ nhạy, độ đặc hiệu cũng tương đối không có không phải là cao à, và nó có thể là beta dolocan thì nó có thể là à, cho nấm nhiễm Canada hoặc là Aspergillus. rồi chúng ta có mang năng hoặc là cái kháng à, antimanan thì có thể là cho cái uh, Candida và những năng thì cho à, và hoặc là chúng ta sẽ có PCA, chúng ta sẽ lấy được cái BCA. thì thường những cái xét nghiệm này uh, giúp cho chúng ta là uh, nếu mà nó âm tính thường nó có giá trị là loại trừ hơn là là tại vì nó có những trường hợp nó dương tính giả hơn là chúng ta sẽ nó xác định. và mà thấy là cái độ cái độ tần suất vào cái 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 giá trị tiên đoán dương á, thì phụ thuộc vào tần suất nhiễm ở từng bệnh viện cũng như là, là khu vực. thì có 75% dương tính giả bệnh nhân nhiễm trùng huyết kèm theo lọc máu hoặc là sử dụng các immunoglobulin và do đó thì chúng ta thấy là cái giá trị chẩn đoán thì nó âm nó thường cao và thường thường là nếu mà nó nó, nó chúng ta xét nghiệm ra âm tính đó, thì chúng ta thường là loại trừ để giúp chúng ta là ngưng kháng nấm hơn là chúng ta chẩn đoán uh, uh, xác định hơn thì các uh, nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ thì chúng ta có thể thấy là uh, sử dụng các uh, về các Canada uh, colonization đó uh, thì chúng ta sẽ thấy là cái chỉ số uh, Canada Index đó, là cái chỉ số là tổng tổng vị trí dương tính tổng số vị trí chúng ta dương tính ở Canada trên tổng vị trí xét nghiệp. thì cái làm cái này thật sự nó rất là tốn kém và nó cũng mất mất nhiều, chẳng hạn chúng ta phải cấy từ đàm rồi chúng ta phết da rồi chúng ta cấy nước tiểu rồi chúng ta phải thôi khi là cái dịch uh, phết hậu môn hoặc là cái phân để chúng ta xem là trong những cái tổng số đó đó À, có bao nhiêu trong những cái tổng số ta cấy đó thì bao nhiêu cái mẫu nó sẽ ra là dương à, tính với nấm và khi đó mà chia cho cái tổng số dương tính đó, chúng ta chia cho tổng số mà chúng ta nhiễm nấm đó, thì nó ra là cái cái cái, cái Canada index thì nếu mà nó là trên uh, Canada colonization nếu mà trên không với năm đó, thì nó sẽ có nguy cơ uh, nguy cơ cao về về nhiễm nấm nhưng mà thật ra thì nó có cái độ độ giá trị tin đoán âm nó cũng rất là cao nhưng mà cho đến đến dương thì nó lại không cao thì âm nó, nó là 96,9%. À một cái chỉ số thứ hai là Canada score. Canada score thì nó sẽ có nhiều chỉ số hơn. Là thứ nhất là chúng ta có uh, nhiễm nhiễm trùng huyết chúng ta được tấm, tính là hai điểm. Chúng ta có phẫu thuật chúng ta tính một điểm. Có ta dinh dưỡng đường tĩnh mạch mới tính được một điểm. À, rồi chúng ta có cái uh, Canada colonization này nè. À, chúng ta sẽ có cái uh, một điểm nữa. Đấy mà Dương tính là có một điểm nữa thì thật ra cái này cũng là có độ uh, độ uh, giá trị chứng đoán âm nó cao thành ra dùng để loại trừ hơn là chúng ta là là chẩn đoán và cái uh, thực tế thì trên lâm sàng thì nhiều khi chúng tôi cấy cái uh, cái, cái, colonization nó lúc đầu ban đầu cũng cấy nhiều mà sau thì thấy khá là tốn kém và đôi khi cấy ra nó cũng cũng dương tính nhiều à, mà nhiều khi mình cũng không không phải lúc nào chúng ta dễ dàng được chẩn đoán được cái 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 nhiễm nấm à, sau này thì thực tế lâm sàng đôi khi chúng tôi cũng ít cái cái việc mà làm cái uh, Canada Colonization này hơn. Rồi, những cái một cái số cái yếu tố nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn. Thứ nhất là bệnh nhân phẫu thuật à, tiêu hóa đường đường gan mật. Thì cái này là thật sự là những cái yếu tố nguy cơ mà thật sự trên lâm sàng tôi nhận thấy là thật sự là à, nguy cơ rất là cao. À, và những bệnh nhân vô mà có những cái trường hợp mà rò, viêm phúc mạc hoặc rò tiêu hóa mà để mà bệnh nhân tới trẻ hoặc để lâu thì cái nguy cơ nhiễm nấm của bệnh nhân càng lớn hoặc vô sốc thì thường chúng tôi hay điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm luôn rồi bệnh nhân có cái cvc hoặc là bệnh nhân có dinh dưỡng đường tĩnh mạch kháng sinh vỗ phổ rộng vân vân à, các trường hợp thứ hai á, là chẳng hạn như bệnh nhân có những cái trường hợp viêm tụy cấp thì các những trường hợp viêm tụy cấp này á là chúng tôi cũng ghi nhận trên thực tế kinh nghiệm lâm sàng mình thấy cũng giống như là các sách vở hoặc là các nghiên cứu đã nói thì những trường hợp này chúng tôi cũng à, mạnh dạng mà thường thường là đánh cái kháng nấm theo kinh nghiệm à, sớm. À, và cái các xét nghiệm này thì nó cũng có à, cái độ tin đoán à, âm tính thì nó cao hơn là, là giá trị tin đoán dương. Thì giá trị của các, các công cụ mà chúng ta chỉnh đoán thì nó cũng phụ thuộc vào cái mức độ lưu hành của bệnh. Nếu mà trong cái trong cái mình phải biết mức độ lưu hành của bệnh Canada của chúng ta hoặc là nấm của chúng ta trong cái khoa hồi sức của chúng ta nó cao hay thấp nếu mà tỷ lệ nó cao thì cái khả năng giá trị tuyên đoán nó, nó sẽ nó sẽ cao hơn tức là dương cao hơn về hình ảnh x quang của nhiễm mà Canada thì thường nó là không đặc hiệu à, và nó có thể là thâm nhiễm kẻ lan tỏa hoặc là tổn thương dạng nốt đông đặc phế nang hoặc tổn thương dạng hang thì là hiếm về cái canda nó không có những hình ảnh đặc hiệu rõ ràng để chúng ta là có thể là gợi ý đây là một cái tổn thương phổi do nhiễm nấm hay là phân biệt với những cái trường hợp tổn thương phổi khác. À, trên CT scan cũng vậy, cũng có thể là không đặc hiệu và gặp cũng tương tự những cái nhiễm trùng cơ hội khác. Một số hình ảnh có thể chúng ta thấy là dạng nốt kê hoặc là áp xe nhỏ hoặc là những đa nốt hoặc là nó có những cái sự mà tăng halocyte là tăng tăng, tăng sáng À, nhiễm s bacillus xâm lấn thì cái dạng mà nhiễm s bacillus nó thấy là rất là nhiều và đa dạng à, nó từ những cái ghi ra những cái hen hoặc là viêm xoang dị ứng rồi có thể là viêm phổi viêm phổi tăng nhạy cảm rồi những trường hợp là à, viêm phế quản phổi dị ứng s bacillus hoặc là những cái dạng là mạnh tính như nó tạo vào những cái nấm u nấm hang à, của s bacillus À, và những cái bình hợp là tắc nghẽn mãn tính hoại do, do 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 nấm à, F Tuy nhiên cái chúng ta à, tôi tập trung ở đây cái bài này sẽ nói về những cái trường hợp mà nhiễm viêm phổi do F-bacillus trong trường hợp chúng ta cấp tính hơn là những cái trường hợp mà à, cái tổn thương đường thở vì tăng nhạy cảm hoặc là những cái trường hợp là u nấm phổi. Thì về các yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy là có những yếu tố nguy cơ chúng ta cái dịch hút nội khí quản dương tính thì nó xem theo những lâm sàng phù hợp hoặc là bất thường và trên CT hoặc X quang và các yếu tố nguy cơ cái dương tính ở vị trí khác thì cái này nó sẽ có độ nhạy cao và độ đặc hiệu tương đối cũng không cao lắm là khoảng 61% và giá trị tuyên đoán âm thì nó cũng rất là cao là 92 so với giá trị tuyên đoán dương là 61% và thông thường ấy, thì à, so với canada thì s bacillus ấy, thì nó, chúng ta thường bắt gặp và ít ít được cấy được dương tính trên lâm sàng nhiều như là chúng ta thấy canada canada thì chúng ta có thể nhận những mẫu cấy chúng ta thường được trả về với kết quả là dương tính với canada nhưng mà thông thường có những kết quả mà trả về với là s bacillus dương thì nó không cao nó, nó, nó tỷ lệ nó thấp và do đó trong lâm sàng thực tế lâm sàng chúng tôi thấy là cái kết quả mà nó cấy s bacillus về mà nó dương trong cái dịch thở đối quản hay dịch phế hoặc là dịch tàm. mà chúng ta có một cái cái bệnh cảnh lâm sàng tổn thương phổi và có những yếu tố nguy cơ thì chúng tôi thường là mạnh dạng điều trị hơn uh, về điều trị FBC lớp sớm hơn là so với chúng ta khi chúng ta nhận được một kết quả cấy uh, Canada dương tính thì cái lâm sàng gợi ý là khả năng nhiễm nấm cao như là sốt trên 3 ngày dù điều trị kháng sinh thích hợp uh, hoặc không có ổ nhiễm trùng rõ ràng nào khác À, rồi sốt tái phát sau hết 48 giờ dù chưa ngưng kháng sinh và không có ổ nhiễm trùng rõ ràng nào khác. Còn những lâm sàng gợi ý khả năng nhiễm nấm trung bình như bệnh nhân có đau ngực kiểu bằng phổi, rồi khó thở hay ho ra máu, tiếng cộng bằng phổi, suy hấp tiến triển, rồi tổn thương nghi ngờ, có nhiều cơ quan, rồi có hạ loét, hoại tử, tạo nốt, giả mạc, vân vân. Thì tất nhiên là khi mà chúng ta nếu chúng ta coi một, một người bình thường, thông thường mà chúng ta không có triệu chứng lâm sàng, tổn thương ít quan phổi gì hết mà chúng ta cấy ra một cái S và thì chúng ta không có không có định không có đồng nghĩa là có nhiễm đấm và chúng ta điều trị. Tuy nhiên nếu chúng ta có vừa có lâm sàng có những tổn về bệnh lý về hô hấp rồi có những cái hình ảnh học gợi ý và chúng ta cấy ra cái cái về thì chúng ta sẽ có khuynh hướng ta sẽ điều trị sớm những trường hợp này. Đây là những cái xét nghiệm mà không nuôi cấy chúng ta nhập nhân tôi cũng có trình bày rồi Galactomannan hoặc là Beta Delucan hoặc là BCA. À, thì cái 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 dụng một cái xét nghiệm khác là Lateral Flow Device thì không biết là tôi không biết là ở Việt Nam mình thì ở nơi nào đã có những cái dụng cụ này nó giống như một cái test nhanh à, và nó có thể cho kết quả sớm à, trong vòng khoảng là 30 phút thôi à, nó là cũng như test nhanh cũng như test nhanh covid của chúng ta vậy đó ta cho vô và nó có xét nghiệm ra kháng thể và chúng ta sẽ có kết quả điều trị nó nói nó sớm nhưng mà không biết là nếu mà các đồng nghiệp nào có nơi nào làm rồi thì có thể chia sẻ thêm chứ còn trên bệnh viện đại học y dược thì chúng tôi cũng chưa có cái xét nghiệm này để làm trên lâm sàng rồi vai trò của CT scan và nội soi phế quản trong cái nhiễm epsilon à, như thế nào thì theo khuyến cáo của IDSA á, thì cái chụp cách lớp vi tính á, thì khuyến cáo nên thực hiện À, ngay cả ngay khi nghi ngờ nhiễm nấm mét xâm lấn bất kể kết quả x quang ngực nếu chúng ta có lâm sàng có nghi ngờ và kết quả x quang có tổn thương hoặc không tổn thương hoặc là như thế nào thì cũng khuyến cáo chúng ta nên chụp cắt lớp vi tính thì đây là một cái khuyến cáo mạnh và có cái bằng chứng cao rồi nội soi phế quản thì cũng khuyến cáo nên nội soi phế quản để lấy dịch rửa phế quản phế nang ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm S-Bacillus xâm lấn đây là cũng là một khuyến cáo mạnh và có bằng chứng là cao về hình ảnh học thì đôi khi chúng ta thấy x-quang á nó có thể nó có bình thường trong giai đoạn đầu của cái việc mà nhiễm nấm escherichia lớn xâm lấn một số hình ảnh khác có thể là đông đặc tương tự như viêm phổi hoặc là nốt phổi hoặc cái dấu hiệu mà quần sáng hoặc liềm hơi thì chúng ta có thể là có những cái tổn thương có thể như cái dạng đông đặc phổi ở đây hoặc là chúng ta có những cái cái liềm hơi hoặc quần sáng thì trên đây là một cái hình ảnh mô tả một cái bệnh nhân trên 76 tuổi có tiền canh suy thì cái tổn thương đa nốt và có dấu hiệu halo ở trên mũi tên à, chúng ta thấy ở đây mũi tên đây à, nó có những cái hiệu halo sign sáng ha rồi đây là một bệnh nhân mà có nhiễm S. bacillus C. Anh một bệnh nhân nhi suy giảm miễn dịch à, chúng ta thấy có những tổn thương chành dịch màng phổi cũng như là thâm nhiễm thì thì thì, thì dưới phổi trái rồi bây giờ thì tôi sang cái phần mà điều trị nhiễm nấm xâm lấn thì chúng ta có các định nghĩa về điều trị chúng ta có chẳng hạn như là điều trị dự phòng thì cái điều trị kháng nấm cho bệnh nhân hồi sức có nguy cơ cao nhiễm nấm xâm lấn đó thì là à, chúng ta nếu chúng ta điều trị nữa những bệnh nhân có nguy cơ cao như bệnh nhân có suy giảm miễn dịch hoặc có yếu tố liên quan đến việc mà nhập khoa như nhiễm khuẩn huyết phẫu thuật hoặc là ICU nằm lâu hoặc kháng sinh phổ rộng thì à, Chúng ta có thể là điều trị đón đầu. Đón đầu thì điều trị kháng nấm ở bệnh nhân có nguy cơ cao nhiễm nấm xâm lấn khi có bằng chứng của vi sinh hoặc là dấu ấn sinh học của nhiễm nấm. Tuy nhiên cái điều trị đón đầu là khi chúng ta lại chưa có cái bằng chứng vàng. Đó là nếu mà điều trị bằng có bằng chứng vàng là chúng ta điều trị đón chúng chúng đích rồi. Thì những này chúng ta coi chưa có giải phẫu bệnh hoặc là chưa có cái máu ra được cái nhiễm nấm Canada. Một số dấu ấn sinh học gợi ý như là một beta delucan hoặc là kháng thể hoặc là khoáng nguyên khoáng nguyên cái uh, năng à, rồi chúng ta có có một cách điều trị nữa là điều trị theo kinh nghiệm khi là bệnh nhân có dấu hiệu và triệu chứng nhiễm nấm xâm lấn với các nguy cơ chuyên biệt cho nhiễm nấm thì nó là bất kể dấu chỉ uh, uh, bất kể chỉ dấu sinh học dương hay âm thì chúng ta sẽ điều trị rồi chúng ta điều trị trúng đứt là khi điều trị chúng đít là chúng ta thấy là chúng ta là giải phẫu bệnh có nhiễm nấm hoặc là chúng ta cấy máu ra nhiễm nấm và khi đó thì chúng ta sẽ điều trị trúng đít rồi thì cái này chúng ta điều trị có nhà chắc chắn là chúng ta không có còn gì để bằng cãi khi mà chúng ta có cái những kết quả như vậy thì chúng ta sẽ điều trị trúng đít thì cũng như là nói trình bày lúc nãy thì chúng ta điều trị dự phòng thì chúng ta sẽ dựa vào các yếu tố nguy cơ và thăng điểm dự đoán thì cái mức độ điều trị như vậy nó sẽ có độ chính xác thấp dự phòng là khi mà bệnh nhân mà chúng ta nghĩ là bệnh nhân có khả năng sẽ nhiễm nấm nếu chúng ta không điều trị ví dụ như bệnh nhân có nguy kép tạng bệnh nhân sẽ dùng sử dụng ức chế miễn dịch liều cao và chúng ta nghĩ là sau một thời gian sử dụng ức chế miễn dịch liều cao thì suy giảm miễn dịch và có khả năng nhiễm nấm thành ra chúng ta có thể là điều trị dự phòng mặc dù là chưa có triệu chứng lâm sàng chưa có một biểu hiện gì hết bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh và điều trị trên cái đối tượng đó là chúng ta dựa vào cái yếu tố nguy cơ Chúng ta có thể điều trị đón đầu, chúng ta có những cái dấu hiệu về uh, mặt cơ, nhúm ánh sinh học, vân vân. Thì và sau đó thì khi mà chúng ta có điều trị trúng đích, thì chúng ta sẽ cấy máu dương và giải phóng bệnh. Thì đương nhiên cái điều trị chính xác cao nhất là khi chúng ta điều trị trúng đích, nhưng mà có thể dẫn tới trẻ và cái điều trị đón đầu thì có thể là có những một số trường hợp chúng ta sẽ điều trị những cái cam mà nó thật sự nó không phải là dương tính mà nó chỉ âm tính thôi. Tuy nhiên nó sẽ giúp cho ta một số trường hợp ta giúp ta điều trị sớm và có thể là hạn chế cái nguy cơ. À, giảm cái nguy cơ tử vong hoặc là tình trạng bệnh nặng diễn tiến sau đó cho bệnh nhân. Thì trong cái điều trị mà gai, uh, hướng dẫn và điều trị nhiễm nấm thì chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải uh, điều trị uh, loại bỏ nhiễm nếu có, nếu chúng ta có. Ví dụ như chúng ta có nghĩ như nhiễm trùng, nhiễm nấm liên quan đến ca-te thì chúng ta có thể phải rút ca-te và thay những vị trí ca khác. Nếu có thể thay được trong một số trường hợp thật sự không phải là dễ thay ca-te thì bắt buộc chúng ta không không thay được ví dụ như mà đang rối loạn đông máu nặng mà vẫn cần một đường truyền thì chúng ta phải giữ lại rồi chúng ta có thể là những cái dụng cụ trong tim mà chúng ta nhiễm nấm máu đi thì chúng ta phải thay cái dụng cụ trong tim những à, hạt như là máy tạo nhịp vân vân tuy nhiên nếu chúng ta không thể thay được thì cái thời gian điều trị kháng nấm của chúng ta sẽ kéo dài hơn à, rồi nếu chúng ta có những cái ổ áp xe nhiễm trùng hoặc là chúng ta bị viêm tụy hoại tử chúng ta bị rò đường rò 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 ruột vào ổ bụng thì khi đó chúng ta phải điều trị sạch cái 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 ổ nhiễm đó, chúng ta phải dẫn lưu, làm sạch ổ bột vân vân thì nó mới cộng với điều trị kháng nấm thì nó mới hiệu quả được. Còn nếu chúng ta không có giải quyết cái ổ nhiễm thì cái việc điều trị kháng nấm ta sẽ không hiệu quả hoặc là thời gian điều trị chúng ta sẽ phải kéo dài. Rồi chúng ta sẽ phục hồi miễn dịch chứ hạn như giảm mật cầu hạt thì chúng ta phải điều trị giúp cho mật nhân nâng cái được cái mật cầu hạt lên. Và nếu mà chúng ta đã nghĩ tới và chẩn đoán thì chúng ta điều trị kháng nấm sớm, tối ưu thì trong vòng 24 giờ À, và chúng ta lưu ý thì chúng ta trong những cái điều trị uh, nhiễm nấm Và xâm lấn thì chúng ta phải cần lưu ý là chúng ta phải khám thêm mắt để loại trừ cái viêm nội nội nhãn do nấm. thì uh, cái này đã nói đã trình bày lúc nãy nếu chúng ta điều trị càng chậm thì cái thời gian mà nó nhiễm nấm uh, nguy cơ tử vong do nhiễm nấm nó càng tăng lên theo thời gian. À, bây giờ thì sang các loại thuốc kháng nấm thì trong cái phần này cái slide này tôi nói là thuốc kháng nấm uh, Candida thì chúng ta có những cái nhóm như polyam thì có amphotericin B dạng cổ điển rồi, à, hoặc là các à, dạng à, lipid à, rồi chúng ta sẽ có nhóm thiol à, như là chúng ta có fluconazole, itraconazole, rocinazole hoặc bosoconazole rồi chúng ta sẽ có nhóm à, như là caspofungin, andilafungin và micafungin thì cũng à, bây giờ cho đến hiện tại thì ở à, Việt Nam chúng ta đã, đã đầy đủ ba nhóm akindocandin bao gồm caspofungin, andilafungin và micafungin thì rất là dễ dàng à cho chúng ta có thể chọn lựa các loại kháng nấm điều trị cho bệnh nhân. Thì đây là một số cái phổ mà một số cái vi khuẩn kháng nấm nó có thể là phủ một số cái 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 cái, cái loại nấm, nấm của chúng ta. Thì riêng cái con Candida mà Labata thì thường đã kháng rất là nhiều và một số cái thuốc mà nhóm uh, Chia uh, nó thì nó sẽ không phủ được cái cái nhóm mà Candida Labata. thì nếu mà bệnh nhân có một cái tình trạng nặng và không ổn định nhất là bệnh nhân nằm trong hồi sức thì cái khởi trị của chúng ta sẽ dùng là nhóm akindocandin thì akindocandin có thể là Caspofungin, thì liều tải là 70 mg sau đó là 50 mg micafungin là 200 mg còn anilocandin phải đầu là 200 sau đó là 100 mg một ngày thì đây là một cái khuyến cáo mạnh và bằng chứng cao còn nếu mà tình trạng không nặng và ổn định thường là có thể là bệnh nhân ở nằm ngoài hồi sức huyết động ổn không có tình trạng suy cơ quan và quan trọng nữa là chúng ta nghĩ cái ca này ít có khả năng kháng fluconazole thì chúng ta sẽ dùng fluconazole liều chuyển đến mặt hoặc uống thì khởi đầu là 800mg và sau đó là 400mg, liều là 12mg một ký và liều duy trì là 60mg một ký. Thì đó là một cái 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 điều trợ điều trị. Và lưu ý là thật sự thì một số trường hợp chúng ta vô hồi sức thì các bác sĩ thì cũng không có muốn khởi động à, uh, sớm và muốn dùng fluconazole nhưng mà tính ra cái mức độ nặng khi bệnh nhân đang ở hồi sức hoặc là bệnh nhân đang dùng vận mạch thì cái việc dùng echinocandin giai đoạn đó là phù hợp hơn là chúng ta bắt đầu khởi đầu chọn với lại fluconazole. Thì cái việc mà để kháng các thuốc có chủng canada thì chúng ta đã bắt đầu uh, đã có và chúng ta thấy là trong lâm sàng thực hành chúng ta thấy cũng có những trường hợp nó kháng với lại cái nhóm uh, các các loại kháng nấm của chúng ta thì nhóm uh, canada abicam thì tương đối là nó còn nhạy nhiều Đó, và riêng với cái nhóm mà non abicam chẳng hạn như là canada carota thì nó hả là tỷ lệ kháng với Azone có thể là lên tới 30 đến 40% phần trăm và tỷ lệ kháng với Echinocandin cũng bắt đầu tăng lên À, vậy thành ra là với một số cái chủng thì nó đã, mà non non amican á, thì thường nó sẽ kháng với lại cái thuốc kháng nấm à, và thực tế là trên lâm sàng tôi cũng gặp á, và có những trường hợp có thể là kháng trong cái nhóm mà echinocandin đó thì có thể chúng tôi đang xài lại này nó kháng thì chúng tôi phải đổi sang những cái kháng nấm mặc dù là cùng cái echinocandin chúng tôi phải đổi sang những cái loại kháng nấm khác à, vì do do cái từ kháng thuốc mặc dù những cái thuốc kháng nấm này cũng mới về Việt Nam đây thôi À, tuy nhiên nó vẫn có xảy ra các nhân trường hợp kháng thuốc. Rồi cái điều trị kháng nấm Canada ở uh, Canada ở bệnh nhân xâm lấn theo IDSA 2019 ở bệnh nhân mà giảm mật cầu hạt. Thì nếu bệnh nhân sốt và giảm mật cầu trước đó đã được điều trị kháng nấm hoặc là điều trị dự phòng nhiễm nấm hoặc kèm theo dấu hiệu tổn thương cơ quan thì nếu mà thường là bệnh nhân đã trước đó là điều trị kháng nấm hoặc là những phòng kháng nấm thì khả năng bệnh nhân là kháng cái nhóm azo là nhiều thành ra hoặc là tổn thương cơ quan thì đây là những cái chỉ định mà cho chúng ta nên sử dụng cái nhóm mà nhóm à, à, như là amiodolafendin, uh, hoặc là uh, caspofungin hoặc là migofungin uh, nếu chúng ta điều trị lâm sàng không cải thiện theo, sau sau 3-5 ngày chúng ta có thể cân nhắc uh, thêm cái uh, chuyển sang cái antiforisin b còn nếu bệnh nhân chỉ có sốt giảm mạch cầu mà trước đó chưa có điều trị phòng phòng thì cái khả năng là bệnh nhân có thể còn nhạy với nhóm Amazon thì chúng ta có thể là à, điều trị với nhóm Amazon và lưu ý là cái nhóm này nếu mà chúng ta không phải là à, không phải là nặng thì lúc đó là sẽ không có suy cơ quan không có tụt huyết áp vân vân thì chúng ta có thể sử dụng fluconazol với liều là khởi động là 12 mg một kg là liều tải và duy trì là 60 mg một kg một ngày thì thông thường nó là khoảng là 800 mg liều tải và 400 mg một ngày và các khối kháng nấm khác như mofulconazol và hoặc là voriconazole À, bây giờ thì sang cái phần mà thời gian điều trị thì cái bài này chúng ta đang nói cái phần là chủ yếu là phần nấm phổi thì nhắc lại cái phần mà nhiễm chúng ta sẽ quen rồi đa số chúng ta đã quen với việc điều trị nhiễm nấm máu đơn thuần thì khi không có biến chứng nhiễm nấm xâm lấn các cơ quan khác ta chỉ có không tìm thấy cơ quan khác chúng ta chỉ thấy nấm ở trong máu thôi À, chúng ta không tìm thấy nhiễm nấm ở gắt không nhìn thấy nhiễm nấm ở gan không nhìn thấy nhiễm nấm ở não không tìm thấy nhiễm nấm ở chẳng hạn như là xương rồi mô vân vân thì cái thời gian kháng nấm là chúng ta sẽ cấy máu thường chúng ta sẽ cấy máu tìm nấm cách ngày và khi chúng ta âm tính á, thì chúng ta sẽ cộng thêm hai tuần nữa tại từ khi sạch nấm máu chúng ta cộng thêm điều trị thêm hai tuần nữa cũng như là sau khi các triệu chứng của nấm máu đã, đã hết á, thì đó là thêm hai tuần nữa thì là lại khuyến cáo mạnh và bằng chứng ở mức độ trung bình. Thì chúng ta do để chúng ta theo dõi được cái việc mà à, mà khi nào chúng ta ngưng kháng đấm đó thì bắt buộc chúng ta phải cấy máu mỗi ngày hoặc mỗi cách ngày. Thì thực tế trên lâm sàng là do một cái máu mỗi ngày thì cũng tốn công đường diễn và tốn chi phí cũng như là mất một lượng máu bệnh nhân thông thường tôi áp dụng cái cách mỗi cách ngày để thiết lập thời điểm được can máu được làm sạch. Và đó nếu mà chúng ta không có cái như vậy, chúng ta nghĩ là sau 2 tuần hoặc 4 tuần bệnh nhân mới bệnh uh, nhân uh, sạch nấm và chúng ta cấy ấy, thì chúng ta hai tuần đó chúng ta cấy ra âm tính thì ta không biết cái thời điểm nào là thời điểm mà uh, máu nó âm tính để chúng ta quyết định sử dụng cái thờ, thời, gian kháng sinh kháng nấm theo gió bao lâu nữa chúng ta sẽ không có và nếu chúng ta sau 2 tuần chúng ta mới làm thì chúng ta cộng thêm 2 tuần nữa có thể là chúng ta đã điều trị thành 4 tuần và như vậy thì có thể chúng ta sẽ nếu đáng lẽ bệnh nhân sẽ âm tính vào một tuần trước đó thì chúng ta sẽ điều trị dư cái kháng nấm cho bệnh nhân có thể là lên thành một tuần. Mà cái thuốc kháng nấm chúng ta biết là tương đối nó khá mắc. À, có thể những cái loại nấm là khoảng 7-8 triệu một lọ thì nếu một, một tuần thì nó có thể là lên tới à, mấy chục triệu. À, Hẳn như 6 chứ 7 thì là 42 triệu. Chúng ta sẽ làm phí cái cái tiền thuốc kháng nấm tới khoảng như là 42 triệu. 42 triệu Còn nếu chúng ta không cấy chúng ta sẽ không biết được chúng ta không thể nào ước tình là bệnh nhân hai tuần hay là ba tuần để chúng ta quyết định tuy nhiên nếu chúng ta có vị trí nấm tạng và sâu chứ hạn như chúng ta có cơ rồi thân sống rồi xương thì chắc chắn là chúng ta không dựa vào thời điểm cái chuyển máu âm nếu có như trong điều trị những nấm máu thông thuần thông thuần à, đôi khi si, một số trường hợp các bác sĩ cứ dựa vào nói ờ à, cái nấm âm tính nhưng mà ta quên mất là nếu mặc dù chúng ta cấy là âm tính rồi nhưng mà bệnh nhân này nhiễm nấm cơ quan sau đó thì cái thời gian điều trị kháng nấm nó vẫn cứ kéo dài theo cái đúng cái liệu trình điều trị kháng nấm của bệnh nhân chứ không chỉ là chỉ có có hai tuần sau thời điểm cấy âm và chúng ta phải còn đánh giá không chỉ thuộc vào cấy máu phải đánh giá các cơ quan ví dụ như ta siêu âm qua thành ngực chúng ta xem sùi hay là qua thực quản rồi soi đáy mắt vân vân và chẳng hạn như nếu mà bị nhiễm nấm tạng chúng ta phải chụp CT hoặc là siêu âm đánh giá lại cái tổn thương tạng để xem các trường hợp để quyết định cái thời gian nấm phổi về cái à, về cái thời gian nấm các tạng riêng về thêm cái thời gian điều trị kháng nấm cho phổi thì tôi đã cố gắng kiếm để xem coi là chúng tôi coi là một cái nhiễm nấm ở phổi là một cái nấm uh, nấm nấm cơ quan sâu nấm tạng à, và thường khuyến cáo thời gian cái điều trị kháng nấm Canada ở phổi là bao lâu thì cũng chưa thấy cái tài liệu nào ghi nhận cái thời gian đó và thông thường thì chúng tôi sẽ kinh nghiệm thì chúng tôi điều trị khoảng từ ít nhất là từ 3 cho đến 4 tuần về điều trị cái kháng nấm thì đây là một số chúng ta thấy là một cái số một cái thời gian điều trị à, và nhiễm nấm của đây là nấm Canada hạt nhờ viêm nhiễm khớp nhiễm khuẩn đi thì thấy sáu 6 tuần lận viêm tủy xương có thể là từ 6 đến 12 tháng lận viêm nội mạc thì ít nhất là thứ 6 tuần à, nếu mà có những áp xe biến chứng áp xe quanh vang thì nó sẽ lâu hơn rồi chúng hại hạn thần kinh trung ương thì chúng ta phải có hết triệu chứng rồi chúng ta phải có hình ảnh học rồi dịch não tủy À, để anh ta quyết định là xem cái cái hệ kinh trung ương hết như nó là áp xe hoặc là gì đó thì nó đã, sập chưa à, cái cái trường hợp mà Canada lan tỏa mạnh tính thì gan lắp thường có thể là vài tháng còn riêng cái nhiễm Canada ổ bụng thì một đôi khi những một số bác sĩ thì cũng hay dựa vào cái thời gian điều trị kháng nấm âm tính hoặc thời gian kháng nấm bộ hai tuần là quyết định ngân kháng nấm thì nó không phải vậy nó sẽ phụ thuộc vào ta giải quyết được cái cái ổ nhiễm hay chưa. Chẳng hạn như bệnh nhân bị rò đường tiêu hóa thì cái chưa phẫu thuật chưa can thiệp thì chúng ta có thể phải siêu diễn kháng nấm kéo dài hoặc là tình trạng ổ bụng nó vẫn còn cứ viêm nhiễm hoài và cái nấm có thể nó vẫn còn nằm trong cái 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 tạng uh, trong cái cái thành uh, trong ổ bụng chúng ta thì chúng ta phải điều trị thời gian nó kéo dài hơn hoặc là chúng ta bị viêm tụy hoại tử đi thì cái viêm tụy hoại tử cái ổ nấm nó sẽ nhiễm nấm nó sẽ kéo dài uh, nó cái trường hợp mà tụy hoại tử nó vẫn còn tiết diễn và nó vẫn còn làm cái ổ nguồn ổ nhiễm thì có thể là khi chúng ta chưa có làm sạch được cái ổ nhiễm đó thì chúng ta vẫn có thể phải điều trị kéo dài. kéo dài Còn nếu chúng ta điều trị ổn được cái ổ nhiễm, chúng ta làm sạch được ổ nhiễm thì thời gian điều trị chúng ta sẽ ngắn hơn. Rồi chúng ta điều trị s bacillus phổi, thì với s bacillus thì khuyến cáo là chúng ta sẽ sử dụng Voriconazole được hầu hết được khuyến cáo hầu hết trên tất cả các bệnh nhân. Còn các thuốc thay thế, chúng ta có thể sử dụng là amphotericin B rồi hoặc lại isavuconazol rồi chúng ta có thể cứu cánh, chúng ta có thể sử dụng các amphot uh, dạng lipid, ampho B dạng lipid hoặc là à, các 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 bofungin, hoặc micafungin hoặc là posaconazol hoặc itraconazole. Thì cái việc mà điều trị phối hợp ban đầu ngay từ đầu thì thường không được phương pháo nhưng mà khi mà các điều trị mà chúng ta lâm sàng hay đáp ứng kém và đáp ứng chậm thì chúng ta có thể uh, bổ sung từng trường hợp uh, phối hợp các thuốc kháng nấm trên uh, từng uh, ca bệnh cụ thể. Thời ban điều trị uh, À, tối thiểu là 6 đến 12 tuần tuy nhiên cái lưu ý cái thời gian này thì trong các uh, guideline gai thì nó có ghi chỉ riêng cái SBC thì chúng tôi kiếm được những cái tôi kiếm được những cái tài liệu về ghi về khuyến cáo thời gian chẳng hạn như 6 đến 12 tuần à, và như vậy nếu mà 6 tuần thì cũng như là hơn một tháng rồi à, 6 tuần đó, khi đến 12 tuần à, và thời gian điều trị phụ thuộc vào cái việc mà chẳng hạn như là vị trí nhiễm trùng ức chế miễn dịch hoặc là dấu hiệu cải thiện lâm sàng À, chúng ta không chỉ đơn thuần vào cái thời gian không, pues đánh giá trên cái tổn thương phổi có được cải thiện không, vân vân. Thì rõ ràng chúng ta thấy 12 tuần là đã đến 3 tháng. Hay là một số trường hợp thì khi mà ổn định thì chúng tôi vẫn cho về và cũng phải ghi chú để bệnh nhân đôi khi bệnh nhân có thể tự ý ngưng thuốc à, giữa chừng. Thì chúng ta phải ghi chú một cái đó là thuốc kháng nấm có thể điều trị kéo dài à, tới như 3 tháng, vân vân, 4 tháng, vân vân. Đó, 3 tháng. Thì để cho bệnh nhân nhiều khi thấy ổn, thì bệnh nhân có thể tự ý ngưng hoặc là đôi khi khám ở những phòng khám không phải là chuyên về hô hấp hoặc là chuyên về nấm thì các bác sĩ thấy thời gian chẳng hạn như là thấy hai tuần ba tuần rồi lâm sàng ổn định thì có thể tự cách tự động cách sớm thì nó sẽ làm nguy cơ nhiễm tái phát lại cho bệnh nhân với điều trị dự phòng thì có thể ngăn ngừa tái phát đặc biệt ở bệnh nhân có nguy cơ cao thì một số bệnh nhân đã điều trị thành công bệnh Epsilon xâm lấn và cần tiếp tục điều trị ức chế miễn dịch thì có khi chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị dự phòng thứ cấp để ngăn ngừa tái phát đó là chẳng hạn như ta bệnh nhân ta đã để điều trị hết bệnh rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải dùng suốt những thuốc ức chế minh dịch chúng ta biết là bệnh nhân sẽ có nguy cơ tái phát lại thì chúng ta sẽ tiếp tục điều trị phòng ngừa thì à, tóm lại thì chúng ta cần phải nhận diện bệnh, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn và à, điều trị nấm sớm khi có chẩn đoán hay điều trị theo kinh nghiệm khi có chỉ định thì nhóm echinodandin thì khuyến cáo khởi điều khởi đầu điều trị do nhiễm candida xâm lấn khi có tình trạng bệnh nặng và không ổn định và thời gian điều trị thì khoảng là ba bốn tuần đấy do nh nhiễm, nhiễm nấm phổi à, còn voriconazole hoặc là isavuconazole thì khuyến cáo khởi trị cho bệnh nhân nhiễm aspergillus xâm lấn cái này chúng đang nói về cái nhiễm nấm phổi à, và thời gian điều trị tối thiểu là từ khoảng 6 đến 12 tuần thì à, bài trình bày của tôi đây là hết cảm ơn sự chú ý và lắng nghe của quý đồng nghiệp và quý thầy cô Rất well, cảm ơn uh, tiến sĩ bác sĩ bùi thị hạnh duyên uh, nội dung uh, báo cáo của chị hạnh duyên tập trung trên cái chẩn à, đoán và điều trị nhâm nấm ở trong cái môi trường bệnh nặng, môi trường bệnh viện bệnh nặng và ICU. À, chúng ta sẽ nghe cái nội dung báo cáo tiếp theo là tính khả thi trong phát triển kỹ thuật chẩn đoán gen đột biến kháng thuốc ở trong viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện. À, xin mời thầy Phạm Hồng Vân. Ừ. À, Xin cảm ơn. À... Rồi, xin cảm ơn thầy Thành um, và xin cảm ơn uh, uh, cái uh, ban tổ chức của hội nghị. <laughs> không biết uh, nghe rõ không ạ? <laughs> thì uh, cái bài báo cáo của tôi sẽ nói về cái tính khả thi trong phát triển kỹ thuật chẩn đoán các gen đột biến kháng thuốc trong viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Uh, thì uh, thực sự ra đó thì chúng ta um, nếu như chúng ta nhìn cái thách thức về những cái đề kháng kháng sinh trong cái viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy thì chúng ta cũng phải nhìn thấy một điều, tức là đó là cái thách thức mà chúng ta thường hay gặp đối với những trực khuẩn Gram mầm. À, ở đây à, tôi xin đưa ra một cái dữ liệu của một cái luận văn tiến sĩ năm 2023 khảo sát trên 234 bệnh nhân à, trong tháng 4 năm 2021 cho đến tháng 3 năm 2023. Thì chúng ta thấy rằng cái vi khuẩn mà phân lập được, cái vi khuẩn mà phát hiện được là streptococcus pneumoniae và hemophilus influenzae. Tuy nhiên nó không phải là tác nhân đứng đầu, mà tác nhân đứng đầu lại là con Klebsiella pneumoniae với tỷ lệ phân lập lên đến 18.5%, rồi E.coli là 9.7%, Akinitobacter lên đến 17.3%. À, một cái nghiên cứu mà do hậu phổi Việt Nam chủ trì là nghiên cứu trên những cái bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mà được cấp COPD phải nhập viện á là nghiên cứu MIG. à, thực hiện trên 138 bệnh nhân vào năm 2020 ừ. à, đã cho thấy rằng à, cũng là cái tỷ lệ streptococcus pneumoniae phát hiện à, 64.5%, hemophilus là 26.8%, nhưng mà À, cái tỷ lệ mà chúng ta phát hiện được mà ở những cái trực khuẩn râm âm thì rất là cũng khá là cao ví dụ như Klebsiella pneumoniae lên đến là 32.6% và những cái tác nhân khác nữa thì một cái tổng kết mà chúng tôi thực hiện trong cái giai đoạn từ tháng 6 năm 2022 cho đến tháng 6 năm 2023 thực hiện trên 2.583 mẫu mà à, của bệnh nhân bị à, viêm phổi nhập viện và có mẫu gửi đến cho chúng tôi khảo sát à, thì chúng tôi à, à, bằng cái phương pháp nuôi cấy thì chúng tôi ghi nhận được là cái tỷ lệ phát hiện được cao nhất là con Klebsiella pneumoniae lên đến à, 22%, à, rồi Akinetobacter baumannii là 12% ở 8% trong khi đó thì cái Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae thì cái tỷ lệ mà phân lập được là khá là thấp. À, và trong cái tỷ lệ mà nuôi cấy này á, thì chúng tôi cũng ghi nhận rằng cái tỷ lệ nuôi cấy dương tính là 50% và cái âm tính là 49%. À, nếu như so sánh giữa các tác nhân vi sinh mà gây nhiễm trùng đường hấp dưới trong hai cái giai đoạn là giai đoạn 2, 2021 tức là giai đoạn mà uh, xảy ra cái covid tại uh, thành phố hồ chí minh và cái giai đoạn là 2022 tức là hậu covid thì uh, chúng tôi đã ghi nhận trên 1.132 mẫu năm 2021 tức là giai đoạn COVID thì những vi khuẩn mà trực khuẩn râm âm á, nó chiếm tỷ lệ là 49.38% còn cái giai đoạn mà hậu COVID là 35.11% thì đây là một tỷ lệ mà phải nói rằng nó có thể là uh, cao nhất trong cái những cái tác nhân khác uh, Ngoài ra thì uh, nếu như mà phân tích về các tác nhân mà À, trực khuẩn răm âm á, mà uh, uh, phân tích uh, kỹ uh, trong 2021 đến 2022 thì chúng tôi ghi nhận rằng cái tỷ lệ mà phát hiện cao nhất đó là con klebsiella pneumoniae pneumonia. Uh, trong cái giai đoạn mà uh, 2021 á, là 13.78%, giai đoạn mà 2022 là 11.56% uh, và kế đến đó là con Akinetobacter baumannii <laughs> À, ngoài ra thì à, à, chúng ta cũng thấy rằng với cái dữ liệu như thế này á, thì đúng là những trường hợp mà viêm phổi mà phải nhập viện à, thì chúng tôi ghi nhận là trực khuẩn gram âm là cái tác nhân mà à, đứng đầu à, và không chỉ như vậy à, nếu như chúng ta phát hiện được cả những cái tác nhân ví dụ tác nhân virus hay là những tác nhân như là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae hoặc những tác nhân vi khuẩn không điển hình thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ của những tác nhân vi khuẩn gram âm mà nó phối hợp vào những cái tác nhân như virus hay là uh, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae hay là những tác nhân vi khuẩn cộng đồng thì đều có cái tỷ lệ mà uh, đồng nhiễm với lại những con trực khuẩn gram khá là cao. Ví dụ như là À, đối với những cái trường hợp mà nhiễm virus á, thì cái tỷ lệ mà đồng nhiễm với lại tác nhân thì cũng Ramam lên đến 52.6% à, đồng nhiễm với vi nấm thì cũng là lên đến 45.66% đồng nhiễm với lại à, những cái trường hợp mà của septococcus pneumoniae và hemophilus influenzae là lên đến 50.38% như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đối với những cái trường hợp mà viêm phổi mà phải nhập viện, kể cả viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi thở máy thì cái thách thức mà đề kháng kháng sinh mà chúng ta phải đối phó đó là thách thức đề kháng kháng sinh của các trực khuẩn Gram âm mà thách thức này thì đối với lại cái nhóm mà vi khuẩn mà đường ruột tức là hiện trước đây người ta gọi là Enterobacteriaceae, bây giờ người ta gọi là Enterobacteriales thì chúng ta thấy cái thách thức này là do sự tiến hóa của những cái enzyme beta lactamase. Sự tiến hóa này gây ra là do sự tiến hóa của những cái gen mà chịu trách nhiệm. Thì đầu tiên khi mà người ta mới sử dụng cái ampi và amoxicillin chuyển thời gian ngắn thì trực khủng Gram âm đã xuất hiện những cái gen để giúp cho nó tiết ra cái beta lactamase. Nhưng mà cái thời đó chỉ là beta lactamase cổ điển à, giúp cho con vi khuẩn nó kháng được ampi hoặc amoxicillin hoặc <laughs> uh. hoặc các cephalosporin thế hệ một thôi. Nhưng mà nó chưa có kháng đối với là các cephalosporin thế hệ 2 và thế hệ 3 và đồng thời nó cũng sẽ bị ức chế bởi những cái beta lactamase inhibitor à, như là clavulanic acid. Đó. Nhưng mà có một điều là cái gen mà giúp cho vi khuẩn nó tiết ra beta lactama cổ điển này là cái gen TEM và ESV là những cái gen mà nó nằm trên plasmid và khi nó nằm trên plasmid thì nó lây lan từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác rất là nhanh. Tức là nếu như mà trong quần thể vi khuẩn nó có những con vi khuẩn mà không kháng thuốc và có những con vi khuẩn mang cái beta lactama cổ điển thì nó sẽ truyền cái gen này qua những con vi khuẩn không kháng thuốc thì đối phó với beta lactam cổ điển thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể sử dụng cephalosporin thế hệ 2 hoặc là những beta lactam phối hợp với beta lactam inhibitor nhưng mà có một điều ta có vi khuẩn gram âm nó không có ngừng ở chỗ đó mà nó là tiếp tục nó tiến hóa cái gen nó tiến hóa đầu tiên nó tiến hóa bằng cách là nó xuất hiện trên cái nhiễm sắc thể của nó một cái gen đó là gen âm si cảm ứng cái gen âm cảm ứng này có một điểm đặc biệt tức là khi chúng ta làm kháng sinh đồ thì chúng ta thấy nó vẫn còn nhạy được với Cephalosporin thế hệ 3. Nhưng mà khi mà người ta sử dụng Cephalosporin thế hệ 3 thì con vi khuẩn trở nên kháng được. Lý do tại vì sao? Bởi vì cái gen MC cảm ứng trên nhiễm sắc thể này nó sẽ bị cảm ứng bởi sự sử dụng những cái Cephalosporin thế hệ 3. Chính vì vậy cho nên cho dù chúng ta thấy nó nhạy với cephalosporin thế hệ 3, chúng ta điều trị bằng cephalosporin thế hệ 3, nhưng mà vi khuẩn sau một thời gian nó sẽ bị kháng với cephalosporin thế hệ 3. Và đó là do nó mang cái gen âm cảm ứng này. Đó. Và và nếu như với gen âm cảm ứng thì chắc chắn chúng ta không nên sử dụng cephalosporin thế hệ 3, cho dù cái kháng sinh đồ là cho thấy nó vẫn còn nhạy cảm với cephalosporin thế hệ 3. chính vì vậy cho nên khi người ta làm kháng sinh đồ á, mà người ta thấy rằng nó nhạy cảm với Cephalosporin thế hệ 3 thì người ta phải chắc chắn là nhạy cảm thực chứ không phải là MC cảm ứng mà muốn biết điều đó thì người ta phải biết thử xem thử cái con uh, vi khuẩn đó nó kháng được với Cephalosporin này không nếu như nó uh, nhạy với Cephalosporin thế hệ 3 nhưng mà nó kháng với Cephalosporin thì đó là MC cảm ứng và nếu như MC cảm ứng thì bác sĩ không nên uh, sử dụng Cephalosporin thế hệ 3 uh, nhưng mà con vi khuẩn này á À, và những con vi khuẩn Enterobacterales nó không có ngừng ở đó nó là tiếp tục tiến hóa cái âm si cảm ứng này để ra một cái gen uh, mới đó là gen âm si. à, Với cái gen âm si thì uh, trên cái kháng sinh đồ chúng ta thấy rằng nó kháng được với Cephalosporin thế hệ 3 mà không cần phải cảm ứng à, Và uh, dĩ nhiên là chúng ta cũng biết rằng đối với âm si thì cái kháng sinh mà bác sĩ có thể sử dụng để điều trị hiệu quả đó là các Cephalosporin thế hệ 4 tuy nhiên vi khuẩn nó cũng không có ngừng nó không có ngừng tiến hóa nó tiếp tục tiến hóa để nó có một cái gen một cái nhóm gen mới cái nhóm gen đó là cái nhóm gen mà giúp vi khuẩn tiết ra được một loại beta lactama phổ rộng beta lactama phổ rộng là một cái beta lactama mà chúng ta gọi là esbl tức là extended spectrum beta lactamase. Beta lactamase phổ rộng là nó có cái đặc điểm là nó kháng được hết tất cả các thế hệ cephalosporin từ thế hệ 1 cho đến thế hệ 4. Chính vì vậy cho nên nếu như người ta làm một cái kết quả kháng đồ mà cho thấy đó là ESBL thì chắc chắn là người ta à, tốt nhất là không nên à, sử dụng các cephalosporin bởi vì à, có thể nó sẽ có à, đề kháng. À, À, cho dù có nhiều khi kết quả cho thấy trung gian người ta cũng không có sử dụng được à, bởi vì à, có một con vấn đề tức là vi khuẩn mà tiết beta lactama phổ rộng á thì nó có thể cái beta lactam phổ rộng này nó nằm trong cái khoảng gian màng giữa cái màng tế bào với màng ngoài với một cái nồng độ rất cao và với một đồng độ rất cao như vậy thì cho dù các Cephalosporin thế hệ 3 người ta nhìn thấy nó có thể nó có nhạy cảm nhưng mà sử dụng nó vẫn có thể không hiệu quả. Và lúc đó thì người ta phải sử dụng các kháng sinh mà tốt nhất đó là các cặp 3PNM. Cặp 3PNM thì có thể là cặp 3PNM nhóm 1. À, và nếu như mà không có nghi ngờ nhiễm Pseudomonas thì dùng carbapenem nhóm một tức là ectapenem. Nhưng mà nếu như có nghi ngờ nhiễm thêm mấy con như Pseudomonas hoặc là Akinetobacter thì lúc đó người ta phải sử dụng carbapenem nhóm 2 tức là uh, meropenem hoặc imipenem hoặc doripenem. Nhưng mà một vấn đề đối với con Enterobacteriaceae đó là cái con vi khuẩn mà nó không có chịu đứng yên. Nó là tiếp tục tiến hóa để nó... Uh, Tiếp tục tạo ra cái enzyme mà uh, phá hủy bapenem Đó là cái enzyme mà chúng ta gọi là enzyme carbapenemase. Uh, enzyme carbapenem mà cái con vi khuẩn enterobacterialis này nó tiết ra đó. Thì nó làm cho con vi khuẩn có một cái tên mới đó là cái tên uh, CRE. Tức là carbapenem resistant enterobacterialis. Thì đối với cái gene carbapenemase này. À, đấu trên cái con anterobacterialis thì chúng ta sẽ thấy có nhiều cái kiểu gen, có nhiều loại gen. Đó là gen ví dụ KPC, đó là gen ví dụ NDM1. Và ngoài ra còn có những gen khác như ví dụ như im, viêm hoặc là ống xa 48. À, và thực sự trên thực tế đấy, hiện nay cái vấn đề mà thách thức đối với Enterobacteriaceae C mà kháng cặp bapenem chúng ta thấy nhiều nhất đó là cái con vi khuẩn Klebsiella pneumoniae. Và hiện nay cái tỷ lệ của nó khá là cao. Ví dụ tại Bệnh viện Nguyễn Thi Phương mà năm 2019 chúng tôi đã tìm thấy là có đến 48% là các con vi khuẩn Klebsiella pneumoniae mà kháng được với các ba bằng cơ chế đa số đó là tiết cặp ba penicillinase mà uh, idm 1 Đối với con vi khuẩn Gram âm mà không phải thuộc cái nhóm Enterobacteriaceaeless uh, tức là con Pseudomonas, Hydronaz uh, và Acinetobacter baumannii thì uh, chúng ta sẽ thấy rằng đây là hai cái tác nhân vi khuẩn mà nó có cái tỷ lệ kháng cặp bapenem khá là cao. À, th theo một cái nghiên cứu là nghiên cứu Compact à, thực hiện là nghiên cứu đa quốc gia mà có Việt Nam chúng ta tham gia từ năm 2012 người ta đã ghi nhận ở Việt Nam chúng ta cái tỷ lệ Pseudomonas aeruginosa mà kháng cặp papenem lên đến 46.7%, còn Acinetobacter baumannii lên đến 89.5%. À, và nếu như chúng ta so với các quốc gia khác nằm trong vùng châu Á Thái Bình Dương thì Việt Nam chúng ta có cái tỷ lệ Pseudomonas aeruginosa và Acinetobacter baumannii kháng cặp papenem là cao nhất. À, Ờ, tổng kết mà chúng tôi thực hiện tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ 2016 đến 2019 đã cho thấy là 98% Acinetobacter baumannii là kháng cả bên em và Pseudomonas aeruginosa là có đến 56% là kháng được cả bên em Một cái nghiên cứu thứ hai là cái nghiên cứu mà thực hiện trên năm bệnh viện ở tại Việt Nam bao gồm bệnh viện Nguyễn Tuy Phương, nhân nhân gia đình, chợ rải, nhiệt đới trung ương và Cần Thơ từ năm 2012 cho đến 2014. Thì người ta thấy rằng đối với Zodomonas Enoza thì cái tỷ lệ vi khuẩn kháng được cặp ba em lên cao dần. À, từ năm 2020 ấy, thì À, 2012 cái tỷ lệ khoảng cỡ 25 đến 30 tùy cái kháng sinh nhưng mà lên đến 2014 thì cái tỷ lệ mà kháng uh, lên đến 52 đến 67 có nghĩa là pseudomonas aeruginosa có cái tỷ lệ kháng cặp ba em càng ngày càng tăng à, đối với lại con Akinetobacter baumannii thì cái tỷ lệ mà vi khuẩn Akinetobacter baumannii trong năm bệnh viện này nó kháng với cặp ba em khá là cao từ uh, 88% lên đến 95% trên tất gần nhau không có thay đổi đối với các năm có nghĩa là đối với Akineto baumannii thì rõ ràng cái tỷ lệ mà kháng các ba bên em của Akineto baumannii rất là cao đây là cái nghiên cứu mà chúng tôi cũng thực hiện trên những cái vi khuẩn mà phân lập được trên những cái bệnh nhân mà bị nhiễm trùng đường hấp dưới thì tôi ghi nhận rằng cái tỷ lệ mà Pseudomonas aeruginosa kháng với các macpenem là lên đến 55.4%, AKINETOBACILLUS BROMENI là đến 58% và Klebsiella uh, pneumoniae thì lên đến 23% là kháng được với uh, các macpenem. Đó. Và đối với kháng cặp ba bên em thì thực sự vấn đề chọn kháng sinh điều trị là cả một vấn đề à, và chọn kháng sinh điều trị này nó tùy thuộc vào cái gen kháng kháng sinh đó là thuộc cái nhóm nào à, thì đây là cái bản mà cho phép cho chúng ta có thể chọn kháng sinh điều trị à, ví dụ như nếu như mà à, nhóm a thì chúng ta có thể sử dụng một cái sự phối hợp giữa ketazidim avibactam hoặc là meropenem, meropenem phối hợp với bactam hoặc là imipenem phối hợp với rilibactam bactam nhưng mà đối với nhóm B thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng chúng ta rất không có cái kháng sinh không có một cái kháng sinh nào mà à, sử dụng một cái beta lactamase inhibitor để có thể là à, điều trị hiệu quả được nó à, ngoại trừ một cái kháng sinh đó là cefiderocol nhưng mà cefiderocol thì có cái à, giá thành rất là mắc và đồng thời tại Việt Nam chúng ta chưa có cefiderocol à, còn nếu như mà nó là một cái nhóm mà nhóm D tức là nhóm ốc xa chẳng hạn như vậy thì chúng ta thấy rằng người ta có thể sử dụng cephalidin avibactam nhưng mà những cái kháng sinh mà uh, uh, như là uh, beta lactam gặp uh, inhibitor như va bọc bactam, hoặc là rily thì nó cũng không hiệu quả được vì vậy cho nên class D à, cái nhóm mà ống sao 48 thì người ta chỉ có thể sử dụng capsaicin avibactam à, và lấy nhiên là kefidirocon là cái kháng sinh mà hiệu quả đối với là ba cái nhóm là A, B và D. À, một câu hỏi được đặt ra là nếu như mà chúng ta không có kefidirocon mà vi khuẩn này là vi khuẩn thuộc về nhóm B thì lúc đó chúng ta chọn kháng sinh gì? À, thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng những cái kháng sinh à, ví dụ như atreonem. Đó. À, bây giờ cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta phải biết cái nguồn gốc gen beta lactamase à, mới chọn được kháng sinh điều trị, đặc biệt đối với các ba penem, à, đối với các vai em. Bởi vì chúng ta nhìn thấy đây là theo cái sự phân loại của amler thì chúng ta thấy rằng Amler phân loại các beta lactamase à, theo bốn nhóm là loại A, loại B, loại C và loại D. À, đối với loại A đó, à, thì hoặc là loại C hoặc loại D thì cái cơ chế tác động cũng tại cái vùng cái vị trí hoạt động của nó đó là nhờ cái chuỗi serine và nhờ nó có cái chuỗi serine như vậy cho nên khi người ta sử dụng cái kháng sinh điều trị người ta có thể là sử dụng được một số các cặp 3 inhibitor được à, tôi lấy ví dụ như là đối với loại A là KPC À, loại C là chúng ta có MC hoặc MC cảm ứng, ISBE thì nó không có nó phải là cái con là cái enzyme mà nó uh, phân hủy được các ba KBC KPC uh, và MC cũng có thể. Uh, uh, rồi loại B uh, là, loại B là cái loại mà cái vị trí tác động của nó đó, vị trí hoạt động của cái enzyme carbapenemase đó là nhờ cái ion uh, ion kẽm. Và với ion kẽm thì nó rất khó để có thể sử dụng một cái carbapenemase inhibitor nào để có thể ức chế được nó. Và cái gen mà loại B nó bao gồm nhiều cái loại gen, ví dụ gen NDM1, gen Im, gen Vim. Và loại D đó thì cũng như loại A À, nhưng mà cái enzyme của nó là một enzyme thuộc cái nhóm oxa Ở trong đó các enzyme oxa là oxa 48 và một số oxa khác thì chúng ta thấy là cái phân loại của amla nó chia làm bốn nhóm như vậy thì cái vấn đề mà cái à, cái, à, cái 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 sẽ inhibitor mà có thể tác động được trên những enzyme này thì thực sự ví dụ như clavulanate, là bactam hoặc tazobactam thì những cái carbapenema này nó không có uh, hoạt động được, không có hoạt động được, ức chế được trên cái carbapenema chỉ có avibactam uh, hoặc là ribactam và bactam thôi. À, nhưng mà đối với avibactam á, thì nó chỉ có thể ức chế những beta-lactamase loại A hoặc loại C hoặc loại D thôi, nhưng mà nó không ngăn chặn được loại B còn lý bắc tam và vô bạc bắc tam thì nó chỉ ức chế được cái cặp a loại a và loại c thôi chứ nó không có ngăn chặn được cái nhóm d và nhóm b à, chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái uh, test mà phát hiện cái gen kháng thuốc nếu như cái gen kháng thuốc thuộc cái loại a thì lúc đó chúng ta có thể sử dụng Keptazidim Avibactam hoặc là chúng ta có thể uh, sử dụng meropenem và bắc tam hoặc là chúng ta có thể sử dụng imipenem riđi được đã. Nhưng mà nếu như nó loại D thì chỉ có thể ketazidime avibactam à, à, là có thể sử dụng được thôi. Còn nếu như nó loại B thì ở những cái ba inhibitor như là avibactam, à, tâm hoặc là à, relebactam thì chúng ta không thể sử dụng được. Chính vì vậy, cho nên khi chúng ta biết được cái nhóm cái gen kháng thuốc thì chúng ta biết được cái nhóm khi chúng ta biết gen biết nhóm rồi thì chúng ta có thể lựa chọn nhưng mà có một vấn đề nếu như mà nó thuộc cái nhóm cái nhóm b thì lúc đó chúng ta rất khó có thể sử dụng cái kháng sinh nào điều trị hiệu quả ngoại trừ cái cái, cái videralol và lẽ dĩ nhiên có những cái kháng sinh khác có thể là tác động được trên cái con những con vi khuẩn uh, vi khuẩn mà uh, kháng với cặp ba penem uh, ví dụ như là uh, Lazomycin hoặc là Eravamycin hoặc Fosfomycin và hoặc là uh, Atrienem, Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng nếu chúng ta sử dụng có một mình cái à, uh, mà chúng ta uh, không có thêm kèm thêm các kháng sinh khác thì chắc chắn cái hiệu quả điều trị sẽ rất là rất là uh, rất là khó có thể đoán đoán trước được. Đã, uh, chính vì vậy, cho nên chúng tôi thấy rằng hiện nay đối với các phòng xét nghiệm thì chúng ta phải có cái giải pháp phát hiện nguồn gốc gen beta-lactamase trong đó giải phát hiện luôn cả cái cặp beta sẽ mới được và lẫy nhiên là nó cũng có những cái giải pháp do những cái sản phẩm thương mại đem đến nhưng mà sản phẩm thương mại Ờ, thì nó có thể cái giá của nó khá là đắt à, chính vì vậy cho nên chúng tôi xây dựng một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật uh, multiplex real type pcr trong cái kỹ thuật multiplex real type pcr này chúng ta có thể là uh, thực hiện trên cái um, khống vi khuẩn mà phân lập được hoặc là có thể từ bệnh phẩm vẫn có thể được và sau khi tách chiết cái nucleic acid rồi thì chạy multiplex trong 10 cái ống multiplex thì chúng ta có thể phát hiện được tất cả các loại gen mà ở trực khuẩn râm âm có thể kháng thuốc được và cái nghiên cứu này chúng tôi đã thực hiện và so sánh với lại một cái sản phẩm tức là ng test tức là sản phẩm phát hiện cái Uh, beta lactamase cũng như cặp papenemase cũng như là những cái gen mà kháng colistin. ở uh, uh, trên cái nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện được trên uh, uh, trên uh, 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 một ngàn mà một ngàn mấy trăm đó thì uh, chủ yếu là chúng tôi uh, nhận thấy rằng cái sự mà phù hợp giữa hai kết quả hoàn toàn uh, có thể tin cậy được ví dụ như trên con Klebsiella pneumoniae uh, thì chúng tôi thấy rằng giữa các uh, Xét nghiệm multiplex với lại g test Cái kết quả nó nó không có sự khác biệt Và à, trên những cái Tác nhân mà phân lập được Từ máu, từ đàm, hoặc từ mũ Hoặc từ à, nước tiểu à, Đều có thể cho kết quả à, Tương tự với nhau Nà, Thì à, một cái áp dụng Mà chúng tôi sử dụng à, Trên một cái nghiên cứu Là cái nghiên cứu của luận án tiến sĩ Năm 2014 của à, bác sĩ à, Lý Khánh Văn à, Chúng tôi thực hiện phát hiện nguồn gốc gen beta lactama trong thực rượu âm ở những bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nhập viện viêm phổi cộng đồng nhập viện chỉ chúng tôi không sử dụng cái chữ là viêm phổi mắc phải cộng đồng bởi vì thực sự khó nói là cái viêm phổi cộng đồng đó là viêm phổi mà mắc phải do chăm sóc y tế hoặc là mắc phải cộng đồng thực sự thì chúng tôi ghi nhận rằng trong cái 35 trường hợp akinetor bactem mà gây viêm phổi cộng đồng nhập viện thì cái kết quả kháng sinh đồ đã cho thấy rằng cái tỷ lệ của akinetobacter bomani kháng được với lại meropenem là 74.29% thì đồng thời nó cũng kháng được với ceftazidime là 74.29%. Nhưng mà đối với là ceftazidime avibactam thì cái tỷ lệ kháng có thuộc giảm hơn một chút đó là 66.57%. Và khi mà phát hiện những kiểu gen thì chúng tôi mới ghi nhận rằng những cái gen mà chúng ta phát hiện được trên cái những con vi khuẩn Acinetobacter baumannii này thì nó bao gồm những cái gen ví dụ như là ốc xa uh, 51 ốc xa 58 hay là một cái kèm ốc xa 51 ốc xa 58 hoặc là kèm ốc xa uh, với lại đi Hoàng uh, 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 thì uh, chúng tôi mới uh, thử xem thử thử là cái kiểu hình mà kháng cặp ba bên em với cái gen mà chúng ta phát hiện được thì chúng tôi ghi nhận rằng nếu như mà lấy cái uh, sự hiện diện của một gen để nói rằng nó có thể là nó kháng cặp bên em Thì cái tỷ lệ tương đồng 82%. 82%. Nhưng mà nếu như xuất hiện cả hai gen cùng một lúc. Thì cái tỷ lệ mà tương đồng giữa cái à, kiểu hình với kiểu gen đó. Là 82.87%. À, à, đối với lại cái vi khuẩn mà Klebsiella pneumoniae. Thì chúng tôi có à, 45, 45 trường hợp. Thì với 45 trường hợp này. Thì chúng tôi ghi nhận rằng. Cái tỷ lệ mà kháng được với lại. À, Uh, 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 meropenem tức là cặp em là gần 48,89%. Uh, nhưng mà uh, trong đó thì uh, nếu như mà phối hợp giữa cefixime với avibactam uh, thì cái tỷ lệ kháng nó giảm xuống còn là 28,89%. Uh, điều đó có ý nghĩa là gì? Điều đó có ý nghĩa là có thể những cái gen mà giúp cho vi khuẩn Klebsiella pneumoniae kháng được với cặp em nó không có nhiều cái gen 1 và trên thực tế chúng tôi ghi nhận cái tỷ lệ mà phát hiện các gen là chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện được cái anh liên quan mà đơn thuần á uh, thì chỉ có ba uh, trường hợp uh, vừa anh liên quan mà phối hợp với ốc 48 bốn thì uh, 10 trường hợp và uh, nếu như xét về sự tương đồng giữa cái uh, vi khuẩn mà uh, sinh gen uh, có gen với lại cái kiểu hình thì chúng tôi ghi nhận rằng chỉ cần xuất hiện có một cái kiểu một cái một cái sen thôi là đã, đã vi khuẩn đã có cái kiểu hình là kháng được với cặp papenem và cái sự tương đồng này lên đến 95,59%. À, và cái vấn đề nữa là đối với lại à, à, nếu như mà à, tìm hiểu cái sự liên hệ giữa MAC của Keptas, à, của ketazidim hoặc là ketazidim avibactam à, đối với lại cái à, vi khuẩn mà có có kèm theo các bapenemase có gen kèm kèm các bapenemase. thì chúng tôi ghi nhận rằng những trường hợp mà vi khuẩn mà nó kháng được với là avibactam kèm theo với là ketazidim thì đó là những trường hợp mà vi khuẩn nó có cái gen endium one còn những trường hợp mà vi khuẩn không có gen ADM1 thì nó còn ngại được với keptazidime avibactam. Điều đó có nghĩa là nếu như mà chúng ta phát hiện được có con vi khuẩn Klebsiella 5 pneumonia này mà nó kháng cặp 3 bên em, nhưng mà nó có xuất hiện ADM1 thì chắc chắn chúng ta không nên sử dụng keptazidime avibactam. Nhưng mà nếu như nó là một cái gen khác ví dụ như gen OXA48 à, hay là KPC thì sử dụng keptazidime avibactam là hoàn toàn có hiệu quả. đó à, đối với lại cái cái vi khuẩn mà E.coli thì chúng tôi chỉ có 14 trường hợp nhưng mà cũng có ghi nhận một số kết quả chứ còn nó thực sự ra thì nó cũng chưa đủ để có thể đưa ra một cái báo cáo mà rõ ràng đối với Pseudomonas thì chúng tôi chỉ thử được trên 7 kết quả thôi thành ra cũng khó nói bây giờ tôi muốn kết luận một cái bài báo cáo này bằng một cái trường hợp lâm sàng đây là cái trường hợp lâm sàng của một bệnh nhân mà 75 tuổi nữ khi nhập viện á vì một cái lý do đó là người ta chẩn đoán là nhiễm trùng đường hóa dưới với cái bạch cầu là lên đến 71.613 trên 1 mm khối và uh, neutrophil là 90.6%. Thì rõ ràng đây là một cái nhiễm trùng Uh, viêm phổi do nhiễm trùng bởi vì cái CRP cũng khá cao và procalcitonin cũng khá cao uh, lúc này thì người ta điều trị bằng meropenem và Lin linisolide nhưng mà sau 2 ngày điều trị thì cái lượng bạch cầu nó cũng không giảm bao nhiêu nó vẫn còn 63.800 và lượng neutrophil cũng vẫn là uh, 93% và tới ngày thứ ba khi có kết quả cái đàm á thì lại ra con Klebsiella pneumoniae cực kháng chỉ còn nhạy được với có một kháng sinh thôi là tetracycline và đồng thời làm phát hiện gen thì đó là gen KPC vì vậy cho nên chúng tôi đã khuyến cáo là bệnh nhân sử dụng cái ceftrizidim avibactam à, 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 xin lỗi đây thiếu ceftrizidim avibactam và Uh, tiger cyclin nhưng mà không có tiger cyclin cho nên người ta sử dụng Doxycycline và sau 3 ngày điều trị thì bệnh nhân có chỉ số bạch cầu và procalcitonin trở về bình thường và bệnh nhân này được xuất viện uh, uh, có tưởng là tử vong nhưng mà xuất viện. Thì uh, uh, thông qua cái báo cáo này chúng tôi muốn 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 muốn, muốn uh, uh, chia sẻ với các bạn đồng nghiệp là thực sự ra vấn đề phát hiện cái gen beta lactamase đặc biệt là các ba penemase trên các thực khuẩn gram âm hết sức là hết sức là cần thiết chính vì vậy cho nên chúng tôi đã xây dựng một cái dự án để có thể giúp một số các bệnh viện nếu muốn hợp tác thì chúng ta có thể triển khai để phát hiện cái gen beta lactamase à, trong đó bao gồm cả các ba penemase và bao gồm cả cái à, vi khuẩn mà mang cái gen kháng với lại colistin mà cái gen này có thể truyền được và cái dự án này thì chúng tôi cũng đã có bàn với chỗ thầy thành và thầy thành thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để thầy thành có thể thực hiện cái dự án này thì đó là toàn bộ cái nội dung mà tôi báo cáo trong cái báo cáo ngày hôm nay xin cảm ơn quý thầy cô các bạn đồng nghiệp đã theo dõi cảm ơn thầy thành vâng cảm ơn à, thầy Hùng Vân à, thầy Hùng Vân đã cho chúng ta một cái uh, cách tiếp cận mới trong vấn đề chẩn đoán uh, vi khuẩn kháng thuốc đặc biệt là các vi khuẩn tiết ra uh, beta A, uh, chiến đấu với vũ khí chủ lực của chúng ta beta-lactam trong cái thực hành lâm sàng và thực hành lâm sàng nhiễm khuẩn bệnh viện một cái câu một cái một cái vấn đề khá là đau đầu trong tình hình hiện nay bây giờ bây giờ tôi xin giới thiệu thầy Thành nha. Dạ. À, cái bài báo cáo tiếp á, thì chúng tôi xin giới thiệu thầy tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành là phó chủ tịch hội phổi Việt Nam à, báo cáo về đề tài tăng hiệu quả giảm đề kháng kháng sinh. À, hai chấm sử dụng kháng sinh trên bệnh nhân viêm phổi dựa trên nguyên tắc dược động học. À, tôi nghĩ là bài báo cáo này có nhiều cái à, thông tin mà giúp cho các bạn đồng nghiệp rất là nhiều. À, xin mời thầy Thành ạ. vâng, chúng ta đang trong một cái session nói về các cái trường hợp nhiễm trùng nặng và nhiễm trùng ở trong môi trường bệnh viện và ICU. Tiếp theo thì tôi xin được trao đổi với các bạn về vấn đề tiếp cận điều trị kháng sinh dưới góc độ của dược động, dược dược động và dược lượng học mà chúng ta vẫn quan gọi là PKPD. Ở trong thực hành lâm sàng thì chúng ta có một cái thói quen kinh điển tức là điều trị kháng sinh à, dựa trên cái kết quả của, của labo vi sinh trả về chúng ta điều trị theo kháng sinh đồ. Cũng có thể là chúng ta sẽ tiếp cận bằng cái cách chúng ta điều trị theo cái định hướng vi khuẩn mà chúng ta à, dự đoán trên các cái yếu tố nguy cơ. À, trong những trường hợp nặng thì hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn một cái cách tiếp cận nữa là cách tiếp cận điều trị kháng sinh à, dựa trên cái nguyên tắc dược động và dược lực học có thể nói rằng là nếu như chúng ta nhìn dưới góc độ điều trị kháng sinh á, mà chúng ta muốn nói đến vấn đề dược động và dược lực học thì chúng ta muốn thuốc của chúng ta tới vị trí đích nồng độ cao và, và ít tác dụng toàn thân. À, câu chuyện này nó cũng làm câu chuyện mà trong cái giới phổi học của chúng tôi quan tâm rất là nhiều bởi vì cái hiệu quả điều trị của thuốc kháng sinh ở trong các cái nhiễm trùng hô hấp đặc biệt là nhiễm trùng hô hấp dưới thì cái nồng độ kháng sinh ở cái lớp dịch lót là quyết định uh, cho cái hiệu quả điều trị kháng sinh cái thứ hai là chúng tôi chúng ta cũng muốn nồng độ thuốc ở vị trí tích cao hơn cái nồng độ ức chế tối thiểu mà chúng ta quen gọi viết tắt là MIC đấy mà chúng ta vẫn sử dụng bằng cái 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 chỉ số gọi là PKPD. À chúng ta có thể có những cái chỉ số về PKPD à, rất tốt à, từ xét nghiệm máu nhưng mà có thể cái nồng độ đó không cái cái chỉ số đó nó không đảm bảo ở cái cái vị trí đích là nhiễm trùng ở phổi. Cho nên rằng là cái hiệu quả điều trị kháng sinh của chúng ta vẫn có thể vẫn có thể không đạt được tối ưu thế cho nên là chúng ta vẫn phần cần phải có một cái chỉ số gọi là chỉ số dự động dược lọc uh, PKPD breakpoint điểm thứ ba là chúng ta muốn tăng hiệu quả trị liệu nhưng không muốn làm tăng chi phí đây là một câu chuyện rất là là, là 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 là, logic ở cái chỗ tức là chúng ta không 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 vì mục đích điều trị mà chúng ta không nghĩ đến cái việc mà uh, chi phí điều trị cho người bệnh và trong hệ thống y tế chúng ta muốn giảm thiểu tác dụng phụ, chúng ta muốn giảm thiểu khả năng tạo ra kháng thuốc và chúng ta muốn đơn giản hóa trị liệu mà không làm giảm cái hiệu quả điều trị. À, đặc biệt trong môi trường chăm sóc ở uh, trong bệnh viện cũng như là môi trường chăm sóc ở ở ICU uh, để tránh làm làm cho các hệ thống y tế của chúng ta vất vả trong quá trình điều trị. Vậy thì nguyên nguyên lý lõi của sử dụng kháng sinh theo PKPD là như thế nào? thì nó cũng nó cũng dựa trên các nguyên tắc sử dụng kháng sinh chung tức là chúng ta chỉ sử dụng kháng sinh uh, trong điều trị nhiễm khuẩn nồng độ thuốc ở vị trí đích phải là nồng độ thuốc có hiệu quả mà như tôi trình bày với các bạn ban nãy đó là phải đạt được một cái nồng độ ở trong cái lớp dịch lót của cái niêm mạc biểu mô phế quản thì chúng ta mới có hiệu quả điều trị và nói chung chỉ định kháng sinh khi còn nhạy cảm với vi khuẩn gây bệnh À, có thể chúng ta vẫn chỉ định kháng sinh khi mà kết quả của từ phòng xét nghiệm vi sinh trả lời là đã kháng ừ, nhưng mà trên những nguyên tắc là chúng ta phải có biện luận và chúng ta à, sử dụng kháng sinh khi vi khuẩn đã kháng thuốc vậy thì pkbd là gì thì tôi xin được nhắc lại những cái khái niệm kinh điển của à, pkbd thứ nhất là pk tức là dược động thì dược động là cái môn khoa học nó dựa trên một cái mô hình à, tính toán về toán học, tập trung chủ yếu đánh giá cái mối quan hệ giữa nồng độ thuốc trong huyết tương, nồng độ thuốc ở mô đích và thay đổi theo thời gian kể từ khi dùng thuốc. Và như vậy có thể nói rằng là PK là cái dược động của thuốc nó sẽ đánh giá với vấn đề giải phóng thuốc, tách cái hoạt chất ra khỏi công thức dược phẩm mà chúng ta sử dụng, rồi vấn đề hấp thu, rồi vấn đề phân phối, vấn đề chuyển hóa và vấn đề bài tiết thuốc. Tất cả những cái yếu tố này nó sẽ quyết định cái con đường đi của thuốc ở trong cơ thể chúng ta trước khi được loại thải ra bên ngoài. Thế còn đối với dược lực thì dược lực là nghiên cứu về tác dụng về mặt sinh hóa cũng như sinh lý của thuốc, nó đánh giá cái hiệu lực, hiệu quả điều trị của thuốc đối với một cái trường hợp nhiễm khuẩn. Về thuốc kháng sinh thì chúng ta thấy rằng là thuốc kháng sinh nó dựa trên bốn cái thông số để đánh giá cái dược lực đó là thời gian trên À, thời gian của thuốc tồn tại ở trong cơ thể trên cái nồng độ ức chế tối thiểu. Rồi là nồng độ uh, thuốc đạt đỉnh trên cái nồng độ ức chế tối thiểu. Rồi là diện tích uh, dưới đường cong hay chúng ta gọi là AUC. Đấy. À, những cái thuốc mà chúng ta uh, sử dụng nó vừa có hiệu ứng ở trên cái nồng độ và nó có vừa có hiệu ứng ở trên thời gian uh, trên cái MIC và cái À, cái hiệu quả của thuốc sau khi thuốc rời khỏi, ra khỏi cơ thể nó vẫn còn hiệu quả ở trên kháng sinh mà chúng ta viết tắt là PAE tên là post antibiotic effect. Thì về mặt à, sử dụng thuốc thì chúng ta thấy ở trên cái sơ đồ này cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng thuốc một cái liều tối ưu theo cái mong muốn của chúng ta để đạt được hiệu quả trên nhiễm quật thì chúng ta thấy rằng là các cái triệu chứng lâm sàng nó sẽ nó sẽ có một cái sự cải thiện. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ để ý là các cái vi khuẩn gây bệnh khi chúng ta sử dụng thuốc tối ưu nó sẽ nó sẽ giảm tốt nhất. Nhưng mà sau đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là các vi khuẩn nó có khả năng phát triển. Mặc dù các cái triệu chứng lâm sàng có cải thiện và nó có thể phát triển các cái dòng vi khuẩn kháng thuốc. Khi chúng ta sử dụng thuốc không đạt được ở một cái ngưỡng gọi là ngưỡng ức chế các cái vi khuẩn kháng thuốc. Đây là một câu chuyện mà các thầy thuốc ở trong thực hành chúng ta cũng rất là ít quan tâm đến cái câu chuyện là sử dụng kháng sinh hợp lý để giảm kháng thuốc. Chúng ta quan tâm nhiều đến uh, liều đối với uh, hiệu quả điều trị hơn là chúng ta quan tâm đến cái vấn đề sử dụng thuốc hợp lý cũng như liều để giảm cái uh, xuất hiện kháng thuốc. Thế thì đây là một cái mô hình, uh, một cái sơ đồ có thể nói rằng là uh, khá kinh điển để chúng ta có một cái nhãn quan phân loại về cái dược lực của thuốc ở ờ, trong cơ thể của chúng ta đối với các cái vi khuẩn có thể chia ra làm uh, các cái nhóm như tôi trình bày ban nãy đó là các cái thứ thuốc uh, có hiệu lực ở trên cái nồng độ của thuốc nó phụ thuộc vào cái nồng độ đỉnh của thuốc ở trong ở trong huyết tương hoặc là ở trong cái mô đích nhiễm khuẩn nó nó là các cái thứ thuốc uh, phụ thuộc vào cái thời gian của thuốc tồn tại ở trong máu hoặc là tồn tại ở trong mô đích ở trên cái nồng trên nồng độ ức chế tối thiểu hoặc là nó vừa phụ thuộc vào nồng độ vừa phụ thuộc vào thời gian mà chúng ta gọi là cái diện tích dưới đường cong thế như vậy có thể nói rằng là ngoài cái MIC là cái mà chúng ta cần phải quan tâm để chúng ta đạt được cái hiệu quả điều trị của thuốc ờ, hoặc là chúng ta nâng cái CMAX lên hoặc là chúng ta nâng cái Uh, thời gian ở trên cái nồng độ ức chế tối thiểu thai mà trên LC hoặc là chúng ta tăng cái cái hiệu tăng cái diện tích dưới đường cong lên nhưng mà chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng là mặc dù là ở trên cái MIC thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể sử dụng các thứ thuốc không hợp lý ở cái mức độ tức là chúng ta đưa thuốc vào trong cơ thể của chúng ta nó nằm ở trong cái khu vực mà khu vực mà tôi vừa trình bày trong slide trước có khả năng tạo ra các cái đột biến kháng thuốc mà vi khuẩn không chết mà vi khuẩn lại tạo ra các cái đột biến kháng thuốc. ở đây trên cái sơ đồ này tôi chia cái 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 cái, cái hiệu ứng của kháng sinh ra làm ba vùng A, B, C. thì chúng ta thấy rằng vùng A là cái vùng không có hiệu quả kháng sinh, vi khuẩn vẫn còn sống. vùng B là vùng vi khuẩn có thể chết nhưng mà vi khuẩn vẫn có thể tồn tại và à, xuất hiện các cái đột biến kháng thuốc và vùng C là cái vùng mà chúng ta thấy rằng là vi khuẩn có thể chết và không tạo nên được các đột biến kháng thuốc. Thế như vậy có thể nói rằng là chúng ta cho thuốc kháng sinh tối ưu để đạt được hiệu quả điều trị nhưng vẫn đảm bảo rằng là diện được vi khuẩn không tạo nên các cái chủng kháng thuốc. Đột biến kháng thuốc đã thì chúng ta phải à, đưa cái nồng độ thuốc, đưa cái diện tích dưới đường cong hoặc là đưa cái thời gian à, trên MIC nó vượt qua cái cửa sổ cơ hội à, tạo cái đột biến kháng thuốc này mà chúng ta gọi là nồng độ phòng đột biến MPC trong cái thực hành lâm sàng. Đây là một cái điều mà trong thực hành lâm sàng chúng ta khá ít để ý. Phần đấy tôi có nói đến cái câu chuyện là chúng ta cần phải lưu ý đến vấn đề dược động và dược lượng học trong một số các cái trường hợp. Và những trường hợp đó mà chúng chúng ta vẫn quen gọi đó là những trường hợp bệnh nhân ở trong cái trạng thái thiếu điều kiện chuẩn. Thế thì ở trong cái thiếu điều kiện chuẩn đó thì chúng ta thấy rằng là nếu như ở bệnh nhân ở trong một cái điều kiện chuẩn tức là điều kiện ở bệnh nhân trong trong một cái trạng thái tiền sử sức khỏe bình thường không có các yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn đặc biệt và không có các can thiệp điều trị thì chúng ta thấy rằng là à, cái, cái 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 nồng độ thuốc ở trong máu của chúng ta nó đi theo một cái đường chấm liền nát màu đen như thế này nhưng mà nếu như mà bệnh nhân nằm ở trong những cái điều kiện không chuẩn, thí dụ như là bệnh nhân ở trong tình trạng đang lọc máu chẳng hạn, chúng ta thấy tăng thanh thải lên thì cái nồng độ thuốc ở trong máu của chúng ta nó sẽ giảm, đặc biệt là các cái thứ thuốc mà uh, ưa nước tức là những cái thứ thuốc nó nó được hòa tan ở trong máu rất là nhiều và cũng như như vậy là những cái trường hợp có cái hiện tượng tăng phân bố thể tích thì nồng độ của trong máu của chúng ta nó cũng sẽ giảm. Bởi vì rằng là các cái thứ thuốc đó nó sẽ đi đi đến các cái khoang thứ ba. Khoang thứ nhất là máu, khoang thứ hai là nồng độ đích ở cơ quan uh, nhiễm trùng và khoang thứ ba là nó không nằm ở hai cái nơi đó. Thí dụ nó nằm nó nằm ở trong dịch bán ở bụng, thí dụ nó nằm trong cái dịch uh, phù ở dưới da chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là nồng độ thuốc nó sẽ giảm. Như vậy rằng là với một cái liều mà chúng ta có thể nói rằng là hiệu quả đạt mong muốn À, trong cái mục đích điều trị ở cái điều kiện chuẩn thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả ở trong những trường hợp thiếu chuẩn thí dụ như vấn đề tăng thanh thải thí dụ như là tăng phân bố à, của thuốc ở trong cơ thể của chúng ta. Bây giờ trở lại câu chuyện của bệnh nhân viêm phổi nặng hay là bệnh nhân nằm ở ICU và viêm phổi ở trong cái môi trường ICU và viêm phổi thở máy thì chúng ta thấy có những đặc điểm gì? Cái thứ nhất là viêm phổi do những khuẩn bệnh viện, thông thường đó là các cái vi khuẩn mà kháng thuốc và là đa kháng thuốc. Như uh, những cái bài trình bày của anh Hồng Vân vừa rồi cho chúng ta thấy cái diện mạo của vấn đề kháng thuốc rất là phức tạp. Vấn đề thứ hai là thông thường đó là những trường hợp viêm phổi nặng, có suy hô hấp, có có suy chức năng của các cái tạng và thứ ba là họ thường gắn với các cái điều trị ở bên ngoài cơ thể, ví dụ như đang thở máy thí dụ như là à, lọc máu, thí dụ như là đang à, sử dụng các cái biện pháp à, lọc ngoài cơ thể, thí à, dụ như là ECMO, trong đó có cả các thử thứ thuốc mà chúng ta vẫn phải can thiệp điều trị đối với các bệnh lý khác và chúng ta có thể à, thấy bệnh nhân có các cái rối loạn các cái cơ quan thanh thải, đặc biệt là gan thận và bệnh nhân có thể trong những cái tình trạng à, giảm đạm máu và tăng thể tích phân bố như tôi vừa trình bày ở trong những cái điều kiện của những cái bệnh nhân nằm ở ICU viêm phổi nặng và viêm phổi thở máy như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm đó là cái PKPD so với người bình thường nó sẽ rất thay đổi và chúng ta cần phải có cái cách tiếp cận cho nó phù hợp bởi vì với cái cái cách sử dụng thuốc như là các cái tài liệu dược khuyến cáo uh, trên những người có cái điều kiện chuẩn thì chúng ta sẽ không đạt được cái hiệu quả điều trị ở trên những bệnh nhân này nói tóm lại thì ở trên những cái bệnh nhân viêm phổi nặng viêm phổi uh, bệnh viện viêm phổi thở máy thì họ có những cái đặc điểm gì về mặt sinh lý bệnh uh, khiến chúng ta cần phải chú ý thứ nhất là chúng ta cần phải lưu ý họ có mất thăng bằng dịch hoặc là bệnh nhân đang ứ dịch cho bệnh lý hoặc là ứ dịch uh, do chúng ta truyền quá nhanh hoặc là bệnh nhân đang mất thăng bằng dịch do chúng ta lọc máu hoặc là chúng ta đang dùng lợi tiểu hoặc là chúng ta đang dẫn lưu bệnh nhân đặc biệt là các cái dẫn lưu mà uh, kéo dài rồi vấn đề chúng ta thấy rằng là thuốc sẽ có hiện tượng giảm kết hợp với protein nếu như bệnh nhân có uh, tình trạng giảm đạm máu hoặc là giảm chức năng gan hoặc là giảm chức năng thận hoặc là bệnh nhân đang có các cái hỗ trợ uh, y tế can thiệp hỗ trợ y tế ở ngoài cơ thể như tôi vừa trình bày ban nãy thí dụ như lọc máu thí dụ như thở máy thí dụ như ếch chẳng hạn vậy thì ở uh, trong những cái tình huống như vậy nó sẽ tạo nên các cái yếu tố tác động về mặt uh, dược động và dược học của của dân trên rất là rõ và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là có thể là nồng độ thuốc sẽ giảm có thể là 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 là, là do vấn đề kết hợp với uh, với protein của 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 bệnh nhân bệnh nhân giảm protein uh, có thể là do vấn đề uh, cái, cái 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 phân bố thuốc cái, của bệnh nhân ở trong cơ thể không đạt được yêu cầu vân vân tất cả những câu chuyện đó nó có thể làm thay đổi cái PKPD ờ, thậm chí là kể cả những cái trường hợp mà chúng ta thấy có những cái 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 cái, cái, cái suy chức năng thanh thải như là chức năng gan và chức năng thận nó sẽ làm cho các cái nồng độ thuốc của chúng ta chúng ta trong cơ thể nó tăng lên mà cho nó không giảm đi làm cho cái độc tính của thuốc nó có thể gia tăng Bây giờ trở lại câu chuyện của nhiễm khuẩn thì trong cái môi trường ở bệnh viện thì các cái thống kê đều có một cái nhận định rằng là trong các cái trường hợp mà nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện viêm phổi nặng hoặc là viêm phổi thở máy hoặc là viêm phổi bệnh viện là chúng ta thấy là thường gặp các cái các cái vi khuẩn mà chúng ta viết tắt đó là các cái vi khuẩn gọi thuộc nhóm SK tức là các cái vi khuẩn thuộc nhóm trực khuẩn đường ruột cam âm rồi là Pseudomonas rồi là Acinetobuvari, rồi là Staphylococcus kháng uh, Các cái vi khuẩn này có thể nói rằng là uh, là những câu chuyện rất là nhức đầu, rất là đau đầu trong cái việc điều trị là bởi vì các cái vi khuẩn này nó gắn liền với cái cái bộ mặt rất là xấu về cái mức độ nhạy cảm đối với các kháng sinh mà chúng ta sử dụng thông thường trong lâm sàng. Bây giờ tôi cũng nói được một thêm một cái ý nhỏ nữa mà tôi đọc được ở trên y văn và người ta phân tích tôi cũng thấy rằng là rất là thú vị. Khi chúng ta đánh giá nguy cơ của cái viêm phổi thở máy mà chúng ta dựa vào các cái khuyến cáo cố đó, đó, là viêm phổi thở máy muộn và viêm phổi thở máy sớm thì trong các cái phân tích mà người ta đánh giá viêm phổi thở máy muộn và viêm phổi thở máy sớm là không có một cái sự khác biệt có ý nghĩa trên cái đặc tính nhiễm khuẩn cũng như trên đặc tính uh, kháng thuốc của vi khuẩn gây bệnh. Nhưng ở bên cạnh đó thì người ta lại nhấn mạnh đến cái tính chất nhiễm khuẩn uh, ở trong bệnh viện sớm hay là nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện muộn. Thế như vậy rằng là nếu mà chúng ta chẩn đoán một trường hợp viêm phổi thở máy sớm hay một trường hợp viêm phổi thở máy muộn, chúng ta không căn cứ vào thời điểm chúng ta đặt nội khí quản mà chúng ta lại căn cứ vào cái thời điểm mà bệnh nhân nhập viện để chúng ta quyết định đó là một trường hợp uh, viêm phổi thở máy sớm hay là viêm phổi thở máy muộn và cái thời gian sớm hay muộn đó thông thường đó là 5 ngày đây là một cái minh chứng cho cái nhận định vừa rồi của chúng tôi là uh, một cái nghiên cứu phân tích về đặc điểm vi sinh và đặc điểm kháng thuốc để cho chúng ta thấy là đối với viêm phổi thở máy sớm và viêm phổi thở máy muộn thì không có cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong cái đặc điểm phân lập và vi khuẩn uh, gây bệnh uh, mà mà chúng ta nhận thấy ở tất trên tất cả các các nhóm vi khuẩn nhưng mà tuy nhiên uh, thì chúng ta thấy rằng là cái đặc điểm kháng thuốc của viêm phổi thở máy sớm và viêm phổi thở máy muộn là có một cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ví dụ ở đây viêm phổi thở máy sớm chúng ta thấy tỷ lệ uh, đa kháng thuốc là 61,9% trong khi đó viêm phổi thở máy muộn là 81,8% và p có ý nghĩa thống kê uh, chúng ta có chờ được xác nghiệm vi sinh hay không thì trong thực hành lâm sàng chúng ta cũng ít có cơ hội để chúng ta dựa vào uh, vấn đề xác nghiệm vi sinh để nhận dạng vi khuẩn và nhận dạng về đặc tính kháng thuốc. Uh, do chúng ta thiếu điều kiện để chúng ta chẩn đoán vi sinh, do chúng ta thiếu thời gian để chúng ta chẩn đoán vi sinh và chúng ta cũng không hoàn toàn đảm bảo chính xác rằng các cái vi khuẩn chúng ta phân lập được là vi khuẩn là tác nhân gây bệnh cho nên trong trong đa số các cái trường hợp chúng ta xử trí vấn đề nhiễm khuẩn nhiễm khuẩn uh, s k như tôi vừa trình bày là dựa vào các cái các cái suy đoán có tính chất là yếu tố nguy cơ có tính kinh nghiệm Ví dụ như là chúng ta dựa vào yếu tố sử dụng kháng sinh trước đó uh, câu chuyện này là câu chuyện đặc biệt quan trọng chúng ta cần phải lưu ý mà đây cần tạo nên một cái thói quan lâm sàng rằng trên những người sử dụng kháng sinh, đặc biệt là kháng sinh tĩnh mạch trong vòng 90 ngày trước rất dễ tạo nên các cái chủng mà chúng ta nói rằng các chủng vi khuẩn quân cư ở trên đường ốt trên colonization kháng thuốc. Những bệnh nhân uh, trong tình trạng nặng, những bệnh nhân trong tình trạng shop, những bệnh nhân trong tình trạng ARDS những bệnh nhân trong cái tình trạng lọc máu uh, trước khi có viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy và những bệnh nhân uh, xuất hiện viêm phổi bệnh viện muộn thì những trường hợp đó là những trường hợp có nguy cơ nhiễm khuẩn các cái vi khuẩn mà tôi vừa trình bày S. và có nguy cơ là kháng thuốc và đa kháng thuốc thế như vậy rằng là trong thực hành lâm sàng của chúng ta chúng ta cần nốt những cái đặc điểm này vào trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân trước khi chúng ta quyết định điều trị kháng sinh cho bệnh nhân đây là một cái thói quen tôi nghĩ rằng là rất quan trọng nó gắn liền với cái việc khai thác đặc điểm của bệnh nhân để chúng ta phân tích yếu tố nguy cơ bây giờ trở lại câu chuyện PKPD Và nãy tôi có trao đổi về vấn đề nồng độ thuốc ở mô đích ở trong những quả nô hấp thì một cái câu chuyện rất là quan trọng đó là nồng độ thuốc ở trong cái lớp dịch lót của biểu mô đường thở mà chúng ta viết tắt là LFS tức là epilio uh, đấy. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái nồng độ thuốc ở cái lớp dịch lót đó nó phụ thuộc rất nhiều vào cái đặc tính gọi là dược động hay đặc tính hóa lý của các cái kháng sinh đó là ưa mỡ hay là ưa nước như tôi trình bày ở trong những slide đầu. Đối với các kháng sinh ưa mỡ, thí dụ như fluconazole, thí dụ như là macrolide, thí dụ như là Uh, lidinon uh, chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng là cái nồng độ thuốc ở mô đích thông thường là cao và cái nồng độ ở cái lớp dịch lót uh, trên huyết tương là thông thường là lớn hơn một và chúng ta cũng khá là yên tâm khi chúng ta sử dụng các thứ thuốc này bởi vì cái khả năng uh, xâm nhập vào mô đích ở phổi và sửa ra xâm nhập vào trong lòng tế bào của các thuốc này tương đối là uh, là tốt nhưng mà đối với các cái kháng sinh ưa nước thì nó lại không đạt được cái hiệu quả như vậy. Thí dụ như là beta lactam, thí dụ như là aminoglycosid chẳng Thế như vậy rằng là khi chúng ta nói đến một cái thứ thuốc mà thứ thuốc đó đạt được cái nồng độ hiệu quả điều trị tốt ở mô đích thì chúng ta cần phải lưu ý rằng nó không thực sự phản ánh bằng cái nồng độ chúng ta à, xét nghiệm được từ cái từ cái máu của bệnh nhân từ nồng độ ở từ huyết tương Thế cho nên là chúng ta cần phải lưu ý đến cái đặc điểm gọi là ưa nước hay là ưa mỡ đối với các kháng sinh để chúng ta quyết định cái vấn đề sử dụng thuốc về liều, về cách sử dụng cho nó hợp lý đối với những khuẩn hô hấp. Thế thì đối với những khuẩn hô hấp thì các kháng sinh uh, được chia ra như tôi trình bày là kháng sinh ưa nước và các, các kháng sinh ưa mỡ thì kháng sinh ưa nước thì chúng ta thấy các, các kháng sinh uh, thuộc nhóm beta lactam, lycopeptide, aminoglycoside, Uh, oxazolidinol ví dụ như là chẳng hạn chúng ta thấy đây là các kháng sinh ưa nước và chúng ta cũng biết đây là những kháng sinh mà cái khả năng thâm nhập vào mô đích lớp dịch lót là thấp trong khi đó thì chúng ta đo ở cái nồng độ ở huyết tương và ở máu có thể là yêu cầu nhưng mà nó cũng không đạt được yêu cầu khi chúng ta mong muốn cái nồng độ ở mô đích trong khi đó các kháng sinh ưa mỡ thì như quinolone macrolide Uh, Lysicillin hoặc uh, Lancozamin chẳng hạn chúng ta thấy rằng là nó đạt được cái, cái nồng độ ở mô đích tốt hơn so với các thuốc ưa mỡ à, thuốc ưa nước về mặt đặc điểm gọi là dẫn động nữa chúng ta cũng cần lưu ý là các thuốc uh, kháng sinh ưa nước đó, thì hầu hết là nó loại thải qua đường thận trong khi đó các thuốc kháng sinh ưa mỡ thì hầu hết là nó được chuyển hóa qua gan và loại thải cá gan và như vậy rằng là cái kháng sinh ưa mỡ thì nó ít phụ thuộc vào vấn đề à, cái nồng độ của albumin trong máu à, và cái việc mà sử dụng các thứ thuốc gọi là inotrop tức là thư, các thuốc kích thích và có bóc của cơ tim trong khi đó các cái thuốc ưa nước thì nó đã phụ thuộc rất nhiều vào cái nồng độ của albumin nồng độ của albumin thấp thì nó sẽ tăng cái thể tích phân bố của các cái thuốc này và nó cũng phụ thuộc vào cái việc mà sử dụng thuốc à, inotrop và à, nếu như là bệnh nhân suy thận thì có khả năng là sẽ tăng cái nguy cơ tích lũy của các thuốc này các cái thuốc ưa nước nhưng mà trong trường hợp các cái thuốc ưa mỡ thì suy gan là yếu tố làm tăng cái nguy cơ tăng cái nồng độ thuốc lưu trữ ở trong cơ thể. Như vậy rằng là các kháng sinh mà chúng ta phân tích dưới góc độ ưa mỡ và vấn đề ưa nước đó thì chúng ta cần cũng phải phân tích về vấn đề dược động của bệnh nhân À, vấn đề dược lực của bệnh nhân à, thuốc đó nó cơ chế của nó tác dụng phụ thuộc vào thời gian hay là nó phụ thuộc vào nồng độ hay là AUC với mỗi một cái một cái đặc điểm về ưa nước hay là ưa mỡ và các cái đặc điểm về dược lực các cái thông số này sẽ cho chúng ta những cái quyết định ví dụ như là vấn đề có liều tải hay không ví dụ như là chúng ta dùng bolus hay là chúng ta sử dụng truyền kéo dài hay là truyền nhắc lại thì những cái nguyên tắc mà chúng ta sử dụng thuốc nó phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm ưa mỡ, ưa nước và vấn đề đặc điểm của dược lượng học là các cái thông số của bệnh nhân, thông số của thuốc nó phụ thuộc vào thời gian, phụ thuộc vào nồng độ hay là phụ thuộc vào à, diện tích dưới đường cong. Vì trong thực hành lâm sàng sử dụng thuốc thì chúng ta có hai cái thuật ngữ mà tôi nghĩ rằng hai cái thuật ngữ này có thể là nó cũng khá là lẫn lộn khi chúng ta tiếng việt đó là liều tải loading dose và liều nạp là bolus. Cái loading dose là cái thứ thứ cái cách mà chúng ta sử dụng một cái liều uh, thông thường là cao hơn uh, so với cái liều thông thường ban đầu và sau đó chúng ta sẽ lại sử dụng uh, các cái liều thấp hơn và để duy trì. Mục đích của cái liều tải cái loading dose là chúng ta làm sao có được một cái nồng độ hữu ích ở trong máu cũng như là nội mà hữu ích ở mục đích đạt được cái hiệu quả điều trị ngay sớm để đạt được cái tác dụng ở trên cái nhiễm trùng và sau đó chúng ta sẽ duy trì cái liều thuốc. Thế còn liều nạp là bolus là chúng ta sử dụng cách chúng ta sử dụng thuốc bằng cái kiếp cách chúng ta có thể tiêm nhanh hoặc là truyền nhanh thuốc nó vào trong cơ thể và cái cách sử dụng thuốc này đối với kháng sinh có thể duy trì uh, bằng các cái liều thấp hơn sau đó. Chúng tôi lại muốn được nói thêm với các bạn một cái thuật ngữ nữa ở trong cái khái niệm PKPD đó là khái niệm TDM. Khái niệm TDM hai tiếng Anh là TDM mà là Therapeutic Dose Monitoring. Đây là một khái niệm tương đối mới và tôi nghĩ rằng là hầu như các bệnh viện vẫn chưa áp dụng cái chiến thuật sử dụng TDM ở trong thực hành lâm sàng. Tdm là gì tdm tức là chúng ta nghiên cứu ở trong cái thực hành bệnh viện ở trong cơ sở y tế của chúng ta đặc biệt là trong những cái môi trường có nhiều cấp cứu nhiều các cái, cái cái thao tác hồi sức thì vấn đề tdm này nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhãn quan chúng ta sử dụng kháng sinh hợp lý bằng cách là chúng ta có những cái xét nghiệm đánh giá bằng cách là chúng ta có những cái khuyến cáo à, sử dụng thuốc trên từng trường hợp một à, trong cái tdm thì đấy là một cái sự kết hợp của uh, của cả các nhà uh, dược của các cái nhà lâm sàng của các cái nhà vi sinh chúng ta sẽ cùng với nhau uh, thảo luận một cái chiến lược để cái chiến lược đó uh, tạo nên một cái chính sách sử dụng kháng sinh hợp lý ở trong từng cơ sở y tế dựa trên vấn đề uh, đặc điểm bệnh lý của bệnh nhân dựa trên đặc uh, vấn đề uh, đặc điểm kháng thuốc và các vi khuẩn uh, gây bệnh phổ biến ở trong cơ sở y tế của mình để chúng ta có quyết định xử trí kháng sinh cho nó hợp lý và với các cái đặc điểm mà dược lực như tôi trình bày vấn đề thai mà trên xi đối với beta lactam vấn đề xi uh, trên imic đối với các thứ thuốc Uh, amino thí dụ như vậy và đối với AOC uh, trên AMC, thí dụ như quinolone, chẳng hạn thì chúng ta sẽ có những cái chiến lược uh, TDM hợp lý ở trên từng bệnh nhân, đặc biệt là trên những trường hợp những trường hợp nguy kịch, những trường hợp mà thở máy và nhiễm khuẩn có có nguy cơ nhiễm MDA Về những cái uh, giải pháp ở trên những cái trường hợp bệnh nặng trong vấn đề sử dụng kháng sinh dưới góc độ PK thì chúng ta có thể uh, thay đổi kỹ thuật sử dụng thuốc và chúng ta điều chỉnh liều được hướng dẫn bởi cái uh, chiến lược tdm nhưng mà tôi vừa trình bày ban nãy về ừ. vấn đề uh, tdm thì tôi cũng xin được nói thêm rằng là tôi rất được ít nghe báo cáo về TDM ở các cái hội nghị khoa học trừ ở bệnh viện Bạch Mai làm cái nơi mà tôi được nghe à, dược sĩ Nguyễn Hoàng Anh báo cáo rất là nhiều và ở đó họ có một cái sự nghiên cứu rất là cụ thể vấn đề TDM ở trong cái môi trường hồi sức ở bệnh viện Bạch Mai mà tôi nghĩ đây là những cái bài học rất quan trọng trong thực hành lâm sàng sử dụng thuốc bây giờ tôi quay trở lại vấn đề uh, PKPD đối với một số các loại kháng sinh mà chúng ta sử dụng phổ biến ở trong thực hành lâm sàng đối với viêm phổi nặng, viêm phổi thở máy và viêm phổi bệnh viện. Thứ nhất là đối với beta lactam, đây là một cái kháng sinh nhóm kháng sinh mà uh, phụ thuộc vào thời gian time mà trên MIC. Thế Như vậy rằng là uh, các cái nghiên cứu mà tôi vừa trình bày ở những cái slide đầu đó bằng các thuật ngữ mà có tính chất tính toán người ta đã xác định được là cái thai mà trên trên 40% uh, một lần sử dụng thuốc tức là thời gian liều thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân uh, trong quá trình điều trị sau 4 ngày thì chúng ta thấy nó giảm thấp nhất và nếu chúng ta có tăng lên là thai MC cao hơn 50 và 60 thì cái 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 hiệu quả của của của, của beta lactam ở trên cái tỷ lệ tử vong trong cái quá trình điều trị đó nó cũng không cải thiện một cách rõ ràng và ở trên cái sơ đồ bên tay phải của chúng ta cái ngưỡng time trên ICS là 40, 40% thời gian liều cho chúng ta thấy rằng nó đạt được cái tỷ lệ sạch khuẩn tương ứng với lâm sàng rất rõ là trên 80%, hầu hết ở ở trên cái khu vực mà trên 80% khi mà chúng ta đạt được cái to ICS trên 40 chúng ta thấy rằng là những hình ô vuông đen rồi tròn đen rồi là vuông trắng tròn trắng nó thể hiện trên các cái vi khuẩn uh, emophilus influenza trên uh, phế cầu streptococcus uh, pneumonia nhạy cảm với kháng sinh hay là đã đề kháng với penicillin chúng ta thấy đều có hiệu quả với cái thai mà trên amc này hết về beta lactam mà chúng ta phân tích về cái 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 cách sử dụng thuốc hợp lý đấy thì tôi xin được trích dẫn một cái kết luận của một cái review hệ thống và cái phân tích meta cho chúng ta thấy rằng nhìn chung thì truyền kéo dài có liên quan đến nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân nó sẽ giảm đi đáng kể so với truyền ngắn hạn vấn đề là chúng ta đã đạt được cái thai mà trên MIC bằng cái phương pháp là chúng ta truyền à, kéo dài và hơn nữa một phân tích dưới nhóm cho thấy rằng là các nghiên cứu sử dụng cái liều tải ở nhóm truyền kéo dài sẽ giảm đáng kể tỷ lệ tử vong à, câu chuyện này là câu chuyện đặc biệt quan trọng đối với những cái trường hợp mà chúng ta đang gặp bệnh nhân ở trong tình trạng nặng mà có những cái thay đổi về thể tích phân bố bởi vì chúng ta biết thể tích phân bố nó có tác động rất mạnh đối với các kháng sinh thuộc nhóm ưa nước thế cho nên rằng là việc dùng liều tải đối với kháng sinh beta lactam là rất quan trọng và một cái phân tích nữa cho chúng ta thấy trên những người trưởng thành nhà ICU bị nhiễm trùng huyết hoặc là sốc nhiễm trùng thì cái việc truyền kháng sinh beta tam kéo dài có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong 90 ngày so với việc mà chúng ta sử dụng truyền cắt quãng bằng chứng hiện tại cho thấy mức độ chắc chắn cao đối với các bác sĩ lâm sàng trong việc uh, coi việc truyền dịch kéo dài như là một cái uh, thao tác thực hành chuẩn. ở đây tôi muốn nói là thao tác thực hành chuẩn là một câu chuyện rất là quan trọng đối với những trường hợp mà có nhiễm trùng huyết, có sốc uh, nhiễm trùng nặng chúng ta cần phải lưu ý. đối với vấn đề vancomycin thì vancomycin thì chúng ta uh, cũng hiểu rằng đây là một cái kháng sinh mà nó phụ thuộc vào cái uh, AUC uh, tức là vừa phụ thuộc vào nồng độ mà vừa phụ thuộc vào thời gian uh, sử dụng thuốc ở đây người ta có một cái phân tích để cho chúng ta thấy rằng là cái nồng độ thuốc uh, nó thay đổi uh, theo cái cách sử dụng thuốc của chúng ta ở trên cái hình tay phải của chúng ta À, chúng ta thấy rằng là có cái hình à, tròn, à, đó là cái cách chúng ta chuyển liên tục và cái hình tam giác màu đen là cách chúng ta chia liều các quả. Và cái điều màu đỏ này cho chúng ta thấy rằng là người ta muốn target cái nồng độ thuốc trúng, tức là cái nồng độ thuốc thấp nhất trước khi chúng ta sử dụng cái thuốc liều tiếp theo đó là ở cái mức là 15 nanogram trên lít thì chúng ta thấy rằng là cái nồng độ này là cái nồng độ có khả năng giảm thiểu tối đa cái mức độ xuất hiện uh, aureus uh, kháng thuốc. Thế thì cho chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta sử dụng cái truyền liên tục thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ của những cái trường hợp mà chúng ta đến nồng độ trúng trên 10, 15 nanogram trên lít thì nó tập trung nhiều ở phía trên này rất là rõ Thế như vậy rằng là hiệu quả của việc mà phòng cái xuất hiện kháng thuốc trong Starbuck Aerobis đạt được rất tốt nếu chúng ta sử dụng chuyển liên tục. Thế còn ở bên tay phải của chúng ta là cái 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 chỉ số dược lực. Để cho chúng ta thấy rằng là cái hiệu quả chúng ta đạt được cái target là AOC trên amacigo của, của cái thuốc đạt được là trên 400. Với cái ngưỡng trên 400 này thì cái hiệu quả điều trị là tốt nhất. Thì chúng ta thấy rằng là với cái AOC uh, uh, 40, uh, 024 trên AMIC chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc và chuyển liên tục thì nó có hiệu quả tốt hơn rất là rõ so với việc chúng ta sử dụng các cái liều cách quản cái thuốc thứ ba mà chúng ta sử dụng trong thực hành trong lâm sàng phổ biến đó là fluconolol thì đối với fluconolol thì chúng ta biết rằng đây là cái thứ thuốc uh, uh, hoạt có hoạt tính là uh, dựa trên cái cái cái, cái auci ở đây cái thuốc này chúng ta thấy rằng là uh, người ta rất là ngại cái việc mà xuất hiện uh, đề kháng kháng sinh khi sử dụng fluconolol Đối với sự, với sử dụng fluclonol thì nếu mà chúng ta sử dụng thuốc với cái 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 liều lượng mà chỉ đạt được dưới uh, 100 AUC trên MIC trong 24 giờ đấy, khi chúng ta sử dụng uh, đơn trị liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng là các cái vi khuẩn thuộc nhóm Pseudomonas uh, hoặc là các cái vi khuẩn thuộc nhóm trực khuẩn tương ruột cam âm là nó có thể xuất hiện kháng thuốc rất là nhanh đây là một cái câu chuyện mà chúng ta thấy có một cái sự liên hệ cho đơn sàng rất rõ là người ta không khuyến cáo sử dụng fluconazole đơn độc ở trong điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn nặng và à, nhiễm khuẩn à, ở trong bệnh viện cũng như nhiễm khuẩn thẩm máy và có nguy cơ mda thế còn đối với những trường hợp mà chúng ta nâng ROC trên trên MIC à, lên trên 100 monotherapy đã, đơn trị liệu đó thì chúng ta có thể giảm được cái mức độ xuất hiện đề kháng của Zodomonas hoặc các cái trực khuẩn khác, à, trực khuẩn đường ruột các khác là số đến còn 30% là 10%. Nhưng mà nếu chúng ta kết hợp thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ xuất hiện đề kháng của các cái vi khuẩn này là rất thấp là 11% và 0%. Đây là À, câu chuyện của cái theo dõi TDM để chúng ta có một cái khuyên cáo rất rõ ràng là sử dụng quinolone hợp lý là sử dụng quinolone uh, kết hợp một cái thứ thuốc nữa mà chúng ta uh, vẫn sử dụng trong lâm sàng đối với trường hợp mà có nguy cơ nhiễm uh, khuẩn ta kháng thuốc đặc biệt là azithromycin là colistin thì chúng ta thấy rằng là là vấn đề sử dụng cái TDM là cũng là rất là quan trọng đặc biệt quan trọng này là đối với cái colistin là vấn đề làm sao giảm được cái xuất hiện độc tính thuốc ở trên cái sơ đồ bên trên cái slide này cho chúng ta thấy rằng là với các cái mức độ của cái nồng độ thanh thải ketenin chúng ta thấy rằng là cái chức năng thận càng giảm thì cái độc tính của cái colistin nó tăng lên rất là rõ và như vậy rằng là đối với những cái trường hợp mà có suy thận chúng ta theo dõi cái tdm chúng ta sẽ có những cái khuyến cáo rất cẩn thận về vấn đề sử dụng liều hợp lý trong vấn đề sử dụng colistin có một cái một cái lưu ý nữa trong cái vấn đề sử dụng colistin về vấn đề dược động và dược lượng học là chúng ta cần phải à, sử dụng colistin là cần có một cái liều tạng bởi vì chúng ta biết rằng là cái thuốc chúng ta đang thực hành ở trong lâm sàng đó là, là colistin metan sulfonat là cái thứ thuốc tiền chất và nếu chúng ta đưa cái thuốc này vào trong cơ thể thì cũng cũng khoảng khoảng nhiều giờ cho đến cả hàng ngày thì chúng ta mới có thể đạt được cái nồng độ thuốc có hiệu lực polistin thật sự ở trên ở trong cơ thể như vậy thời gian tính về mặt điều trị nó sẽ giảm và colistin là thứ thuốc uh, thứ thuốc hàng thứ hai không phải là thứ thuốc ưu tiên lựa chọn trong điều trị amia và chúng ta cũng hiểu rằng uh, là colistin luôn luôn là thứ thuốc được khuyên cáo sử dụng uh, trong cái liệu pháp kết hợp nói về vấn đề điều trị đơn và điều trị uh, kết hợp kháng sinh uh, để tăng cái hiệu quả pkbp ở trong cái thực hành lâm sàng thì hiện nay câu chuyện này vẫn là câu chuyện có tính chất là uh, đang có tranh luận đang có cái tranh luận ta có cái bày rất là rất là nhiều trong thực hành tâm sạch. ở bên tay trái của chúng ta là một cái một cái biểu đồ trong một cái nghiên cứu uh, thể hiện cái đường cong Kaplan-Meyer cho chúng ta thấy uh, thuốc sử dụng uh, đơn độc là cái cái chấm màu đỏ và cái thuốc uh, sử dụng kết hợp là cái chấm màu xanh cho chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ của bệnh nhân điều trị thuốc kết hợp và cái ngày điều trị của bệnh nhân theo cái ngày điều trị thì hai cái trị liệu này không khác nhau ở đây thì chúng ta không thể kết luận rằng là cái việc chúng ta điều trị thuốc kết hợp sẽ không làm tăng cái hiệu quả sống còn trên bệnh nhân so với đơn trị liệu được bởi vì chúng ta biết rằng đây là những cái trường hợp có rất nhiều các yếu tố năng ở trên người bệnh có thể làm cho bệnh nhân tử vong không vì nguyên nhân những khuẩn đây nên chúng ta cũng cần phải lưu ý thế tuy nhiên thì cái nghiên cứu này cũng có một cái kết luận rất là rất là quan trọng là liệu pháp phối hợp ngay từ đầu không có tác động độc lập đến tỷ lệ tử vong ở ngày 28 tỷ lệ khỏi bệnh lâm sàng vào ngày 14 và nguy cơ tử vong hoặc là tổn thương thận vào ngày thứ 7 ở những bệnh nhân bị uh, viêm phổi nặng trong trường hợp hát rồi trong trường hợp VAP, rồi trong trường hợp đặt nội khí quản uh, có viêm phổi do các cái vi khuẩn gọi là nhóm trực khuẩn đường ruột cam ơn đa kháng thuốc tuy nhiên thì vấn đề quy kết giữa gọi là là, là 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 nguyên nhân và hậu quả thì chúng ta cũng chưa quy kết được đây chỉ là một cái kết luận có tính chất là à, thống kê mà thôi. thế cho nên rằng là cái tài liệu khuyến cáo của hiệp hội à, lồng ngực châu âu, à, Hộ hấp châu âu năm 2017 khuyến cáo rằng là chúng ta cần chỉ cần lưu ý vấn đề kết hợp điều trị kháng sinh cho những cái trường hợp mà chúng ta xét thấy có những cái yếu tố nguy cơ rất cao nhiễm các cái các cái vi khuẩn có khả năng là không phổ biến và các cái vi khuẩn có khả năng kháng thuốc và đa kháng thuốc mà thôi. Thế thì uh, chúng ta cũng biết là viêm phổi bệnh viện cũng không có nghĩa rằng là sẽ là các cái vi khuẩn không phổ biến và cũng không có nghĩa là các cái vi khuẩn đa kháng thuốc. Thế cho nên là chúng ta cũng không nhất thiết bắt buộc phải điều trị gọi là uh, kháng sinh hướng đến các cái vi khuẩn này và kết hợp kháng sinh uh, trong các cái nhiễm khuẩn bệnh viện. Về mặt bằng chứng thì tôi xin được đưa ra một cái một cái nhận định về 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 bằng chứng trong một cái phân tích 10 ừ. cái nghiên cứu trong đó có 7 cái thử nghiệm lâm sàng, 3 nghiên cứu đoàn hệ. Chúng ta thấy cái phân tích này kết luận rằng bất chấp những lợi ích về mặt lý thuyết thì những cái câu chuyện tôi vừa trao đổi với các bạn tức là vấn đề chúng ta áp dụng chiến thuật PKPD chúng ta áp dụng kỹ thuật uh, TDM ở trong thực hành lâm sàng uh, hiệu quả của nó trong thực tế như thế nào thì người ta nói rằng gần như không có bằng chứng thuyết phục đặc biệt liên quan đến các cái ứng dụng lâm sản Thế cho nên rằng là để kết thúc cái phần nói chuyện của mình, tôi rất muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta vẫn có quyền chúng ta sử dụng kháng sinh một cách kinh nghiệm ở trên các liều khuyến cáo hoặc là dựa trên kết quả vi sinh uh, trả lời trả lời từ các labo vi sinh của chúng ta đang làm hàng ngày ở trên những trường hợp mà chúng ta nói rằng là đạt được các cái yêu cầu tiêu chuẩn chứ còn những cái trường hợp mà không đạt được những yêu cầu tiêu chuẩn những trường hợp có nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc và đa kháng thuốc những trường hợp có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn không phổ biến thì chúng ta mới cần phải có những cái phân tích pkpd và chúng ta phân tích cái ttm một cách hợp lý để chúng ta sử dụng kháng sinh vừa đảm bảo cái hiệu quả điều trị vừa đảm bảo cái vấn đề độc tính thuốc vừa đảm bảo vấn đề chi phí cũng như là vừa đảm bảo cái vấn đề à, giảm cái giảm thiểu cái đặc tính kháng thuốc à, trong thực hành lâm sàng của chúng ta do vậy và à, cái tài liệu của hiệp hội các À, các à, hiệp bộ bệnh truyền nhiễm của Hoa Kỳ và hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ năm 2016 người ta nói rằng là đối với những bệnh nhân mà viêm phổi bệnh viện viêm phổi thở máy thì đề nghị xác định liều kháng sinh bằng cách sử dụng PKPD thay vì thông tin kê đơn của nhà sản xuất mặc dù như thế chúng ta cũng thấy đây là khuyến cáo yếu và bằng chứng chất lượng thấp cho nên rằng là trong thực hành lâm sàng trong điều kiện cho phép trên những trường hợp cần thiết thì chúng ta cần phải có những phân tích PT để sử dụng kháng sinh hợp lý. À, xin cảm ơn sự chú ý của các bạn. À, xin cảm ơn bài báo cáo của thầy Thành. Ở đây là một bài báo cáo mà tôi nghĩ là à, cung cấp rất nhiều thông tin đặc biệt là những thông tin mà để cho chúng ta những nhà điều trị đứng trước những bệnh nhân mà nếu chúng ta chưa có những cái à, hoặc là chúng ta không có những dữ liệu về vi sinh thì chúng ta rất cần thiết phải hiểu biết cái cách để chúng ta sử dụng cái kháng sinh mà theo cái à, pkpd có như vậy thì chúng ta mới tăng được cái hiệu quả điều trị và giảm đi được cái sự đề kháng kháng sinh mà có thể là xảy ra. Bây giờ tiếp tục thì chúng tôi xin mời thạc sĩ, à, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên tiếp tục báo cáo về ca lâm sàng viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy điều trị trúng đích đột biến gen kháng thuốc. À, xin mời cô à, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên. Dạ, kính thưa quý thầy trong chủ tọa đoàn, kính thưa quý đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi xin trình bày tiếp tục về ca lâm sàng, viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy và điều trị trúng đứt đột biến gen kháng thuốc. Thì bài này cũng không có vấn đề gì về mâu thuẫn lợi ích. À, thì phần này trình bày gồm có các phần về trình bày ca lâm sàng, rồi hướng dẫn điều trị của Asinobacter moni kháng cặp bên em của IDSA 2023 cũng như ADMIS 2022 tương tự cho điều trị Klebsia pneumonia đa kháng. Thì cũng đầu tiên thì cũng rất là cảm ơn thầy Vân cũng như là thầy Thành đã cho những cái phần về đột, các đột biến gen, các kháng thuốc cũng như là cái điều trị theo theo theo, theo dược động học của thuốc sẽ giúp cho cái việc hiệu, điều trị hiệu quả thành công thành ra cái việc trình bày bài của phần sau của em sẽ dễ dàng hơn. Thì đầu tiên thì tôi xin vô cái phần cây lâm sàng thì đây là một ca lâm sàng bệnh nhân 90 tuổi à, vừa được xuất viện tại một bệnh viện địa phương với chẩn đoán là viêm phổi bệnh viện suy tim tăng huyết áp sau một cái mổ thay khớp háng do gãy lên mối chuyển xương đùi bởi tai nạn sinh hoạt với thời gian nằm viện trước đó là 23 ngày thì, bệnh nhân vừa được xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà với thở oxy qua cannula mũi 2-3 lít một phút và tiếp tục điều trị kháng sinh là tabenem tecolanin và levofloxacin thì sau đó thì bệnh nhân à, một ngày sau xuất viện một ngày thì khó thở, thở co kéo, đàm khó khạc, số không rõ nhiệt độ. Bệnh nhân được rút CVC cảnh trong và cũng được như cái làm bca Kết quả ban đầu cho thấy nhiễm gram âm nghi là Acinobacter baumoni và vi nấm. Bệnh nhân có nền bệnh này là tăng huyết áp, điều trị amlodipine 5mg một ngày, thuyên tắc phổi cách lên 5 năm và điều trị salento 10mg một ngày. Các cận lâm sàng thì khi máu động mạch thì cũng cho thấy là một cái P trên F là 118, mạch cầu thì tăng nhẹ là 10.500. Nitro chiếm 82,4%. À, INA là một xin lỗi sai, một ENA là 164, Dedime thì K là 18 à, 1876. Trumin T tăng nhẹ. À, Procalcitonin thì cũng à, tương đối tăng nhẹ là 0.32, CRB thì tăng rất cao là 168. À, các chức năng à, gan thận thì à, cũng tương đối trong giới hạn là bình thường. Cái hình ảnh X quang ngực để cho thấy các thâm nhiễm lan tỏa hai phế trường. Chúng ta thấy hình ảnh X quang phổi đây và CT đây. Thấy tổn thương phổi khá nhiều à giữa hai phế trường. Thì bệnh nhân được à, sau đó được nhập hồi à, được nhập cấp cứu ban đầu thì được sử dụng kháng sinh là à, meronem, Colistin, Ciprofloxacin và Enoxaparin vì là bệnh nhân có cái à, nhiễm vi à, nhiễm trùng bệnh viện nghĩ là à, à có nhiễm PCA ban đầu người nhà làm tự làm ở nhà thì sẽ có ra mà, có cái uh, Asinomycetaboni nên kháng sinh lúc đó khởi động là Meronem và colistin cộng với các kháng cái da vi nấm là nó dùng caspofungin và à, dùng dùng kháng đông enoxaparin bệnh nhân được hỗ trợ oxy với HFNC với flow 60 và fio 60 thì sau đó thì uh, khi bệnh nhân nhập được hồi sức thì sẽ làm phim array thì kết quả cho Asinomycetaboni 10 mũ 7 và có gen kháng thuốc là MDM uh, thì uh, cái này cho thấy là như bài trình bày của thầy Hồng Vân là cái cái men này là ADM thành ra là hầu như là các kháng sinh uh, sau này là đều cả các kháng sinh mới đều đều không hiệu quả. Thì bệnh nhân sau đó được đổi sang kháng sinh là colistin cộng colistin phun khí dung và ceftazidime avibactam thì cái việc mà sử dụng kháng sinh này sẽ được lý do sẽ được trình bày ở những cái phần slide xong trong cái phần bình luận. Ừ. À, và bệnh nhân tiếp tục caspofungin. Thì kết quả cấy kế đàm cho kết quả là acinobacter baumannii uh, kháng meropenem với MAC là lớn hơn 32 và ampicillin sulbactam là MAC là lớn hơn 16 trên 8. Bệnh nhân cấy đầu cũng ra là KT là Candida albicans nhảy với caspofungin và fluconazole và cái máu là âm tính. Thì bệnh nhân tiếp tục điều trị với kháng sinh là colistin cộng ceftazidime và ibuprofen. Thì các xét nghiệm thì sau đó thì nó cải thiện PCT xuống 0.1, CRP giảm là 20.4 đây là x quang ngày nhập viện và sau bãi ngập ngày nhập viện nó thấy là hình ảnh tổn thương trên CT nó cải thiện rõ à, trên x quang cũng như trên CT cải thiện rõ thì đó là những diễn chính diễn tiến chính về điều trị bệnh nhân nhiễm trùng thì tự tuy nhiên là ngày thứ 8 nhập hồi sức thì bệnh nhân lại phải đặt nội khí quản do chảy máu đường máu mũi miệng lượng nhiều với mục đích bảo vệ đường thở thì sau đó thì bệnh nhân được rút nội khí quản vào ngày thứ 16 với thời gian thở máy là 8 ngày được chuyển qua hấp vào ngày thứ 19 và được xuất viện vào ngày thứ 25 sau nhập viện Hệ thống thời gian sử dụng kháng sinh là 10 ngày các bộc phungin thì đầu, đầu tiên là dùng 10 ngày và chuyển Fuconnazo đường uống thì về thảo luận thì chúng ta thấy là cái như các bài trình bày của các thầy anh à, nãy ta thấy là cái tỷ lệ nhiễm vi khuẩn đa kháng rất là cao trong đó là nhiễm công đó có nhiễm Casbac bao cũng như là những cái vi khuẩn đường ruột kháng các 3 bên Nam. thì đây là một cái nghiên cứu làm tại bệnh viện đại học Y dược à, vào tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019 thì có 108 vi khuẩn kháng cặp em được khuân lọc. Thì trong đó tới 99% là vi khuẩn viết bên em A. Và hầu hết trong các trường hợp là tới 42% là Asinomoctem và 36% là Flapsiana Và vì vậy nó cho thấy à, là một cách rõ ràng là cái việc mà nhiễm vi khuẩn đa kháng à, viêm phổi bệnh viện hoặc là những vi khuẩn đa kháng nằm ở viêm phổi thở máy rất là cao và nó sẽ là kháng thuốc À, trong đó là kháng cắp ba bên em. Và cho trong đó thì có 35,9, 35,9% bệnh nhân phần trăm bệnh nhân là có nhiễm, bị nhiễm trùng hoặc là chỉ là colonization. Với lại cái vi khuẩn đường ruột kháng cắp bên em trước nhập ICU là tới 35,9%. Và đó là những cái trường hợp mà đôi khi không phải là nhập nhiễm tại khoa hoặc là colonization tại khoa ICU mà đó là nhiễm trước trước ICU có thể là ở các khoa phòng khác hoặc là có thể trước khi tới bệnh viện thì à, đây thì cũng nói có một câu hỏi của các bạn về cái việc mà các bạn đang sử dụng kháng sinh à, và các bạn đang dùng một cái nhóm là meropenem, bệnh nhân vẫn số à, và cái đàm ra cái cặp ba bên em thì à, cái đàm ra đặt nấm thì các bạn hỏi là có nên sử dụng kháng nấm hay không thì cái điều trị thì cái phần thảo, thảo, luận thì tôi sẽ nói tiếp theo nhưng mà ở đây cũng lên cũng cho cái thấy là với cái việc mà chúng ta thấy 99% này là vi khuẩn tiết cặp ba bên em ở cái nhóm mà à, vi khuẩn mà kháng ciprofloxacin này nó thực 99 là là týp này đó. thì mình thấy là rõ ràng là nếu mà chúng ta sử dụng nhóm như meropenem hay -M -M này, thì nó cũng không thể nào mà tiêu diệt được vi khuẩn thành ra là cái việc chúng ta cho là chúng ta đã điều trị em mà đi chăng nữa thì à, chúng ta có điều trị ciprofloxacin đi chăng nữa thì có khả năng là chúng ta cũng không phải đáp ứng với à, điều trị với cái nếu mà vi khuẩn nó đã kháng thuốc à, và đây một cái nghiên cứu Tuyên trên cái nhóm là Acinobacter uh, mà nhiễm cặp 3 cũng làm tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì nghiên cứu này tiến hành từ 2019 đến 2020 thì là 91% số chủng phân lập của các nhóm Acinobacter là cặp 3 thì nó cũng tương tự như những cái cái thông thông số mà thầy Hùng Văn đã cung cấp ở những cái nghiên cứu khác thì gần như 8, gần như 90% là Acinobacter Balbani là có thể là kháng với cặp và 92% là có đa kháng thuốc và đặc biệt là tới 6% là có kháng cholestin luôn. À, cái tỷ lệ kháng cholestin là chúng ta thấy là nếu mà thông thường nhóm AB chúng ta phải sử dụng đa số là sử dụng cholestin mà nếu mà kháng lô cholestin luôn thường là chúng ta rất là giống như là chúng ta không còn thuốc để điều trị rất là khó để tìm thuốc để trong điều trị trong những trường hợp tình huống như vậy. À, thì những cái men kháng thuốc thì À, nãy thầy cũng đã trình bày thầy cũng đã trình bày rất là rõ ràng thì à, tôi cũng xin lướt qua và không trình bày lại thì chúng ta có xảy ra nhiều nhiều cái men và nó có cái khả năng kháng những cái kháng sinh ức chế những cái kháng sinh mà à, đang sử dụng ở đây từ men penicillin ampicillin à, à, mbc esbl à, à, và lưu ý là cái nhóm mà thầy hay nhấn mạnh là nó không có cái 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 thuốc đó, đó là cái nhóm cặp ba bên em À, mà nhóm last B cặp em MAS mà last B thì nó có thể tiết ra cái men là NDM và chú ý là cái ca lâm sàng vừa rồi là nó ra men cái NDM thì nó sẽ không có à, nó, hầu như là các kháng à, các thuốc kháng sinh đều nó không có hiệu quả thì trong đó thì ngoại trừ cái nhóm mà trên đây nó thấy là nhóm A A A Nam thì có thể có hiệu quả nhưng mà thực tế là ở Việt Nam mình là chưa có sẵn nếu có thì chỉ có hàng gọi là chất sắt tay cái nguồn khác thôi còn nguồn chính thống thì ở trong bệnh viện thì chúng ta sẽ không không có tìm thấy được à, thì uh, rõ ràng thì với cái nhóm mà plus uh, B này á, thì uh, nó, cả cái các thuốc kháng 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 sinh mới như meropenem và Robactam thì cũng sắp sửa là cũng chuẩn bị có có Việt Nam và chắc là cũng chuẩn bị vô một vô một số bệnh viện thì nó nó cũng không hoạt động nó cũng không có tác dụng hoặc là nhóm imipenem remalactam là cũng đang về Việt Nam và cũng đang chuẩn bị vô các bệnh viện thì nó cũng không có hoạt động trên cái cái class B là cái mình ta thấy là cái nhóm mà NDM là cái carbapenem và nhóm B chỉ có cái nhóm mà aztreonam và avibactam thì nó có thể có nhưng mà hiện tại thì cái thuốc này trên thị trường Việt Nam thì hiện tại chưa chính thức có và cái cả cái nhóm mà ceftazidime-avibactam cái nhóm class B này thì nó cũng không có cũng cũng bị bất hoạt và nó không hoạt động. À và đó là cái việc mà chọn lựa cái lúc mà ra AB azinobac AB mà nó kháng nó có cái men kháng thuốc là NDM thì rõ ràng là chúng ta việc chọn lựa chúng ta sẽ rất là hạn chế và cái khả năng là nó sẽ kháng luôn với ceftazidime avibactam. Vậy thì cái hướng dẫn điều trị của của azinobactam mà kháng carbapenem của IDSA cũng như Smith năm 2022 thì như thế nào? Thì khuyến cáo là không sử dụng đơn trị liệu mà cần phối hợp sử dụng hai loại kháng sinh trong điều trị. Azinob AB kháng carbapenem. Thì một số kháng sinh được sử dụng để phối hợp điều trị, thứ nhất là các ambisulam subactam với liều subactam từ 6 đến 9 g một ngày. Thì với liều subactam từ 6 đến 9 g một ngày này thì chúng ta cái Nếu mà người ta dùng cái unFC thì chỉ có 0,5g của cái sốắctam thì với 6g thì chúng ta phải dùng tới khoảng 12 lọ và nếu mà 9g thì chúng ta phải dùng tới 18 lọ ABCc để đủ cái liều để đủ cái liều Mc liều trong trường hợp này Colistin cũng là một thuốc được sử dụng chọn lựa để sử dụng phối hợp và có thể chúng ta có thể sử dụng mioxylin liều cao hay là tayicaxilin liều cao thì cái mút thuốc minoxidil này thì cũng dễ mua và sử dụng thì có chắc cũng đơn giản bằng cái liều uống à, các kháng sinh mới thì như các thầy đã trình bày thì cái như là uh, ceftarol thì được khuyến cáo giới hạn trong trường hợp mà cái ab mà kháng cặp bên em kém đáp ứng hay các kháng sinh khác kháng hay không dung nào thì cái thuốc này ở hiện tại ở Việt Nam chúng ta cũng uh, không có hàng à, và uh, thông thường như lúc trước thì chúng ta cũng sẽ hay sử dụng À, là meropenem hoặc là imipenem truyền kéo dài nhưng mà trong cái cái trường hợp AB đa kháng kháng thuốc các bạn bên em này thì cái việc mà sử dụng meropenem hoặc là imipenem cũng giờ cũng hiện tại cũng không có khuyến cáo à, cũng không đề nghị sử dụng rifabutin cũng như là rifamycin khác và một cái mới nữa là mình cũng không đề nghị sử dụng kháng sinh đường khí dung luôn. Cái ngày lúc trước chúng ta cũng cho là có thể sử dụng à, đề nghị kháng sinh đường khí dung phối hợp với kháng sinh đường tĩnh mạch nhưng mà cái khuyến báo mới thì cũng không đề nghị sử dụng kháng sinh đường khí dung. À, và cái vai trò của ampicillin, ampicillin là nếu trong trường hợp mà ampicillin suxametan mà nó chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng có thể sử dụng à, phối hợp với các để điều trị mà bất kể là cái 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 chứng minh độ nhạy cảm có được chứng minh hay không có nghĩa là trong trường hợp một số trường hợp chúng ta thấy là nó kháng kháng thuốc nhưng mà cái do cái liều à, suxametan chúng ta sử dụng liều là khá cao à, so với các các thể là các cái, thông thường thì à, vẫn có thể là chúng ta sẽ phối hợp để sử dụng à, trong điều trị cái AB còn với cái asmix à, năm 2022 thì như thế nào à, thì với asmix thì cái chọn lựa kháng sinh đó, thì người ta cũng đề nghị sử dụng là ampicillin là sụt tam à, và với bệnh nhân mà kháng với sụt bắc tam thì cái polycymin liều cao hoặc là Tigacillin liều cao cũng được sử dụng nhưng mà không có khuyến cáo thiếu cái bằng chứng để họ khuyến cáo là mình ưu tiên cái kháng sinh nào hơn à, và họ cũng nói là việc mà chống lại cái việc sử dụng sớm ban đầu của cái thằng cefiderocol À, cho nhiễm à, A mà mà kháng cặp ba bên em, à, có kháng cặp bên em. Rồi trong cũng cái việc mà khuyến cáo, trên cái khuyến cáo mà điều trị phối hợp à, cho ab kháng cặp ba thì à, họ cũng không khuyến cáo là sử dụng à, à và meropenem kết hợp hoặc là posicin và rifamycin kết hợp. Và rằng là chúng ta như cái ca đầu tiên thì chúng tôi cũng theo kinh nghiệm quen thì chúng tôi sử dụng cái Uh, poly, uh, colistin cộng Meropenem khởi đầu ban đầu cho cái đó thì có lẽ là đã không phù hợp với cái lai lai mới hiện tại uh, Với bệnh nhân có uh, nghiễm cẩn nguy cơ uh, nhiễm nịch khuẩn nặng của AB uh, kháng Meropenem này thì đề nghị phối hợp là những khái hợp văn sinh tính, uh, mà sẵn có uh, mà có hoạt tính uh, trên in vitro như là polymyxin, Amilocosid tetracycline hoặc là uh, Subactam còn nếu mà trong trường hợp mà nếu mà MIC của cái meropenem mà dưới 8 thì có thể xem xét sử dụng phối hợp cái cặp MNM thôi. Nghĩa là nếu chúng ta trong trường hợp mà khó quá mà mình có thấy là cái merominem mặc dù nó kháng nhưng mà MIC nó kháng mức độ không cao lắm. À, dưới 8 thì chúng ta có thể sử dụng cái liều cao và chúng ta truyền kéo dài. À, cũng là một cái thực hành lâm sàng mà tương đối. À và cái này thì cái này cũng đã lặp lại cái phần hồi nãy chúng ta thấy là những cái thuốc uh, mà để có thể là điều trị được cái Asinobacter uh, kháng thuốc như là uh, meropenem, robactam thì chúng ta sẽ không uh, imipenem, ceftriaxobactam thì cũng không uh, một số thuốc khác mới uh, thì hai cái thuốc là uh, eravacilin cũng như là cefiderocol thì có thể có nhưng mà hiện tại cũng không có ở Việt Nam một cái thuốc kháng sinh một loại cũ chúng ta đang sử dụng là hình ở Việt Nam ta hay sử dụng là colistin thì là có, hoặc là tigacilin Thì đây là những cái thuốc mà có thể sử dụng để phối hợp trong những cái atrionam thì cũng không có vai trò mặc dù có thể trên cái NDM và đối với clep nhưng mà trong cái AB kháng thuốc thì cũng đề là không có vai trò ở đây. Vậy thì À, khi mà chúng tôi phối hợp septa chidim và colistin trong điều trị cái này thì à, có dựa vào một những cái nghiên cứu hoặc là cái bằng chứng nào hay không? Trên mặc dù trên khuyến cáo thì không có và trên thực tế là với à, à, bệnh nhân mà nhiễm à, acinobacter baumnii mà à, kháng vào các mang NDM thì khả năng là septa chidim nó sẽ không có hoạt động. Thì đây là một cái nghiên cứu à, người ta nghiên cứu về cái hoạt tính của septa à, chidim đơn độc hoặc là kết hợp với những cái, cái 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 thuốc kháng sinh khác trong cái việc là sử dụng để cho những vi khuẩn đa kháng của Acinetobacter baumannii thì người ta lấy bốn mẫu Acinetobacter đa kháng và người ta đo M MIC của các kháng sinh như ceftazidime avibactam, colistin, levofloxacin, meropenem, tigecycline và toramicin bằng phương pháp pha loãng. Và người ta tính cái hiệu quả đồng vận của các thuốc này giống như là ceftazidime avibactam phối hợp với colistin, ceftazidime avibactam phối hợp với toramicin Sách tay phối hợp với Tiga tại liều là một của MIC hoặc và hai liều bốn lần của MIC. Thì người ta thấy là trong cái 40 cái AB mà đa kháng này thì tất cả AB đều kháng với Septacidin. Với MIC là lớn hơn 256 hoặc là kháng với Septacidin Amoxicillin luôn. Thì chỉ có một cái AB là còn nhạy cảm với lại Septacidin với MIC là 8. Tất cả các chủng này đều kháng với Meropenem và Lovoloxacin. À, nhưng mà tại với liều gấp 4 lần MAC thì đều có hiệu quả chống lại cái AB à, kháng thuốc đa kháng và người ta thấy có hiệu quả đồng vận của septagidim, avibactam với phôcolistin hoặc là septagidim, avibactam với lại toramycin hoặc là septagidim với avibactam với tigaxilil tại với liều là 4 lần của cái MAC còn cái hiệu quả mà septagidim, avibactam với colistin thì tại liều MAC thôi á, một MAC thì cũng đạt được hiệu quả à, đồng hiệu hợp đồng cho các cả các chủng và người ta không thấy các tác động đối kháng nào được quan sát với bất kỳ sự phối hợp nào à, do đó thì trên cái xét nghiệm thôi á, thì người ta thấy là cái việc phối hợp với sept septanidin à, với tam với colistin à, cho cái hiệu quả hợp đồng à, mặc dù là với đơn trị liệu thì à, là nó là kháng thuốc à, một cái nghiên cứu này là nghiên cứu trên thực tế điều trị trên bệnh nhân À, thì một cái nghiên cứu này chỉ hồi cứu thôi trên 31 bệnh nhân nhiễm trực khuẩn gram âm kháng thuốc à, các bạn à, kháng cả ba bên em thì à, có được sử dụng phối hợp và colistin cộng ceftezidin và ibuprofen. trên cái đối tượng là 87% có bệnh nhân là nhiễm khuẩn hô hấp thì à, cái lepseila pneumoniae là chiếm 54,8% asinobacter pneumoniae là chiếm 29% à, serebonat là chiếm 16, thì các men kháng thuốc ở đây cũng rất là nhiều. À từ cây BC à NDM à, thì nó là có là 3K. Ờ à, Oxa 23, Oxa 48. Thì tỷ lệ tử vong chung của cái nhóm mà điều trị mà nhận kháng thuốc này à thì à, là tỷ lệ tử vong là 29% để mà thấy là có thể chúng ta sẽ cứu được tới 70%. À, và tỷ lệ suy thận là 7 trên 31 à, bệnh nhân. Thì à có rất là nhiều loại từ vi khuẩn uh, a hoặc là Pseudomonas kháng em thì chúng ta đang quan tâm ở nhóm mà là Vi khuẩn uh, a kháng kháng em thì có được 9 chín k thì uh, sống được 4/9 à và tử vong là 5 trên À và cái uh, các men kháng thuốc đó, các loại kháng thuốc thì trong đó có 3k là NDM thì cũng sống được 2/3k. À và do thấy là cái việc mà chúng ta sử dụng phối hợp trong những trường hợp nó kháng rất là nhiều thuốc như vậy À, và hiệp đồng vậy nó cũng thể trên thực tế lâm sàng các nghiên cứu ở các uh, chỗ khác người ta đã điều trị trung tâm khác đã điều trị và cũng có thấy có thể có kết quả hiệu quả điều trị à, ngoài ra người ta còn nghiên cứu uh, sự phối hợp của sụt bắc tam với uh, với các cái hoặc là cái men iv bắc tâm, hoặc là sụt bắc với men là bắc chống lại cái acinobacter kháng các bà bên em như thế nào thì nếu mà chữ là sụt bắc tam đơn độc thì thấy là cái MIC của nhóm mà uh, MIC cao á, thì nó rất là lớn nhưng mà khi mà chúng ta phối hợp với lại uh, Bactam chẳng hạn thì cái tỷ lệ mà MIC nó thấp hơn nó sẽ nó sẽ lật về bên đây tay trái có nghĩa là cái những cái, cái 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 nồng độ MIC mà nó thấp hơn thì sẽ trở nên nhiều hơn uh, so với lại cái so đơn độc. Thì với quay lại trở lại với ca lâm sàng mà tôi trình bày vừa hồi nãy thì chúng ta thấy là À, khởi đầu của chúng tôi là sau khi chúng ta có cái kết quả uh, từ, từ 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 bệnh nhân cũng làm rất nhanh có nghĩa là người nhà bệnh nhân đã cho làm một cái uh, bệnh nhân cũng được uh, điều trị cũng đã thử liền cái em cái pca và cho liền cái kết quả sớm là Acinobacter cũng như vi nấm thì kháng sinh mình sử dụng mình chọn thời điểm đó là cái meropenem và colistin tuy nhiên cái rõ ràng cái sử dụng phối hợp là meronem và colistin ban đầu đã không phù hợp với guideline mới của esmest năm 2022 và cái uh, sử dụng cái uh, sau đó thì việc mà chúng tôi sử dụng một cái PCR tiếp nữa và nhận diện tác nhân gây bệnh sớm đồng thời nhận diện luôn các men kháng thuốc sớm thì đã nhận diện được cái uh, kết quả là của, của cái acinetobacter kháng em với lại cái men kháng thuốc là NDM thì có thời gian kết quả là trong vòng từ 1 đến 3 giờ và chúng tôi đã kịp thời điều chỉnh kháng sinh ban đầu. Thì về thực tế lâm sàng chúng tôi đã sử dụng cái colistin cũng như là phối hợp với ceftazidime trên bệnh nhân này hiệu quả có hiệu quả hiệp đồng trên cái ca lâm sàng này mặc dù là biết là có thể là cái nếu mà dùng đơn trị liệu thì cái ceftazidime có thể là không có hiệu quả với cái men NDM đó. À, vừa dựa vào những cái nghiên cứu à và thực tế nghiên cứu trên các trên các tài liệu À, nghiên cứu đã được công bố. À, tôi xin trình thêm ca lâm sàng thứ hai. À, về cái ca những cái ca lâm sàng này cũng tương đối là khá phức tạp, thời gian nằm viện thì cũng kéo dài trước khi hồi xuống hồi sức, cũng như là những bệnh nền dài, thành ra là những cái điều trị xung quanh của cái bệnh này à, thì chúng tôi xin, xin bỏ qua và chỉ tập trung cái phần điều trị kháng sinh về viêm phổi. Thì là bệnh nhân này là nam 52 tuổi nhập ICU về sốc nhiễm khuẩn viêm phổi bệnh viện bệnh nhân có bệnh amyloidosis à, và bệnh thận mạn. À, bệnh nhân đã được IHD. À, bệnh nhân à, à, đang điều trị imipenem cũng như là vancomycin à, do trước đó bệnh nhân có cái ra tụ cầu. À, thì khi mà xuống hồi sức mà điều trị khi bệnh nhân tới được chuyển phải đặt nội khí quản thì à, chúng tôi cũng làm phim X-ray thì ra cả Lepsia là pneumonia với 10 mũ 4 và các men kháng thuốc là CTSM, à, EPM và cái NDM Chúng ta thấy là cái NDM à, cũng là khá nhiều. Uh, nghiên cứu người ta bốn mấy ca có ba ca thì uh, tôi đang trình bày ca thứ hai là có ca thứ hai có ndm thì khi đó là chúng tôi cũng đổi kháng sinh sang cái Colistin và cái ceftazidime và Ibuprofen thì uh, rõ ràng thì uh, do những cái nghiên cứu mà mà mình đã à, tôi xin trình tiếp với ca thì sau đó thì bệnh nhân cũng cấy máu ra cái Staphylococcus capitis nhạy với vancomycin và cấy đàm lép pneumonia thì cái MAC của bệnh nhân này là cái meropenem là 32 lớn hơn 32 amikacin nhỏ hơn 4 colistin nhỏ hơn 1 cái atrionam thì lớn hơn 16 ceftazidime avibactam thì là cũng kháng là lớn hơn 8 trên 4 ceftolozan và tazobactam là 256 fufurisin là 16 và chúng tôi vẫn tiếp tục kháng sinh là colistin cộng với cetazidin 14 ngày bệnh nhân rút nội khí quản khoảng 22 ngày sau nhập ICU. Và sau đó thì chuyển ra khoa lại cổ khoa khoa ngoài và sau đó thì bệnh nhân sau khi chuyển ra khoa ngoài thì bệnh nhân được xuất viện à, sau đó thì 4 ngày. Thì đây là cái x quang phổi mà bệnh nhân thời điểm mà bệnh nhân à, à, cái thời điểm mà bệnh nhân rút nội khí quản thì cái ca này thì khác cái ca lâm sàng trước là là, là nhiễm AB à, kháng cặp bên em thì ca chúng ta là sẽ nhiễm à, Klebsiella và kháng thuốc thì cái trong cái lưu đồ thì cái ca chúng ta thì cũng còn nhảy với amylis nhưng mà trong cái lưu đồ mà nhiễm mà kháng thuốc và Klebsiella mà kháng thuốc mà kháng cặp bên em cũng như amylocosis cộng như polymicin cộng tigacillin á thì ta nói viết tắt là chữ CIPT resistant á thì cái cái men mà nếu mà nó là men NDM trong cái nhóm này thì nó sẽ dùng phối hợp là ceftazidime avibactam phối hợp với atrionam thì chúng ta thực tế thì thứ nhất đó là cái việc actrionam chúng ta không phải có sẵn có ở Việt Nam và cũng không phải sẵn uh, sẵn có trên cái nhà, uh, bệnh viện. Và cái thứ hai là bệnh nhân này cái kết quả kháng sinh đồ bệnh nhân này actrionam nó cũng kháng là trên trên 16. À, và uh, và những cái uh, nếu mà những cái nhóm khác, nếu mà Klebsiella mà nhóm khác như là nhóm D hoặc là Oxa thì chúng ta có thể dùng ceftazidime với avibactam hoặc là những cái nhóm mà nếu mà không có kháng cặp beta bên em thì chúng ta có thể sử dụng những cái kháng sinh thế hệ mới kháng beta-lactam thế hệ mới uh, hoặc là nhóm last a đi thì chúng ta uh, chúng ta có thể sử dụng là ceftriaxone hoặc là ampicillin hoặc là uh, meropenem hoặc là chúng ta có thể phối hợp một cái tương đối là uh, trên lâm sàng mà hiện tại chúng ta cũng hay thường sử dụng là chúng ta sử dụng đắp một cặp beta bên em còn một thuốc khác chúng ta có thể sử dụng đây là fosfomycin thì uh, uh, dựa vào cái um, cái kết quả mà chúng tôi là những cái nghiên cứu mà người ta có thể sử dụng mà tôi đã trình bày trước là cái CRE à, uh, kháng mà có thể là vẫn có thể hiệu quả trên cái nhóm là Klebsiella thì chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng cái C colistin cộng avibactam thì với cái điều trị CRE mà có men kháng thuốc NDM á thì ở IDSA 2023 thì người ta cũng khuyến cáo là sử dụng là uh, Septacidimabectam phối hợp với Argyonam. à, Như cái cái slide hồi nãy chúng ta đã trình bày à, Tuy nhiên chúng ta cũng không có thuốc Và trong cái Smith năm 2022 Thì nếu mà trong trường hợp mà là Nó kháng với những kháng sinh mới Trong cái việc mà monotherapy là chúng ta đơn trị liệu á, Thì họ họ cũng khuyến cáo Là chúng ta sử dụng Arginine Phối hợp với Septacidimabectam Trong cái kết hợp điều trị à, Thì Thì bây giờ Cái vai trò của Aceptacidin uh, với Avibactam và phối hợp với lại uh, mặc dù đã kháng rồi đó, cái có men NN đã kháng rồi đó mà kết hợp với lại Atrionam thì uh, nó dựa vào những cái nghiên cứu nào? Thì đây là cái nghiên cứu ở, ở bệnh nhân hồi sức là 106 bệnh nhân. Thì 60 lần 65 bệnh nhân có dùng polymycin và 40 lần có dùng Septacidin Avibactam. Uh, hoặc là sử dụng Septacidin Avibactam có phối hợp Atrionam hoặc là không phối hợp với Atrionam. Thì uh, có 22 trường hợp kháng với Septa chỉ tiêu thì đều nhạy với việc mà phối hợp ceftazidime à, amoxicam cộng với lại Atrionam Có nghĩa là mặc dù có những trường hợp kháng như vậy, nhưng mà khi phối hợp ceftazidime à, av và với Atrionam á, thì cho thấy có kết quả hiệp đồng và thấy có đều nhạy. Thì cái tỷ lệ tử vong trong 30 ngày cao hơn ở nhóm mà dùng polymyxin là 56,9% so với 29,2% với B là 0 0,005. À, và thời gian trung bình đến tử vong ở nhóm Septagidium Bắc Tam hay là phối hợp với A có hay không phối hợp Atrium Nam thì là ngắn hơn so với nhóm Bomilimisin là nếu à, là dài hơn chứ xin lỗi nghĩa là cái khả năng cái thời gian mà đến tử vong sẽ dài hơn là 23,9 ngày trong khi nhóm polymicin là 17,9 ngày với B có ý nghĩa thống kê là 0,006 thì quay lại cái nghiên cứu mà tôi đã trình bày lúc nãy ở cái nhóm mà trên thực tế người ta sử dụng Septagidium Bắc Tam với Colistin trong cái nhóm mà điều trị là nhóm vi khuẩn răng âm đường ruột kháng carbapenem bên em thì đối với nhóm mà uh, cặp uh, mà kháng uh, carbapenem em thì có 17 trường hợp thì tới uh, tỷ lệ sống được tới 17 trên 10, 14 trên 17 trường hợp thì mới thấy là cái, cái, tỷ lệ sống này cũng uh, cũng khá là khả quan và ngoạn mục trên cái nhóm mà đã kháng rất là nhiều thuốc à, còn nếu mà Pseudomonas kháng carbapenem bên em thì cái tỷ lệ sống còn uh, còn tốt hơn nữa là 4 trên 5 trường hợp và chỉ có 1 trên 5 trường hợp là tử vong. À, bây giờ tôi sang xin sang uh, ca lâm sàng thứ ba. À, một bệnh nhân này là nữ 87 mươi bảy tuổi. À, bệnh nhân trước đó đã nằm viện ở một cái khoa khác một thời gian à, cũng khá dài là khoảng một tháng uh, một tháng rưỡi. À, bệnh nhân nhập ICU là vì uh, sốc mất máu, uh, viêm phúc mạc, nhiễm trùng trên cơ tay lọc màng bụng. Bệnh nhân suy hấp, viêm phổi bệnh viện được đặt nội khí quản thở máy. À, bệnh nhân đã có được chạy, là bệnh thận mạn giai đoạn cuối đang chạy thận định kỳ. Thì uh, khi mà xuống hồi sức thì bệnh nhân cũng đang sử dụng kháng sinh như là meropenem cộng với daptomycin và micafungin. À à mình xuống hồi sức và sau đó thì cũng là được được chuyển chứ, được chuyển sang mero đang được dùng tiếp tục là meropenem, daptomycin, micafungin. Cái daptomycin là cho cái cái bệnh nhân cái chân của cái ca te nó cấy ra cái cái tụ cầu, cái nhiễm vị trí nhiễm chân ca te nó cấy ra tụ cầu mà bệnh nhân đã dùng trước đó là vanco rồi tecolin mà nó cái thì đáp ứng rất là kém. À, thì cái này nó không có nằm trong cái bài chính bài này. À, và cái cái nhiễm trùng do có cái, cái nhiễm trùng nấm nữa à, thì cũng không có nằm chính trong cái bài trình bày của tôi hình ảnh cái phần này tôi xin lướt qua à, học bài đó thì bệnh nhân là một cái phim array đàm cũng ra Klebsiella pneumoniae là 10 mũi 6. có men kháng sinh là CTSM, NDM, OXA 48. Rõ ràng lắm, chúng ta thấy là đây là mỗi ca thứ ba Trong cái chuỗi ca tôi trình bày là có men kháng là NDM thì uh, lúc đó thì cũng quyết định là sử dụng là colistin cộng với lại một phối hợp thêm colistin thôi bệnh nhân đang có rụt merobenem rồi tôi phối hợp với colistin tại vì thật sự là cái uh, do mình biết là cái ndm nó không có phải là uh, nó nó không mình, nó là khả năng là nếu mà chúng tôi dùng, sử dụng những cái kháng sinh khác đều nó có khả năng kháng thật nhìn nó dùng sertagini mabactam thì nó vẫn có khả năng kháng lúc đó thì chỉ quyết định thêm một cái colistin thôi sau đó thì cái đàm cũng ra đúng cái cái tác nhân mà khi chúng ta làm cái PCA nhanh thì nó sẽ là cái lepsilanoia với là mùi mũ xấu kháng sinh đồ thì chúng ta may quá cũng còn nhạy được gentamicin amikacin và cái atrionam nhỏ hơn một cái colistin thời điểm này là hai coi như chúng ta đã kháng thuốc và septacidin avertam là lớn hơn 8 trên 4. các thuốc khác như kháng uh, tazobactam cũng kháng, phúc cũng sáng và coi như tigacilin cũng kháng. Thì lúc này mới quyết định độ kháng sinh là amikacin và atrionam Thật ra thì uh, cái nghề là có người nhà nhân viên y tế và họ có thể là uh, sắp xếp được cái việc mà có thuốc atrionam thành ra quyết định là chúng tôi sử dụng cái atrionam cộng với lại cái amikacin điều trị. Cái đây là cái thời điểm mà cái phổi bệnh nhân mà quyết định khi mà chúng tôi dùng colistin cộng với cái thời điểm này chúng ta thấy là các x-quang phổi đây sau 2 ngày sử dụng cái colistin cộng với lại cái meropenem thì cái tổn thương phổi ngày càng xấu hơn và tôi quyết định đổi kháng sinh là Amikacin, là Atreonam. Thì uh, quá trình điều trị thì bệnh nhân rút được nội huyết quả sau uh, ngày thứ 25 sau nhập ICU. Uh, và tổng thời gian điều trị kháng sinh bệnh nhân là 14 ngày. Uh, cái kháng sinh mới, kháng sinh mới bệnh nhân mà nổi Amikacin cộng với Atreonam là 14 ngày. Thì thật ra trong quá trình điều trị bệnh nhân còn rất là nhiều vấn đề phức tạp như là suy tim, suy giáp, uh, do suy tuyến yên, rồi suy tim nhân có tim tiếp 2. hai, bệnh nhân cái EF bệnh nhân giảm xuống còn chỉ có 28% thôi. À và bệnh nhân được xuất ICU là ngày thứ 50 sau nhập à, sau sau ngày thứ 50 sau nhập ICU. Thì à, cái này rõ ràng quay lại à, cái 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 slide hồi nãy tôi đã trình bày thì nếu mà nhóm Klebsiella à, pneumoniae mà có NDM thì mình sẽ phối hợp với ceftazidime và à, cộng với lại à, à, avibactam cộng với aztreonam À, tuy nhiên là cái này đối với cái nhóm này là nó phối nó kháng luôn aminoclozis còn trong cái cái ca trường hợp của, của của tôi vừa trình bày thì nó còn nhạy với nhóm aminoclozis thành ra thà chúng tôi và cái nhóm ceftezibactam thì kháng thành ra thà là à, tôi đã phối hợp cái aminoclozis cộng với lại cái atrionam thì đây là những cái khuyến cáo à, mà tôi nhắc lại của cái slide đã trình bày trước là nếu mà nhóm mà Klebsiella pneumoniae mà kháng có men NDM thì chúng ta sẽ phối hợp là ceftazidime với hợp với aztreonam thì nó sẽ cho hiệu quả. Thì à, tôi xin kết luận lại là à, việc à, sử dụng à, kháng sinh trong điều trị bệnh nhân Acinetobacter kháng carbapenem thì cần phối hợp là sử dụng kháng sinh chứ không sử dụng kháng sinh linh đơn trị liệu và trong một số tình huống chúng ta khó khăn thì chúng ta có thể sử dụng sắp tay và colistin cho thấy có hiệu quả trong điều trị à, uh, AB à, uh, acinobacter bani và uh, vi khuẩn đường ruột kháng cả ba bên nam và chúng ta có thể cân nhắc sử dụng uh, với Actriona và Septadina thì được khuyến cáo trong điều trị Klebsiella kháng ngay cả kháng với các kháng sinh thế hệ mới. Uh, việc sử dụng nhận diện các vi khuẩn và men kháng thuốc sớm giúp định hướng chọn lựa kháng sinh ban đầu trúng đích sớm và có thể mang lại hiệu quả điều trị cho uh, và bệnh nhân. Thì bài trình bày của tôi đây là hết. À, xin cảm ơn sự chú ý và lắng nghe của quý đồng nghiệp. À. Thầy Thành sẽ tổng tóm tắt cái bài báo cáo của cô Duyên đi. Vâng, một, một, một bài báo cáo ba ca lâm sàng rất là vui khi là ba ca lâm sàng này đều được xuất viện hết. <laughs> đây 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 là có thể nói rằng là, là một cái thành công rất lớn của cái việc mà chúng ta chẩn đoán uh, gen kháng thuốc ở trong thực hành lâm sàng một cái xét nghiệm mà có thể nói rằng là uh, chưa phổ biến lắm chưa được uh, uh, nhiều thầy thuốc lâm sàng hiểu lắm về vấn đề uh, kháng thuốc đa kháng thuốc mà chẩn đoán dựa trên uh, chẩn đoán gen uh, kháng thuốc và đây là ba cái uh, trường hợp minh họa cho cái việc mà sử dụng gen kháng thuốc rất là hiệu quả à, rất cảm ơn à, bác sĩ Bùi Thị Hạnh duyên à, cho ba cái trường hợp có kết quả xuất viện được rất là thú vị ở trong một buổi chiều một cuối tuần như thế này à, xin cảm ơn à, có lẽ là chúng ta sẽ bước sang cái phần thảo luận và cũng à, nhờ à, các bạn IT show các câu hỏi của chatbox lên để các báo cáo viên có thể theo dõi để để mà trả lời có hai câu hỏi của cô hành Duyên. À, à, tôi xin đọc lên nhé. À, em xin hỏi bác sĩ Duyên hiện nay ở khoa non ICU. Nếu có điều trị kháng sinh cặp bapenem mà bệnh nhân không cải thiện còn sốt. Có một mẫu cái đàm dương tính Candida. Các thang điểm Candida score tiên đoán là Ostrotsky đều không đạt. Bệnh nhân có dùng corticosteroids kéo dài do đợt cấp uh, COPD, vậy có nên dùng kháng nấm không? Xin cô, kỳ xin cô hành Duyên trả lời. À, dạ, cảm ơn bài dạ, câu hỏi của của bạn. Thì có đó là một câu hỏi thực tế trên lâm sàng và nhiều người cũng hay đặt ra là cũng may thì tôi cũng rất là mừng. Khi bạn đặt câu hỏi là có nên dùng kháng nấm hay không? Chứ còn nhiều người thì sẽ Nè, không nghe được nha các bạn hãy cũng xử lý đi? Yeah. À, dạ, mạng của cô bị đứng đó à dạ à, chắc là mình, yeah. chắc mình là chắc là chắc là chắc là em ạ. À. À, đường truyền chỗ là Duyên bị chắc là ạ. Hãy dạ, gọi điện thoại cho cô Duyên cái đi. Dạ vâng dạ. Ừ. Có câu hỏi một sát không thầy dạ. ông Quýnh? Chưa thấy câu hỏi của... À, đây à, tôi chỉ thấy có hai câu hỏi dành cho cô Hành Duyên. À. À. Hai câu hỏi dành cho cô Hành Duyên trên cái phần chat á trên cái phần chat đó, thì thấy có hai câu đó Rồi, ngoài ra thầy Thành còn thấy có câu hỏi nào trong phần chat không không có có đây là một lưu message anh yeah, yeah. à, em xin lỗi tại vì nãy tự nhiên nó bị em bị ao ra em đang vô lại dạ yeah, thì à, em xin 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 trả lời lại câu hỏi ha. À, là à, chúng ta thấy là cái dữ liệu của bạn trình bày nó nó chưa có có đủ để mình trả lời câu hỏi có nghĩa là cái vi khuẩn bạn cấy ra nó là vi khuẩn gì và nó có nhạy với cái microben em bạn đang sử dụng hay không và cái đáp ứng lâm sàng của cái tình trạng phổi của bạn sẽ như thế nào thành ra nếu mà các bạn nhìn thấy bài bài của thầy Hồng Văn cũng như là qua cái ba cái cây lâm sàng của 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 tôi đã trình thì rõ ràng là những cái vi khuẩn đó đều có khả năng là kháng cả ba bên em hết và uh, khả năng là nó không hiệu quả thành ra với mỗi cây lâm sàng mà nó còn sốt không hiệu quả mình phải đánh giá lại đầy đủ từ đầu đến cuối có nghĩa là bệnh nhân thứ nhất là cái việc trị đó có đáp ứng với kháng sinh mình đang có và kháng sinh mình có đúng đã đủ đủ để điều trị chưa nhưng nhiều khi nó kháng sinh đó là kháng sinh nó kháng nên là mình chưa nói là không không hiệu quả không có nghĩa là là mình do mình dùng kháng sinh nó không đúng với, với ca lâm sàng của mình thứ hai là bệnh nhân có một ổ nhiễm mới nào khác hay không đôi khi mình nghĩ là uh, mình đã điều trị như vậy đúng rồi kháng uh, nhạy cảm với thuốc đó rồi nhưng có khi chúng ta tầm soát nó lòi ra một cái ổ nhiễm khác ví dụ như là nhiễm trùng tiểu hoặc là tự nhiên bệnh nhân bị viêm phúc mạc. À, và cái thứ ba là à, các bạn phải xem là nếu mà bệnh nhân cái cái đó ta kiểm soát hết rồi có người, những cái nguy cơ sốt mà không do nhiễm trùng thì chúng ta đã tầm soát chưa? Chúng ta phải làm hết những cái đó rồi chúng ta mới xem tiếp nữa là cái ca của mình đó, nếu mà đúng mà chúng ta không có hết gì hết. Mà có colonization cũng không có, các thân các thân nguy cơ không có thì hầu như các thang điểm nguy cơ nó có giá trị tuyên đoán âm loại trừ khá nhiều mà chúng ta chỉ có một cái không có những cái thông tin nào khác thì cái việc mà khởi động kháng 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 nấm sớm trong trường hợp này là tôi theo tôi thì là kinh nghiệm thì là tôi sẽ không có sử dụng chúng tôi sẽ tiếp cận lại những cái ca này à, đó là câu trả lời của, của tôi và dạ, không biết thì em xin thêm ý kiến của hai thầy thầy thành với thầy vân thêm để uh, cho thêm ý kiến để cho với các bạn có lẽ thầy thành có ý kiến đi thầy thành vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của chị Hạnh Duyên à, về hai lý do. Lý do thứ nhất là à, tôi thấy thực hành cho thực trong thực hành lâm sàng các bác sĩ quá dễ dãi trong cái việc mà điều trị bao vây đối với nấm chỉ với một cái xét nghiệm à, à, bằng xét nghiệm đàm không mà trả lời có kết quả nấm về là là tôi thấy các bạn đã bắt đầu cảm thấy rằng là, là lúng túng trong cái việc là quyết định là điều trị kháng nấm hay không và cái thứ hai nữa là là tôi cũng đồng ý với cái quan điểm của chị của chị hạnh Duyên là chúng ta cần phải có uh, các cái xét nghiệm có tính hiệu hơn trong cái việc mà chúng ta uh, chúng ta đánh giá uh, nhiễm nấm xâm lấn uh, ngoài cái việc mà chúng ta xét nghiệm đào thí dụ như chúng ta dùng các cái uh, các cái xét nghiệm uh, uh, có thể chẩn đoán được uh, nấm uh, cao cấp hơn hoặc là chúng ta có thể uh, À, sử dụng các cái bệnh phẩm à, có can thiệp à, của các cái chuyên khoa hô hấp ví dụ như là việc mà chúng ta nội soi để chúng ta có thể có bệnh phẩm để nó chuẩn đoán à, trước khi chúng ta có một quyết định điều trị mà tôi nghĩ rằng là à, cũng phải có một cái sự trả giá nhất định đối với việc mà chúng ta điều trị à, kháng nấm nếu như chúng ta à, không đạt được hiệu quả điều trị kháng nấm mà chúng ta lại bỏ qua cái câu chuyện bệnh nhân không có hiệu quả điều trị đối với một trường hợp nhiễm trùng mà chúng ta cho số là do nấm thì cái đấy rất nguy hiểm tôi xin tôi hết sức đồng thuận Với cái ý kiến của chị Hành Duyên vâng về phương diện mà vi sinh thì tôi nghĩ là để mà nói nắm mà có phải là tác nhân gây hay không á thì ví dụ như đối với nấm candida rồi đó thì thực sự ra thì có những cái tiêu chuẩn nhưng mà có đôi khi mà không có những cái tiêu chuẩn đạt như vậy nhưng mà có một cái là nếu như cái nấm candida đó có cái số lượng nó cao hơn 10 mũ năm và đồng thời nếu chúng ta làm một cái xét nghiệm khảo sát trực tiếp á, chúng ta thấy có những cái men candida à, những cái nấm men candida nằm trong cái vùng bạch cầu á, thì chúng ta có thể à, ngã đến nhiều là đó là do tác nhân candida à, ngoài ra còn có những tác nhân khác thì chúng ta không cần phải có số lượng mà chúng ta chỉ cần mà xét nghiệm mà chúng ta thấy nó dương tính là chúng ta có thể nói được rồi ví dụ như là con à uh, 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 crypto -có -măng, uh, hoặc là những con uh, nấm mà nó không phải là thuộc cái loại mà uh, bị ngoại nhiễm từ uh, từ không khí vào thì chúng ta vẫn có thể là xác định nó được rồi. Uh, thì tôi chỉ nói về mặt vi sinh thôi. Bây giờ nó có câu hỏi thứ hai của cô hành Duyên là thưa bác sĩ hành Duyên nếu bệnh nhân lâm sàng và uh, IRTNC tôi chưa biết là cái này là cái gì thì cô hành Duyên có hiểu không? À uh, uh, À, nếu bệnh nhân có lâm sàng và YTNC nhưng điểm Candida score và colonization index và quy tắc dự đoán không có cái nào đạt thì có nên dùng Xyno uh, Candin hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. À, cảm ơn câu hỏi của bạn thì cái câu này cũng gần gần như tương tự cái câu chia, thì câu này không phải là cấy ra thì nó chỉ có yếu tố lâm sàng và yếu tố nguy cơ mà chúng ta Để cũng không có Chạy, mà sư. cũng không có một cái cái Candascore correlation không có mà chúng ta điều trị thì thì chúng ta có vẻ là cũng quá sớm. Có nghĩa là trong cái này nó nó cái yếu tố yếu tố nguy cơ của mình nó sẽ là mình phải phân tích là yếu tố nguy cơ gì và yếu tố nguy cơ đó là nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp nữa. Ví dụ như ví dụ như một số trường hợp của chúng tôi là chúng tôi nãy tôi cũng trình bày là những cái ca mà tại chúng tôi kinh nghiệm ra và trên Ivan cũng đã ghi là những cái ca mà có nhiễm mà à, viêm phúc mạc mà để lâu rồi hoặc là à, rò đường ruột à, hoặc là viêm tụy hoại tử là cái yếu tố nguy cơ cao mà do cái tình trạng đang nặng nặng vận mạch liều cao vân vân thì hoàn toàn cái thời điểm đó là chắc chắn là cái um, cái Canada score chúng tôi đã chưa làm mà chưa có nhưng mà Colonization index có thể nó sẽ có Canada à, à, Canada uh, colonization index có thể không có thì tôi thời điểm vẫn chưa làm nhưng mà Canada score nó có thể có nhưng có thể chưa đạt ví dụ như là nhân có nhiễm trùng huyết bệnh nhân có mới vô thì cái cate mình mới có thôi vân vân thì chúng tôi vẫn có thể là điều trị kháng nấm và thật ra những cái ca đó thì sau đó chúng tôi cấy nấm lại thì nó bọn ta gọi là điều trị theo kinh nghiệm á thì cấy nấm lại nó có thành ra là nếu mà cái nói lâm sàng chung quá thì chúng ta phải phải biết đây là nó có yếu tố nguy cơ ở mức độ nào à, và cái lâm sàng ở mức độ nào để chúng ta quyết định là chúng ta có điều trị hay không ví dụ như các bạn nhà một cân nhân bị giảm bạch cầu hạt à, dưới à, 500 hoặc 400, rồi bệnh nhân suy giảm miễn dịch nặng, sốt thì cái thời điểm đó ngoài đánh kháng sinh, chúng tôi có thể luôn đánh luôn cái 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 kháng nấm mặc dù là chúng tôi uh, chưa có cái chưa có làm cái colony index luôn, chưa kịp làm luôn, nó có thể chúng tôi kinh nghiệm, là chúng tôi sẽ đánh kháng nấm phủ trong trường hợp đó luôn. Thì nếu mà phải có thì nó là từng trường hợp cụ thể thì mình mới có việc mình quyết định như thế nào. Em xin phép là xin thêm ý kiến các thầy. Ạ. Đó, thầy Thành có ý kiến gì thêm không thầy Thành ơi? Hoàn toàn đồng ý thôi. Yeah, ok. Bây giờ tôi có cái câu con thắc mắc cái chỗ của cái ca lâm sàng thứ hai của cô hành duyên đó mà. <laughs> ca lâm sàng thứ hai này á thì chúng ta uh, tìm ra con Klebsiella pneumoniae nhưng mà cái số lượng nó chỉ 10 mũ 4 thôi. Uh, thì uh, làm sao chúng ta có thể nói nó là tác nhân gây bệnh được? để chúng ta Vậy. có thể đưa vào cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái tazidime avibactam phối hợp với colistin. À, tại vì nếu như nó không, nó nó chưa phải tác nhân gây bệnh thì có sử dụng không sử dụng gì, nó cũng cũng không phải là nói lên được cái đó là cái hiệu quả. Dạ, dạ em cũng đồng ý với thầy nhưng mà diễn tiến lâm sàng cái thời điểm đó là bệnh nhân rất là nặng siêu hấp và đặt nội khí quản thở máy. Và mặc dù làm nó mười mũi nhưng mà thật ra trên lâm sàng em mình cũng thấy là mình cái bệnh luận cái bình luận của mình đó, cái đó là chỉ là một cái dấu một cái chỉ số thôi nó cũng chỉ có giá trị tương đối không có chỉ số nào nó sẽ gọi là giá trị tuyệt đối không nhưng đối mà có ấy. một cái nữa này nè một... tức là cái máu á, là ra cái con staphylococcus dạ à. trong yeah. ca này là cái máu ra staphylococcus thì như vậy là staphylococcus nó có thể là cái tác nhân gây viêm phổi <laughs> nhưng mà lúc sau cái đàm nó cũng không ra staph hơi cái đàm ừ. nó không có ra sáp thì cũng thật có ra thể. là lúc là cái máu dạ cái máu ừ. thì ra con con sáp phải đó mà nó lâm sàng nó cũng sợ nó không kê mình coi có ngoại nhiễm hay không hay là đôi khi cái phân biệt khó quá thì tụi em vẫn phải điều trị và tại vì khúc mà cấy đàm á nếu mà nó ra sáp luôn á thì không nói mà cấy đàm nó cũng không ra sáp này và cái điểm cắt của 10 mũi năm hoặc là 10 mũi bốn ra thì nó cũng chỉ là là một cách là không phải là tuyệt đối trăm phần trăm có nghĩa là nếu mà mình nhân biết là nếu có trên mũ năm thì cái khả năng nó không phải là coronavirus và khả năng nó là gây bệnh nhưng mà không có cái 10 mũ 4 không có nghĩa là mình loại trừ hoàn toàn tại vì cái AOC không có AOC nào là nó bằng một một cách tuyệt đối với thầy yeah. không thì như không tôi tự nói vậy thôi tại vì như thực sự ra nếu như chúng ta đem vô đó thành một ca lâm sàng mà tiêu biểu thì nó hơi khó đúng không đó yeah. ca lâm sàng thì nó phải có những cái chứng cứ mà cho nó rõ ràng thì nó dễ hơn chứ còn yeah. mình đưa nó ca lâm sàng thì thì cũng được thôi nhưng mà ca lâm sàng đó mà để mà mình, mình sau này cô cô publish hay cô gì đó thì nó sẽ không có không không. lý yeah. Yeah, yeah, yeah. <laughs> cái câu, cái 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 ca này <laughs> anh hồng anh hỏi là rất là có lý là bởi vì uh, tôi cũng tôi cũng cảm thấy nó nó cũng không có không có thật sự là nó nó tốt lắm khi mà xét nghiệm vi sinh là, là cái máu là staphylococcus nhưng mà cái là... là rồi chúng ta tập trung vào Klebsiella, chúng ta quên mất cái cấy máu cái đấy là là tự nhiên những cái người theo dõi họ cũng cảm thấy nó không smooth lắm nhưng mà theo ý tôi ấy, thì khi mà trình bày ấy, thì chúng ta cũng cũng nên nói rõ là chúng ta cấy máu bằng phương pháp như thế nào cách lấy bệnh phẩm làm sao để đảm bảo được cái độ tin cậy của staphylococcus có một câu hỏi mà tôi muốn hỏi thêm thì thành ở chỗ là thế này nè thì dĩ nhiên là bác sĩ là nếu như mà biết được cái PKPD của một kháng sinh nào đó, đó thì vấn đề mà chúng ta sử dụng thuốc theo PKPD nó dễ, à, Nhưng mà cái thông tin về PKPD đó thì làm sao mà chúng ta có thể biết được cho nó à, khi chúng ta sử dụng cái kháng sinh đó, làm sao chúng ta biết được cái thông tin PKPD? Thật sự thì uh, câu hỏi của anh Hùng Vân là một câu hỏi mà trong thực hành lâm sàng của 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 chúng ta hiện nay có thể nói là một cái khoảng trống rất là lớn chúng ta hoàn toàn không có các cái điều tra dịch tễ thí dụ như trả lời câu hỏi rằng MIC như thế nào chúng ta không có câu trả lời đặc biệt là các cơ sở y tế đặc biệt là các cái cơ sở cấp cứu và chăm sóc cấp cứu chúng ta không có câu trả lời về MIC thì chúng ta cũng không có uh, một cái chiến lược PKPD cho nó cho nó hợp lý À, cho nên rằng là thật sự mà nói ở Việt Nam chúng ta thiếu các cái data về về vấn đề nghiên cứu à, để đánh giá cái hiệu quả kháng sinh dựa trên cái PKPD à, tất cả các cái cái cái, cái mà các thầy thuốc thực hành lâm sàng hiện nay ấy, đang áp dụng lại cơ bản là dựa trên các cái khuyến cáo liều của các cái tài liệu dược mà khuyến cáo liều các tài liệu dược thì thông thường là họ dựa trên các nghiên cứu pha ba và nghiên cứu pha ba thì chắc chắn là theo thời gian là, là sẽ không còn có không còn là đáp ứng được với cập nhật được với cái tình hình của các cái vi khuẩn kháng thuốc nữa thế cho nên rằng là chúng ta cần phải có các cái nghiên cứu à, để trả lời câu hỏi rằng là việc chúng ta sử dụng thuốc có hợp lý hay không thật sự bây giờ cái này nó là ở Việt Nam nó là một cái khoảng trống rất là lớn dạ yeah, vâng à, cảm ơn thầy Thành thì thực sự ra đó thì um... À, tôi nghĩ là đúng là thầy Thành nói à, hợp lý nếu chúng ta có được cái à, những cái nghiên cứu á, thì đối với những cái vi khuẩn gây bệnh thì chúng ta sẽ có thể có được MIC 90 à, khi chúng ta có được MIC 90 rồi á, thì chúng ta sẽ chọn cái thuốc theo đúng PKPD để làm thế nào để cho cái điểm gãy PKPD nó trên hoặc bằng cái MIC 90 thì như vậy chúng ta có thể đảm bảo được thành công là 90% các trường hợp là thành công được và chúng ta cũng không cần thiết phải làm MIC trên cái phải có cái xét nghiệm làm mic trên các bệnh viện bởi vì thực sự ra không phải bệnh viện nào làm kháng sinh đồ ta cũng cần thiết phải làm mic thì à, tôi chỉ à, à, có thêm ý kiến như vậy thôi à, riêng về cô hành duyên thì tôi nghĩ rằng cái ý kiến mà cái những cái ca lâm sàng mà nói về vấn đề kháng thuốc tôi thấy rất là quan trọng bởi vì thực sự ra nó nói lên một điều tức là chúng ta khi mà chúng ta có được cái xét nghiệm mà chúng ta có được cái kháng thuốc á, cơ gen kháng thuốc thì như vậy thì giúp cho bác sĩ lâm sàng rất là nhiều. Và như vậy bác sĩ lâm sàng quan trọng nhất là bác sĩ lâm sàng chỉ cần biết là với cái gen kháng thuốc đó chọn cái kháng sinh nào cho hiệu quả thì nó rất là nó rất là rất là tốt. Cho nên tôi rất cảm ơn cái báo cáo của cô của, của, của tiến sĩ Hạnh Duyên đã vì thực sự ra để làm cho các bác sĩ lâm sàng thấy được cái sự cần thiết cũng như là thời của thầy Thành mà nhận xét trong cái báo cáo đó. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. không biết còn có cái báo cáo nào khác <laughs> có có cái ở à, đây có để chat đây có đây để tôi vào thử à... chat à, hiện nay số người tham dự của chúng ta là lên tới 290 người và hiện nay thì đã hết các câu hỏi rồi à, thì theo ý của thầy Thành như thế này ạ. À? vậy là hoặc là các báo cáo của chúng ta đã quá rõ ràng không có ai hỏi nữa và hoặc là hai trăm chín mươi mấy người <laughs> rất dễ dãi tha cho chúng ta <laughs> chúng ta nên kết thúc ở đây mời anh Nguyễn Vân kết luận dạ vâng à, thực sự là một cái hội thảo mà cho dù online nhưng mà tôi nghĩ rằng nó cũng rất là cần thiết cho mọi người à, bởi vì những cái thông tin mà đối với các báo cáo viên đưa lên cho các à, à, bạn đồng nghiệp thì thấy rằng đây là những thông tin thực sự rất là cần thiết à, và lấy nhiên nó cũng mở cho chúng ta thấy những cái hướng để các bác sĩ lâm sàng có thể là à, tiếp cận à, để như thế nào cho chúng ta có thể dần dần chúng ta phải à, tìm cách để mà phù hợp được với lại vấn đề tình hình đề kháng kháng sinh càng ngày càng nhiều. à but, uh, không chỉ là đối với vi khuẩn mà đối với vi nấm cũng vậy thì uh, cái báo cáo của cô Hành Duyên đã cho thấy rằng vấn đề mà nhiễm nấm á là một vấn đề mà chúng ta phải quan tâm chứ chúng ta đừng có bỏ quên nó. Tại vì nhiễm nấm trong đó chúng ta có nhiễm nấm Candida chúng ta có nhiễm nấm Aspergillus và chúng ta có những nhiễm nấm khác nữa và trong cái báo cáo của cô duyên còn nói lên một cái con vi nấm mà theo tôi nghĩ nó càng ngày càng cần phải được chú ý đó đó là con Candida auris à, Candida auris là một cái con vi vi nấm mà nó kháng với rất nhiều thuốc kháng nấm. Và à, tôi nghĩ là các bệnh viện chúng ta cũng quan tâm bởi vì nếu chúng ta không quan tâm tới Candida auris thì chúng ta sẽ có thể đến một lúc nào đó chúng ta sẽ đối phó với là Candida auris là một cái con vi vi nấm mà chúng ta không biết tìm cái thuốc kháng nấm nào để có thể sử dụng cho hiệu quả nữa. À, cái báo cáo của thầy Thành thì theo tôi nghĩ là cái báo cáo này là cái báo cáo mà thực sự rất quan trọng đối với các bác sĩ. À, lâm sàng bởi vì à, thực sự ra đấu án bị lâm sàng mà nói là à, có được cái dữ liệu về vi sinh thì thực sự là rất khó không phải lúc nào cũng có được à, có đôi khi cái dữ liệu vi sinh nó về rất là trẻ à, rất, rất không phải lúc nào chúng ta cũng có vì vậy cho nên vấn đề mà sử dụng được cái à, kháng sinh mà theo cái PKPD là rất là quan trọng. Và lấy nhiên thì theo như thầy Thành cũng như chúng tôi cũng đồng ý rằng để có được cái ứng dụng PKPD thì quan trọng nhất là chúng ta cũng nên có những cái nghiên cứu mà những nghiên cứu đó đó nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái tác nhân gây bệnh thường là cái gì và MIC 90 là cái gì. À, ba cái ca cá lâm sàng của cô Hành Duyên cũng đã cho thấy được cái sự cần thiết của cái vấn đề mà à, cái xét nghiệm mà để phát hiện ra được cái cái gen kháng thuốc và cái xét nghiệm phát hiện gen kháng thuốc ngày hôm nay thực sự nó không cần phải là phải phân lập được con vi khuẩn chúng ta mới nói được cái gen kháng thuốc chúng ta có thể làm trực tiếp ngay ở trong cái cái từ mẫu bình phẩm và chúng ta cũng có thể làm ra được thôi à, chính vì vậy cho nên cái vấn đề mà chúng ta sử dụng cái gen kháng thuốc đó như thế nào và chúng ta xây dựng cho được cái kỹ thuật để mà làm được cái gen kháng thuốc lẽ nhiên trên về mặt lâm về mặt và thương mại thì chúng ta cũng có nhiều cái 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 hãng để có có thể cung cấp cho chúng ta những cái phương tiện đó như là femare hay là à, của thermofisher chẳng hạn như vậy nhưng mà cái giá thành chắc chắn nó sẽ mắc thành ra đối với những cái mà à, hiệu quả để chúng ta có thể à, sử dụng được tại việt nam chúng ta trong cái tình hình mà kinh tế hiện tại thì theo tôi nghĩ vấn đề chúng ta cùng quan tâm để có thể xây dựng và đưa ra được một cái công nghệ để chúng ta có thể phát hiện được và điều đó là điều mà tôi đã trình bày trong bài báo cáo của mình thì đó là tất cả những cái gì mà chúng tôi muốn tổng kết trong cái phiên báo cáo này và xin cảm ơn thầy Thành, cảm ơn cô Hành Duyên và lĩ nhiên cả tôi cũng cảm ơn tôi nữa là đã cố gắng để mà xây dựng những bài báo cáo để gửi đến cho các bạn đồng nghiệp và hy vọng rằng những bài báo cáo này có hữu ích cho các bạn xin thân ái chào tất cả các bạn xin chào thầy Thành chào cô Hành Duyên yeah.